ánh mắt Hướng Vấn Thiên tràn ngập vẻ kinh ngạc, giật mình không nhỏ, lúc này Phạm Sàm đã đạt tới đại đạo cảnh cao giai đỉnh phong, sợ rằng cách niết bàn cảnh cũng không xa. Tu vi bực này đã mạnh hơn hắn. Đại đạo cảnh cao giai đỉnh phong. Thực lực của Phạm Sàm lão cẩu này cũng không kém. Ta cược trong vòng 3 chiêu có thể đánh chết hắn. Cảm nhận khí thế khủng bố trên người Phạm Sàm, chúng cường giả phi linh môn dường như cũng không đặt vào trong mắt, vô cùng nhẹ nhõm nói. Mà ngay cả thiên thủy môn có một siêu cấp cường giả như hỏa quỷ đạo nhân Phạm Anh Kỳ cũng không khiến cho chúng cường giả phi linh môn cố kỵ. Tiểu tạp trùng, ngày hôm nay vô luận thế nào ngươi cũng không có cơ hội chạy trốn lần thứ hai đâu. Phạm Sàm cười lạnh lắc đầu, hắn biết rõ Lục Lâm Thiên bất phàm, cho nên giờ phút này coi như giận dữ và sợ hãi hắn cũng phải thu liễm lại, giữ cho bản thân bình tĩnh. Phạm Sàm tuyệt đối không phải là người không có chủ kiến, có thể làm trưởng môn thiên thủy môn đã đủ chứng minh hắn không phải là kẻ ngốc. Nhưng mà lúc này Phạm Sàm lại nắm chắc, một khi giao thủ hắn có thể trực tiếp đánh bại Lục Lâm Thiên này, đây là một loại khẳng định. Bởi vì hắn là người của vô minh thế giới, vô minh thế giới chính là tiểu thế giới, người khác sẽ phải chịu thiên địa áp chế mà hắn lại không bị. Hắn có tu vi đại đạo cảnh đỉnh phong, tu vi như vậy cũng không bị bất luận thứ gì áp chế. Cho dù lui vạn bước mà nói, Lục Lâm Thiên này chỉ là bán đạo cảnh mà thôi, loại tu vi như bán đạo cảnh này, coi như không bị thiên địa áp chế, cho dù Lục Lâm Thiên này là nửa hỗn độn, hoặc là ngụy hỗn độn, thế nhưng nói cho cùng bán đạo cảnh cũng không phải chính thức là đại đạo cảnh. Mà hắn đã là đại đạo cảnh cao giai đỉnh phong, khoảng cách giữa hai tầng thứ cực kỳ rộng, Lục Lâm Thiên coi như bay cũng không có cách nào vượt qua được. Cho nên lúc này Phạm Sàm không có một chút lo lắng nào, coi như trong lòng hơi có chút nghi hoặc, Lục Lâm Thiên này tại sao lại phải động thủ với hắn, có lẽ là do tiểu tử này không biết thực lực của hắn. Cho nên Phạm Sàm cũng không có nghĩ nhiều nữa, bởi vì bất kể như thế nào cái hào rộng như vậy Lục Lâm Thiên tuyệt đối không có cách nào vượt qua. Mắt nhìn Lục Lâm Thiên, khuôn mặt âm lãnh của Phạm Sàm trầm xuống, sát ý nổi lên. Lục Lâm Thiên đạp không mà đứng, nhìn ánh mắt tràn ngập sát ý của Phạm Sàm, trong đôi mắt đen kịt của hắn cũng hiện lên hàn ý. Khóe miệng nở nụ cười lạnh lẽo. Hai người đạp không, giằng co với nhau, cách xa nhau chưa đủ 300 thước. Lấy hai người làm trung tâm, hai cỗ khí thế bàng bạc lan tràn, cả không gian sau lưng hai người trong lúc vô thanh vô tức phong vân biến sắc, gió nổi mây phun. Bầu không khí căng cứng này khiến cho mọi người cảm thấy trong lòng như có một tảng đá đè nặng. Tiểu tạp trùng, chịu chết đi. Ngay hôm nay không ai cứu được ngươi đâu. Phạm Sàm lớn tiếng quát lạnh, rốt cuộc cũng đánh vỡ bầu không khí căng cứng này. Trên khuôn mặt âm trầm có hàn ý bắn ra, mũi chân kẽ điểm không trung, thân thể nhanh như thiểm điện, giống như mũi tên hung hăng phóng về phía Lục Lâm Thiên. Khí thế khiến cho không gian gió nổi mây phun, run rẩy không ngớt. Làm cho đám người vây xem bên ngoài không khỏi hít sâu một hơi thay cho Lục Lâm Thiên, đối với người phi linh môn bên ngoài mà nói, không ai biết Lục Lâm Thiên có thể chống lại Phạm Sàm được hay không, thậm chí đối với người tinh mắt mà nói, cũng không có bao nhiêu tin tưởng với Lục Lâm Thiên. Hướng Vấn Thiên và đám người Tôn Cao Mộc lúc này đều dùng ánh mắt lo lắng nhìn lên trên không trung, bán đạo cảnh chống lại đại đạo cảnh cao giai đỉnh phong, nhớ tới chênh lệch tu vi giữa hai người khiến cho mọi người kinh hãi. Phương Chí Thành và Phương Thải Y bị bàn xấu hòa thượng cấm chế trên tay lúc này đều dùng ánh mắt phức tạp nhìn lên trên không trung, không nháy mắt lấy một cái. Khoảng cách vài trăm thước đối với cường giả như Phạm Sàm mà nói chỉ trong chớp mắt là phóng tới. Oanh! Trong giây lát, một đạo quyền ấn được Phạm Sàm ngưng tụ, năng lượng chấn động đáng sợ từ bên trong quyền ấn tràn ra. Xoẹt! Những nơi quyền ấn lạnh lẽo đi qua. Trong không gian đột nhiên xuất hiện vết nứt không gian đen kịt vô cùng khổng lồ, giống như một thông đạo đen kịt hiển hiện ở phía chân trời, quyền ấn lạnh lẽo giống như một tia chớp máu trắng trong chốc lát đã kéo tới trước mặt Lục Lâm Thiên. Ánh mắt Lục Lâm Thiên nhảy lên, khóe mắt liếc nhìn về phía hỏa quỷ đạo nhân Phạm Anh Kỳ, trong mắt hiện lên hàn ý, một cỗ khí tức quỷ dị từ trong thân thể đột nhiên tràn ra, trực tiếp đồng hóa gợn sóng trong không gian. Phanh! Quyền ấn lạnh lẽo dùng xu thế như sấm sét đánh tới. Dưới ánh mắt khiếp sợ của tất cả mọi người nặng nề đập lên trên người Lục Lâm Thiên, lập tức đóng băng cả thân thể và không gian chung quanh Lục Lâm Thiên thành một khối băng lớn. Ken két, băng dạn nứt, sau đó bị nghiền nát. Ầm ầm, không gian bị đóng băng nghiền nát mang theo từng vết nứt không gian xuất hiện, năng lượng lạnh lẽo khủng bố giống như một cơn lốc khuếch tán. Không gian trực tiếp bị phá hủy, một mảng lớn không gian hư vô xuất hiện,
khí tức lạnh lẽo thấu xương từ bên trong lan tràn Bất quá khi cơn lốc bằng năng lượng lạnh lẽo khuếch tán tới một phạm vi nhất định lại đột nhiên ngừng lại, không nhìn thấy bất luận chút máu tươi nào, cũng mất đi dấu vết thân ảnh của Lục Lâm Thiên. Áo nghĩa không gian cùng áo nghĩa thời gian. Trên không trung, Linh Động Công Tử hướng Hầu Minh và Hỏa Quỷ Đạo Nhân Phạm Anh Kỳ đồng thời biến sắc, bọn họ không khó nhìn ra biến hóa bên trong, cuối cùng khi quyền ấn đánh tới Lục Lâm Thiên đã vận dụng áo nghĩa thời gian và không gian thoát thân. Người đồng thời mang áo nghĩa thời gian và không gian, tính cả 3.000 đại thiên thế giới cũng tuyệt đối không có nhiều. Một quyền mất đi thân ảnh Lục Lâm Thiên, sắc mặt Phạm Sàm cũng biến sắc, tâm thần lan tràn ra chung quanh, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía xa. Ngoài ngàn thước phía xa lúc này có một đạo thân ảnh mặc áo bào xanh đang từ từ hiện lên. Phù! Ở phía xa, nhìn thấy thân ảnh mặc áo bào xanh kia lần nữa xuất hiện, Phượng Thải Y thở dài một hơi, bộ ngực no tròn run lên. Vừa rồi tim nàng như ngừng đập. Phạm Sàm lão cẩu, tốc độ của ngươi dường như còn chưa đủ Hừ. Phạm Sàm âm trầm khẽ hừ một tiếng, tu vi đại đạo cảnh cao giai đỉnh phong không ngờ ngay cả một chiêu mà cũng không đỡ upsilon.ng được tới chéo áo của tiểu tử có tu vi bán đạo cảnh. Siêu. Tiếng hừ lạnh vừa dứt, thân ảnh Phạm Sàm lần nữa như thiểm điện bắn ra, khí thế lạnh lẽo bàng bạc từ trong thân thể lan tràn. Thân thể của hắn lần nữa phá không bắn tới trước người Lục Lâm Thiên. Đi chết đi. Trong sát na tốc độ của Phạm Sàm đẩy nhanh hơn, cơ hồ trong sát na khẽ phất tay vỗ một cái, một cỗ khí tức lạnh lẽo vô hình đột nhiên bao phủ trước người Lục Lâm Thiên. Oanh! Khí tức lạnh lẽo ngập trời trực tiếp bao phủ trọn không gian, một đạo năng lượng lạnh lẽo trực tiếp xuyên thủng không gian mang theo một cỗ lực lượng cực kỳ khủng bố, lập tức xuyên thủng không gian đi tới trước người Lục Lâm Thiên. Phanh! Đạo năng lượng lạnh lẽo này xuyên thủng không gian mang theo vô số băng xương bắn ra bốn phía. Trong không gian bị nghiền nát, thân ảnh Lục Lâm Thiên lần nữa biến mất, đạo công kích của Phạm Sàm lại một lần nữa không có một chút tác dụng nào. Siêu! Thân ảnh Lục Lâm Thiên lần nữa xuất hiện cách đó ngoài ngàn thước, vẻ mặt nhẹ nhàng, thoải mái, chắp tay mà đứng. Phạm Sàm hai lần công kích tới, không ngờ ngay cả chéo áo của Lục Lâm Thiên cũng không đỡ upsilon.ng tới được. Tiểu tạp chủng, ngươi chỉ biết chạy trốn giống như con kiến thôi sao? Phạm Sàm nhìn về phía trước, nghiến răng nghiến lợi nói. Lục Lâm Thiên ngẩng đầu nhìn Hỏa Quỷ Đạo Nhân Phạm Anh Kỳ ở phía xa, lạnh nhạt cười một tiếng rồi nói với Phạm Sàm. Phạm Sàm lão cẩu, tốc độ của ngươi chậm quá, phải nhanh lên một chút mới được Siêu! Lục Lâm Thiên vừa mới dứt lời, trong chớp mắt này Phạm Sàm đã nhân cơ hội đi tới trước người Lục Lâm Thiên, sắc mặt tái nhợt. Ánh mắt âm trầm, khóe miệng lúc này đã nở nụ cười lạnh, lớn tiếng nói. Tiểu tạp chủng, lần này để xem ngươi còn trốn như thế nào nữa. Dứt lời, thủ ấn trong tay Phạm Sàm biến hóa, khi một đạo thủ ấn huyền ảo cuối cùng rơi xuống, khí tức lạnh lẽo ngập trời quanh thân giống như kéo theo năng lượng trong phiến thiên địa này, nguyên lực thuộc tính thủy phô thiên cái địa chen chúc lao ra. Trong không gian này đột nhiên tràn ngập năng lượng thuộc tính thủy. Thủy chi đại đao, áo nghĩa hàn băng. Thủ ấn được kết, Phạm Sàm quát lạnh một tiếng, năng lượng trong thiên địa lúc này đột nhiên bao động. Một cỗ uy áp lạnh lẽo giống như che khuất bầu trời đè nén xuống. Giờ phút này cả không gian run lên, nửa bầu trời đã phong vân biến sắc, uy áp cực lớn từ bên trên lan tràn ra chung quanh. Trong nháy mắt, trong không gian mênh mông cuồn cuộn lập tức hiện ra hình dáng một cự thú cực lớn. Sau đó đột nhiên ngưng tụ thành một đầu giao long bằng băng và một đầu cự long bằng nước. Thân thể khổng lồ của băng long và thủy long che khuất bầu trời, giống như kéo dài tới tận chân trời, toàn thân lan tràn ra bí văn áo nghĩa thuộc tính thủy. Hai đầu cự long bằng áo nghĩa thuộc tính thủy không ngừng tản ra uy áp, năng lượng chấn động đáng sợ cùng với khí tức lạnh lẽo từ bên trên tràn ra. Cả không gian rung chuyển, chấn động nhân tâm. Uy năng khủng bố như vậy khiến cho mấy vạn ước ánh mắt phía xa rung động, sợ hãi, người có tu vi đại đạo cảnh cao giai không ngờ lại có thực lực khủng bố như vậy. Đại đạo áo nghĩa thuộc tính thủy, Phạm Sàm đã vận dụng toàn lực Lục Lâm Thiên kia chỉ dựa vào tu vi bán đạo cảnh đã có thể ép Phạm Sàm tới như vậy đã là bất phàm rồi. Lục Lâm Thiên này sợ rằng không có cách nào chống lại được. Dưới tình huống Phạm Sàm dùng toàn lực, sợ rằng ngay cả người có tu vi niết bàn cảnh sơ giai cũng không dám chủ quan. Ầm ầm. Trong lúc mọi người chung quanh rung động mà nghị luận,
hai đầu cự long do áo nghĩa thuộc tính thủy của Phạm Sàm ngưng tụ lập tức dữ tợn lao về phía trước. Bên trên có năng lượng ngập trời lan tràn ra, trực tiếp khiến cho không gian chung quanh thân thể hai đầu cự long vỡ ra. Ngao ngao! Hai đầu cự long rít gào, ầm ầm phóng về phía Lục Lâm Thiên. Có thể chống lại được không? Trên không trung, phía xa, ánh mắt linh động công tử hướng Hầu Minh chớp động, hai mắt tràn ngập vẻ ngưng trọng. Lúc này Phạm Sàm đã dùng toàn lực, dưới một kích toàn lực này coi như là hắn cũng không dám khinh thường. Mà Lục Lâm Thiên kia mới chỉ là bán đạo cảnh, vậy thì làm sao có thể chống lại được? Thời điểm này hướng Hầu Minh thậm chí còn có một loại xúc động, muốn mang Lục Lâm Thiên không biết trời cao đất rộng kia lui lại. Nếu như Lục Lâm Thiên này chết trước mặt hắn, một khi chủ nhân của Vạn Thiên Tạp Hồng cấp kia mà biết được sẽ vô cùng tức giận, hắn có khổ cũng không nói nên lời, lúc đó phiền phức sẽ vô cùng lớn. Hừ! Hỏa quỷ đạo nhân Phạm Anh Kỳ hừ lạnh một tiếng, khí tức lặng lẽ tập trung lên trên người hướng Hầu Minh. Lục Lâm Thiên này sợ rằng có chắp cánh cũng khó có thể chống được một kích toàn lực của Phạm Sàm. Dưới công kích áo nghĩa cùng với không gian cứng lại như vậy, coi như là Lục Lâm Thiên có áo nghĩa thời gian và không gian cũng khó có thể có được hiệu quả như hai lần trước. Hỏa quỷ đạo nhân Phạm Anh Kỳ đã hạ quyết tâm, Lục Lâm Thiên này ngày hôm nay nhất định phải chết. Chỉ cần hướng Hầu Minh định xuất thủ cứu giúp hắn sẽ lập tức ngăn cản, tóm lại không thể để cho tiểu tử kia còn sống. Oanh! Hai đầu cự long từ trong không gian hư vô hiện lên, không gian ven đường xuất hiện vết nứt không gian khổng lồ, đen kịt, thân thể khổng lồ che khuất bầu trời. Dưới áo nghĩa thuộc tính thủy ngập trời, giờ phút này cả không trung giống như bình minh trước đêm tôi. Trong hàng vạn ước ánh mắt chỉ có hai đầu cự long bằng năng lượng áo nghĩa đang nhanh chóng phá hủy không gian phóng tới trước người Lục Lâm Thiên mà thôi. Mà lúc này Lục Lâm Thiên khẽ ngẩng đầu, mắt nhìn hai đầu cự long bằng áo nghĩa phóng tới, trong đôi mắt đen kịt mà thâm thúy bỗng nhiên có hàn ý bắn ra, sát ý nhanh chóng lan tràn. Âm dương hóa ngũ hành sinh vạn vật, vạn vật trong thiên địa. Lục Lâm Thiên dứt lời, cả không gian trong phiến thiên địa này đột nhiên run lên. Lập tức có một cỗ năng lượng thiên địa cuồn cuộn, mênh mông mang theo thiên uy từ trong hư không mênh mông lan tràn ra. Siêu siêu! Chỉ một thoáng, năm loại quang mang thuộc tính, vàng, xanh, lam, đỏ, vàng đất đột nhiên lấy thân thể Lục Lâm Thiên làm trung tâm lan tràn ra. Năm loại áo nghĩa kim, mộc, thủy, hỏa, thổ tuôn ra. Dưới hàng vạn ước ánh mắt, chỉ thấy trên trời xanh năm loại quang mang thuộc tính hội tụ tạo thành một vòng xoáy cực lớn trong không gian. Vòng xoáy cực lớn này không ngừng lan tràn ra chung quanh, xu thế che khuất bầu trời. Một cỗ thiên uy kinh khủng khiến cho linh hồn tất cả mọi người run rẩy, dưới vô số ánh mắt rung động, vòng xoáy cực lớn đang lan tràn ra chung quanh kia không ngừng xoay tròn. Sau đó dung hợp tạo thành một vòng xoáy trắng đen. Ầm ầm, cả phiến thiên địa trên thiên thủy thành trong sát na này rung chuyển, thiên địa sụp đổ. Uy áp thiên địa vô cùng vô tận từ trong hư không thẩm thấu ra. Linh hồn của tất cả mọi người phía dưới đều run rẩy, phủ phục. Dưới uy áp thiên địa bực này, hỏa quỷ đạo nhân Phạm Anh Kỳ cùng với linh động công tử hướng Hầu Minh ở phía xa cũng vô cùng sợ hãi. Tất cả chỉ trong nháy mắt, đồ án vòng tròn trắng đen trên không trung ầm ầm va chạm với hai đầu cự long bằng áo nghĩa của Phạm Sàm. Hai đầu cự long bằng áo nghĩa còn chưa tiếp xúc với đồ án trắng đen đã trực tiếp run rẩy, sau đó vỡ nát, dễ dàng biến mất trong thiên địa. Đồng thời thân ảnh Lục Lâm Thiên đã xuất hiện bên người Phạm Sàm đang ngốc trệ, dùng phương thức vô cùng huyền ảo, quang mang trắng đen mênh mông che khuất bầu trời thu liễm hóa thành một đồ án âm dương trong lòng bàn tay Lục Lâm Thiên, thiên uy mênh mông cuồn cuộn từ trong lòng bàn tay hắn lan tràn ra. Phanh! Một trường này mang theo đồ án âm dương cùng với thiên uy mênh mông khiến cho toàn trường rung động giống như sấm sét đánh vào đỉnh đầu Phạm Sàm. Sàm nhi, cẩn thận! Tiểu tạp chủng, mau dừng tay! Ngươi dám giết nhi tử ta sẽ không chết không thôi với ngươi. Trên không trung, trong sát na ánh mắt quỷ hỏa đạo nhân Phạm Anh Kỳ hiện lên sự rung động cùng với sợ hãi, miệng lớn tiếng quát một tiếng, đồng thời thân thể nhanh như thiểm điện phóng về phía Lục Lâm Thiên. Phạm Anh Kỳ, vừa rồi ngươi đã nói ngươi cũng không ra tay nha. Linh động công tử hướng Hầu Minh sững sờ một lát, trong thoáng chốc thân ảnh cũng lập tức phóng về phía xa. Phạm Sàm lão cẩu. Hiện giờ không còn giống như ngày xưa nữa. Ngày này ta muốn tiêu diệt ngươi dễ như trở bàn tay. Lục Lâm Thiên cũng không để ý tới quỷ hỏa đạo nhân Phạm Anh Kỳ đang đánh tới, sở dĩ hai chiêu trước hắn tránh đi là muốn kéo giãn khoảng cách với quỷ hỏa đạo nhân Phạm Anh Kỳ.
ngũ hành tụ âm dương, diệt. Giờ phút này đám người đứng xem bên ngoài hoàn toàn yên lặng, chỉ có tiếng quát của Lục Lâm Thiên vang lên. Hàng vạn ước ánh mắt nhìn vào, một chưởng của Lục Lâm Thiên lúc này Phạm Sàm kia đã không có cách nào tránh đi. Một chưởng nhanh chóng đánh vào trên đỉnh đầu Phạm Sàm. Dưới một chưởng này, quang mang chói mắt bắn ra, thân thể Phạm Sàm lập tức vặn vẹo, sau đó trực tiếp rạn nứt rồi bị nghiền nát, cuối cùng nổ tung. Phanh! Bắt đầu từ trên đỉnh đầu, thân thể Phạm Sàm trực tiếp bạo tạc, năng lượng khủng bố giống như vòi rồng khuếch tán, cả không trung có năng lượng hủy diệt lan tràn. Tiểu tạp chủng, ta phải lấy mạng ngươi. Thanh âm dữ tợn, lạnh lẽo vang vọng trên không trung, thân thể hỏa quỷ đạo nhân Phạm Anh Kỳ phá không xuất hiện, cả không gian tức thì nóng bỏng. Trong hắn mắt lúc này tràn ngập vẻ dữ tợn, nguyên lực thuộc tính hỏa khủng bố từ trong cơ thể tuôn ra, nhanh chóng ngưng tụ thành một đạo thủ ấn nóng bỏng, mình mông cuồn cuộn trước người. Thủ ấn mang theo tiếng sấm minh lập tức bao phủ Lục Lâm Thiên. Phạm Anh Kỳ, ngươi không thể nuốt lời như vậy nha. Cùng lúc, Hướng Hầu Minh cũng nhanh như thiểm điện xuất hiện, nguyên lực bắt đầu lan tràn, cả không gian run rẩy. Một đạo trưởng ấn lập tức hung hăng đánh về phía trưởng ấn nóng bỏng của hỏa quỷ đạo nhân Phạm Anh Kỳ, dưới uy thế khủng bố kinh người, không gian ven đường rạn nứt. Phanh phanh! Hai đạo thân ảnh đều lảo đảo lui về phía xua, ai cũng không chiếm được tiện nghi, thực lực của hai người từ một chiêu này có thể nhìn ra được đại khái. Ít nhất cũng chỉ sàn sàn nhau mà thôi. Không gian dần dần khôi phục, năng lượng khủng bố lặng lẽ tiêu tán trong phiến thiên địa này. Không gian bị nghiền nát cũng dần dần khôi phục, chỉ có hư không đen kịt nơi trưởng ấn nóng bỏng của hỏa quỷ đạo nhân Phạm Anh Kỳ và linh động công tử Hướng Hầu Minh vừa mới va chạm là đang từ từ khôi phục. Thực lực của hai người vừa rồi thiếu chút nữa xuyên thủng thế giới này. Mà thời điểm này, Phạm Sàm có tu vi đại đạo cảnh cao giai đỉnh phong đã triệt để thần hồn câu diệt. Hít! Nhìn cảnh tượng trên không trung, tất cả mọi người hít sâu một ngụm khí lạnh, hung hăng nuốt nước bọt. Một bán đạo cảnh chỉ dùng một chưởng diệt Phạm Sàm có tu vi đại đạo cảnh cao giai đỉnh phong. Chuyện này khiến cho đám người này tận mắt nhìn cũng khó có thể tin tưởng. Trong đội hình của Phi Linh Môn, Phương Chí Thành bị bàn xấu hoàng thượng cấm chế, mắt nhìn về phía trước, ánh mắt hắn không khỏi run rẩy. Sau khi Phạm Sàm bị đánh chết, vẻ mặt hắn lập tức ảm đạm, ánh mắt xám như cho tàn. 20 năm. Phương Thải Y nhìn đạo thân ảnh quen thuộc phía xa, lúc này càng nhìn nàng càng cảm thấy lạ lẫm, nàng biết rõ mình đã triệt để mất đi cái gì, khoảng cách giữa nàng và hắn đã càng ngày càng xa. Trời! Cả thiên địa lúc này lại yên tĩnh tới thần kỳ, hàng vạn ước ánh mắt nhìn chăm chú vào đạo thân ảnh màu xanh đang lơ lửng trên không trung. Một trưởng diệt Phạm Sàm, thực lực cường hãn bực nào a? Đây còn là bán đạo cảnh nữa sao? Con mẹ nó! Hướng Vấn Thiên, Tôn Cao Mộc và đám người Vạn Thiên Liên Minh, Chiến Thiên Liên Minh kinh ngạc há hốc mồm như rớt cằm xuống đất, cho dù tận mắt nhìn thấy thế nhưng đám người này vẫn không thể tin tưởng được. Đồ đệ biến thái, sư phụ càng thêm biến thái a. Trên không trung, khuôn mặt tuyệt mỹ của Tôn Oánh Oánh biến đổi, đôi mắt xinh đẹp rung động, mở to ra. Ba chiêu, thực sự là ba chiêu, chúng ta thắng rồi. Nói nhảm, chỉ một chiêu mà thôi. Trưởng môn chỉ khẽ vẫy tay mà thôi, hai chiêu trước là Phạm Sàm ra tay, nếu như không phải trưởng môn muốn dẫn hắn ta rời đi, tránh cho hỏa quỷ đạo nhân Phạm Anh Kỳ kia quấy rối thì trưởng môn chỉ cần một chiêu cũng đủ để chụp chết Phạm Sàm kia rồi. Trong Phi Linh Môn chúng cường giả vui vẻ bàn tán, hoàn toàn không có bao nhiêu chấn động. Lúc trước trong thị hoang thế giới, cách đó không lâu trưởng môn đã dùng một chưởng chụp chết một người có tu vi bán hỗn độn đại đạo cao giai đỉnh phong A. Lúc này trải qua hơn một năm, trưởng môn lại tu luyện trong thiên trụ giới vài chục năm, dùng tốc độ tiến bộ tu vi của trưởng môn, kết cục của Phạm Sàm này tự nhiên không cần phải đo na. Cho nên người của Phi Linh Môn từ đầu tới giờ đều không có đặt nặng chuyện này ở trong lòng. Tiểu tử này cố ý lẩn trốn hai chiêu trước, thì ra đã động sát tâm. Muốn triệt để tiêu diệt Phạm Sàm, ngoan độc, cũng đủ giàu hoạt, bán đạo cảnh diệt sát đại đạo cảnh đỉnh phong. Không biết là ái đồ của vị siêu cấp cường giả nào. Trong bát đại cổ tộc dường như không có gia tộc nào gọi là Lục gia a. Mái tóc màu đen của Hướng Hầu Minh tung bay, ánh mắt rung động, miệng thì thào nói, ngay cả hắn cũng phải hít sâu một hơi. Giết con ta, giết cháu ta, tiểu tạp chủng, nợ máu phải trả bằng máu, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Tận mắt nhìn thấy con mình bị giết, hỏa quỷ đạo nhân Phạm Anh Kỳ giận dữ ngập trời, khuôn mặt vặn vẹo dữ tợn.
khí tức nóng bỏng khủng bố từ trong cơ thể hắn lan tràn ra, sát ý ngập trời. Phạm Anh Kỳ, đã nói là chuyện của người trẻ tuổi, con của ngươi cũng đã lớn tuổi, vẫn lạc là do thực lực không đủ, ngươi còn định lật lọng sao? Hương Hầu Minh nhìn chằm chằm vào Hỏa Quỷ đạo nhân. Hỏa Quỷ đạo nhân Phạm Anh Kỳ nhìn Linh Động công tử Hướng Hầu Minh, miệng rít lên. Hướng Hầu Minh, lão tử mặc kệ những thứ này, tóm lại tiểu tạp chủng này giết nhi tử và cháu trai của ta, ta phải nghiền nát nó thành cho tàn mới có thể giải hối hận trong lòng. Nếu như ngươi dám quản, ta bảo đảm thấy một người của Hướng gia bảo ngươi sẽ giết một ngươi. Trước tiên là giết cháu của ngươi, sau đó lại giết con của ngươi. Một người của Hướng gia bảo ngươi ta cũng không tha. Phạm Anh Kỳ, ngươi dám. Sắc mặt Linh Động công tử Hướng Hầu Minh trầm xuống, thế nhưng trong lòng thì đang run rẩy. Phạm Anh Kỳ này mất một đứa con và cháu trai a, hai người đều chết ở trong tay Lục Lâm Thiên, lúc này lão gia hỏa kia đã phát điên, nếu như ai ngăn cản hắn, sợ rằng sẽ khiến cho hắn trả thù không ngừng. Trong lòng Hướng Hầu Minh hiểu rõ, thực lực của hắn và Phạm Anh Kỳ chỉ sàn sàn nhau mà thôi, một khi hai người giao thủ căn bản không phân thắng bại. Thế nhưng Phạm Anh Kỳ này đã bị ký, nếu như hắn thực sự ngăn cản lão gia hỏa này, sợ rằng đến lúc đó cả Hướng gia bảo sẽ bị tàn sát. Chung quy hắn cũng không có cách nào lúc nào cũng bảo vệ Hướng gia bảo. Huống chi cũng không phải đệ tử Hướng gia bảo cả đời đều ở trong bảo không ra ngoài. Hướng Hầu Minh, ngươi xem ta có dám hay không? Tóm lại ngày hôm nay ai dám ngăn cản ta giết tiểu tạp chủng này ta sẽ không để yên cho hắn. Hỏa Quỷ đạo nhân triệt để phát điên, đôi mắt vốn âm tàn lúc này đỏ rực, tức giận tới mức tận cùng. Tiền bối, đa tạ ý tốt của tiền bối, thế nhưng lão thất phu này muốn giết ta. Ta cũng không thể để cho tiền bối bảo vệ cả đời được. Ngay khi Hướng Hầu Minh đang khó xử, Lục Lâm Thiên đứng trên không trung nhìn về phía Hướng Hầu Minh rồi ôm quyền thi lễ, nói. Tiền bối không cần phải lo lắng thì tốt hơn, cũng không nên trêu vào con chó điên này, về phần nhân tình này tiểu tử ghi nhớ. Tiểu huynh đệ, ngươi chắc chắn chứ? Nghe vậy Hướng Hầu Minh lập tức nghi hoặc nhìn qua Lục Lâm Thiên, ánh mắt rất là kinh ngạc. Hỏa Quỷ đạo nhân Phạm Anh Kỳ chính là cường giả Niết Bàn cảnh a, chẳng lẽ tiểu này còn muốn dùng tu vi bán đạo cảnh đối phó với Niết Bàn cảnh hay sao? Khoảng cách giữa đại đạo cảnh và Niết Bàn cảnh quả thực quá to lớn. Đương nhiên, lão thất phu này đã muốn đối phó với ta, vậy cứ để cho ta tự mình giải quyết thì tốt hơn. Lục Lâm Thiên dùng giọng chắc chắn nói. Không phải Lục Lâm Thiên này điên rồi chứ, không ngờ lại muốn dùng tu vi bán đạo cảnh đối phó với Hỏa Quỷ đạo nhân Phạm Anh Kỳ. Hỏa Quỷ đạo nhân Phạm Anh Kỳ chính là cường giả Niết Bàn cảnh a, bán đạo cảnh đối phó với Niết Bàn cảnh, điên rồi sao? Ngờ vậy đám người vây xem bên ngoài kinh ngạc, bên trong đám người truyền ra thanh âm rung động, xôn xao. Mấy chục vạn đệ tử Phi Linh Môn nghe vậy lúc này không khỏi nhìn về phía Lục Lâm Thiên. Trưởng môn hiện tại phải đối mặt với cường giả khủng bố như Niết Bàn cảnh a. Ánh mắt Hướng Hầu Minh lập lòe, do dự một chút. Lục Lâm Thiên trước mắt này có thể dùng một chưởng đánh chết Phạm Sàm có tu vi đại đạo cảnh cao giai đỉnh phong. Có tiền lệ như vậy có lẽ cũng có vài phần dựa vào, nói không chừng tới lúc đó thực sự có thể xuất hiện kỳ tích nào đó. Linh Động công tử Hướng Hầu Minh kỳ thực cũng không muốn không chết không thôi với Phạm Anh Kỳ cho nên khẽ gật đầu nói. Vậy được rồi, tự bản thân ngươi cẩn thận. Chỉ là cho dù thế nào thì Hướng Hầu Minh cũng khó có thể hình dung ra được, bằng vào tu vi bán đạo cảnh. Rốt cuộc có thủ đoạn gì mà có thể chống lại Hỏa Quỷ đạo nhân Phạm Anh Kỳ, thật sự sẽ xuất hiện kỳ tích sao? Một chưởng đánh chết Phạm Sàm, chuyện này đã đủ khiến cho người ta rung động rồi. Hay cho một tiểu tạp chủng hung hăng càn quấy, như vậy cũng tốt. Ta sẽ để cho ngươi nếm thử tư vị sống không được, chết không xong. Vừa vặn giải tỏa mối hận trong lòng ta. Hỏa Quỷ đạo nhân Phạm Anh Kỳ lướt về phía trước, sắc mặt âm hàn dữ tợn. Ánh mắt tràn ngập sát ý không có chút che giấu nhìn về phía Lục Lâm Thiên. Nhìn ánh mắt tràn ngập sát ý không thèm che giấu của Hỏa Quỷ đạo nhân Phạm Anh Kỳ, đôi mắt đen nhánh của Lục Lâm Thiên hơi chấn động, ánh mắt không chút né tránh mà nhìn thẳng, khóe miệng nhếch lên nở nụ cười lạnh lẽo nói. Lão thất phu, muốn giết ta sao? Bằng vào tu vi niết bàn cảnh sơ giai của ngươi còn chưa đủ tư cách. Tới lúc này còn mạnh miệng như vậy à? Mọi người nghe vậy ánh mắt rung động. Ngay cả người có tu vi niết bàn cảnh cũng không đặt vào trong mắt, đây còn là bán đạo cảnh hay sao? Khặc khặc, nghe vậy Hỏa Quỷ đạo nhân không những không giận mà còn cười lớn, chỉ là tiếng cười vô cùng âm lệ,
chói tai, thanh âm cuồn cuộn quanh quẩn ở phía chân trời khiến cho trong lòng mọi người sợ hãi. Xem ra ngày hôm nay hỏa quỷ đạo nhân Phạm Anh Kỳ này đã bị ép tới đường cùng. Tiểu tạp chủng cuồng vọng, ta không cần biết ngươi là ai, mặc kệ ngươi có bao nhiêu bất phàm. Giết con trai ta, giết cháu trai ta, ngày hôm nay không phải ngươi chết thì là ta vong. Tiếng cười lạnh lẽo, âm lệ vang vọng trên không trung. Hỏa quỷ đạo nhân Phạm Anh Kỳ lập tức hét lớn một tiếng, thân ảnh tức thì đánh về phía Lục Lâm Thiên. Trong sát na này, theo thân ảnh hỏa quỷ đạo nhân Phạm Anh Kỳ đánh ra, khí tức nóng bỏng mênh mông, cuồn cuộn bắt đầu khởi động. Trời xanh bỗng nhiên gió nổi mây phun, thiên địa rung chuyển. Khí tức khủng bố của Niết Bàn cảnh lúc này tuôn ra. Đi chết đi! Trong chớp mắt ngắn ngủi, thân ảnh hỏa quỷ đạo nhân Phạm Anh Kỳ đã xuất hiện trước người Lục Lâm Thiên. Tiện tay đánh ra một đạo hỏa diễm nóng bỏng giống như thực chất trên không trung. Mỗi một cái giơ tay nhấc chân đều dẫn động năng lượng thiên địa bàng bạc. Một đạo năng lượng bằng hỏa diễm khủng bố thành hình, ầm ầm hung hăng đánh về phía trước. Xoẹt! Dưới đạo năng lượng bằng hỏa diễm khủng bố này, không gian ven đường trực tiếp rạn nứt, từng đạo gợn sóng trong không gian lắc lư, lực lượng nóng bỏng giống như hủy diệt trong giây lát lan tràn tới trước người Lục Lâm Thiên. Bao phủ lấy toàn bộ thân thể Lục Lâm Thiên. Niết bàn cảnh sơ giai, cũng nên vận dụng thực lực một chút. Trong chớp mắt này Lục Lâm Thiên bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt tràn ngập hàn ý bắn ra, bên trong hàn ý cũng tràn ngập sát ý. Siêu! Cùng lúc này trong mi tâm Lục Lâm Thiên có một đạo quang mang màu vàng lướt ra, sau đó hóa thành một đạo tàn ảnh mơ hồ. Một cỗ sát khí ngập trời cùng với năng lượng linh hồn âm hàn khuếch tán. Trong nháy mắt ngắt ngủi, đạo tàn ảnh mơ hồ giống như quang mang màu vàng này trực tiếp vặn vẹo rồi hình thành một vòng xoáy khổng lồ. Linh hồn lực huyết sát, âm hàn mênh mông tựa như hồng thủy tuôn ra. Sau đó trực tiếp va chạm vào đạo hỏa diễm bằng năng lượng giống như thực chất của hỏa quỷ đạo nhân Phạm Anh Kỳ. Âm ầm, cả thiên địa dưới năng lượng khủng bố kịch liệt run rẩy, dư âm kình khí còn lại trực tiếp xé rách không gian tạo thành vết nứt đen kịt, chỉ là những vết nứt đen kịt lại nhanh chóng xác nhập lại một chỗ. Xoạt xoạt, trong cơn lốc bằng năng lượng, kình khí giống như hủy thiên diệt địa. Hai đạo thân ảnh dưới dư âm kình khí đều trực tiếp bị đẩy lui. Ồ! Thân thể hỏa quỷ đạo nhân lảo đảo lùi lại phía sau mấy bước, mạnh mẽ bị đẩy lùi trên không trung. Dưới linh hồn lực mênh mông cùng với sát khí, khí tức lạnh lẽo khiến cho ánh mắt hắn rung động. Vừa rồi dưới cỗ năng lượng kinh khủng kia khiến cho bản thân hắn vô cùng rung động, thực lực của người ra tay tuyệt đối không dưới hắn. Cùng lúc, ánh mắt linh động công tử hướng Hầu Minh biến sắc, ánh mắt nhìn về phía trước. Mọi người nhìn xuống phía dưới, lúc này có một đạo thân ảnh giống Lục Lâm Thiên như đúc đang đứng bên cạnh Lục Lâm Thiên. Đạo thân ảnh này giống Lục Lâm Thiên như đúc, chỉ có một sự khác biệt duy nhất chính là khí tức trên thân người này đạt tới tình trạng vô cùng khủng bố. Lấy thân thể ấy làm trung tâm, một cỗ sát khí ngập trời tuôn ra không trung, cả không gian chung quanh gió nổi mây phun, sát khí tựa như một cơn lốc cuồng bạo lan tràn. Lực lượng linh hồn âm hàn khiến cho linh hồn người ta đau đớn kịch liệt. Niết bàn cảnh, là khí tức niết bàn cảnh. Linh động công tử hướng Hầu Minh nhìn về phía đạo thân ảnh tràn ngập sát khí kia, linh hồn run rẩy không thôi. Khí tức âm hàn cùng với sát khí ngập trời vô hình lan tràn ra toàn bộ vô minh thế giới, coi như là hắn cũng chịu ảnh hưởng. Linh hồn phân thân sao? Làm sao có thể linh hồn phân thân không có khả năng mạnh hơn bản thể, trừ phi? Ánh mắt hướng Hầu Minh run rẩy không ngừng, lẩm bẩm nói. Chẳng lẽ là dung hợp linh vật trời sinh có thể tự động tu luyện hay sao? Bằng không linh hồn phân thân không có khả năng mạnh hơn bản thể. Khóe miệng Lục Lâm Thiên nở nụ cười lạnh lẽo, đại hồn anh rốt cuộc cũng có công dụng. Trong đại hoàng tù thiên điện, đại hồn anh thôn phệ cơ hồ tất cả huyết sát chi khí do huyết phách lưu lại, lúc này tu vi của đại hồn anh đã vượt quá bản thể, thực lực tuyệt đối đã đạt tới niết bàn cảnh sơ giai. Bởi vậy đối mặt với hỏa quỷ đạo nhân Phạm Anh Kỳ này Lục Lâm Thiên cũng không quá để trong lòng, tuy rằng hỏa quỷ đạo nhân có thực lực cường hãn, thế nhưng cũng không phải hắn không có lực chống lại. Dường như là linh hồn phân thân của trưởng môn, tại sao lại mạnh như vậy? Nhìn đại hồn anh của Lục Lâm Thiên, chúng cường giả phi linh môn đều kinh ngạc. Khí thế lạnh lẽo trên người đạo linh hồn phân thân kia tuyệt đối không dưới hỏa quỷ đạo nhân. Niết bàn cảnh sơ giai. Mắt nhìn thấy linh hồn phân thân của Lục Lâm Thiên, sắc mặt hỏa quỷ đạo nhân lập tức ngưng trọng. Khí tức trên đạo linh hồn phân thân này không ngờ không dưới hắn một chút nào,
đặc biệt là khí tức âm hàn cùng với sát khí kia vô hình xâm nhập khiến cho linh hồn hắn theo đó run run, cho dù hắn có dùng toàn lực cũng khó có thể ngăn cản. Dưới loại khí tức quỷ dị này, linh hồn phân thân hắn cũng không dám đơn giản phóng ra. Cỗ huyết sát chi khí âm hàn này dường như chuyên môn áp chế linh hồn, sợ rằng một khi linh hồn phân thân vừa mới ra sẽ lập tức bị ảnh hưởng cực lớn. Lão thất phu, ta nói người còn chưa đủ tư cách. Muốn đợi upsilon.ng tới ta, bằng vào tu vi niết bàn cảnh sơ giai của ngươi vẫn còn yếu một chút. Đại hồn anh của Lục Lâm Thiên khẽ quát một tiếng, sát khí ngập trời quanh thân tuôn ra. Khí tức huyết sát tràn ngập không trung, đồng thời tràn ngập cả vô minh tiểu thế giới. Không gian chung quanh gió nổi mây phun, khí tức mênh mông cuồn cuộn tựa như một cơn lốc quét qua. Siêu! Tiếng quát vừa dứt, Lục Lâm Thiên chủ động công kích, thân ảnh đại hồn anh lướt đi, lập tức lao thẳng về phía hỏa quỷ đạo nhân. Tại sao lại có linh hồn phân thân mạnh như vậy? Tiểu tạp chủng này rốt cuộc là từ nơi nào tới? Sắc mặt hỏa quỷ đạo nhân âm trầm, nhìn sát khí mênh mông kéo tới, áo nghĩa thuộc tính hỏa quanh thân phóng ra, bao phủ trọn vẹn không gian vào bên trong. Hừ, ta muốn nhìn xem ngươi có bản lĩnh gì. Trong không gian nóng bỏng được áo nghĩa thuộc tính hỏa bao phủ, thân thể quỷ hỏa đạo nhân trực tiếp nhảy ra, một đạo trảo ấn bằng hỏa diễm nhanh chóng được ngưng tụ, không gian chung quanh vặn vẹo. Trong hư không đột nhiên có một trường ấn cực lớn lập tức đánh vào thân thể đại hồn anh của Lục Lâm Thiên. Xoạt! Dưới đạo trảo ấn từ trong không gian nóng bỏng, cả phiến không gian bị trảo ấn nắm trong tay, đồng thời cũng nắm đại hồn anh vào bên trong. Mà thời điểm này đại hồn anh lại nhếch miệng nở nụ cười lạnh lẽo. Đối mặt với đạo trảo ấn nóng bỏng kia, sát khí cùng với huyết sát chi khí ngập trời quanh thân lập tức phóng thích, toàn thân lan tràn ra quang mang quỷ dị. Ầm ầm! Dưới đạo trảo ấn bằng hỏa diễm nóng bỏng, bằng mắt thường có thể thấy được thân thể đại hồn anh của Lục Lâm Thiên bị đè nén, không gian chung quanh trực tiếp bị đè nén tới vặn vẹo rồi liên tiếp vỡ nát. Thân thể đại hồn anh cũng trực tiếp hóa thành mảnh vỡ trong không gian nghiền nát, hóa thành một cỗ huyết sát chi khí âm hàn cùng với khí tức linh hồn. Lúc này hỏa quỷ đạo nhân lại có chút nghi hoặc, linh hồn phân thân của đối phương đã tới niết bàn cảnh, hắn không dễ đối phó như vậy. Ánh mắt hỏa quỷ đạo nhân Phạm Anh Kỳ lập tức nghi hoặc và cảnh giác. Siêu 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 siêu. Mà lúc này, từ trong nơi đại hồn anh của Lục Lâm Thiên vừa mới bị nghiền nát thành huyết sát chi khí ngập trời cùng với khí tức linh hồn lập tức có vô số phân thân phóng ra, những thân ảnh này giống nhau như đúc, trong khoảng thời gian ngắn từ bốn phương tám hướng bắn ra. Ầm ầm. Cả không trung lung lay giống như sắp đổ, gió nổi mây phun. Trong khoảng thời gian ngắn có 68 đạo thân ảnh giống Lục Lâm Thiên như đúc xuất hiện trên không trung. Mỗi đạo thân ảnh đều là sát khí ngập trời, linh hồn lực âm hàn mênh mông chấn động không ngừng. 68 đạo thân ảnh giống nhau như đúc lập tức bao vây hỏa quỷ đạo nhân Phạm Anh Kỳ vào bên trong. Nhìn thấy 68 đạo linh hồn phân thân của Lục Lâm Thiên xuất hiện, tất cả mọi người có mặt không có ai là không rung động. Hỏa quỷ đạo nhân cũng giống như vậy. 68 đạo linh hồn phân thân của Lục Lâm Thiên, mỗi một đạo thân ảnh đều có tu vi niết bàn cảnh sơ giai, loại thủ đoạn khủng bố này khiến cho hỏa quỷ đạo nhân Phạm Anh Kỳ lập tức kinh hãi, run rẩy. Thiên linh diệt hồn chỉ, toái hồn sư tử hống, thiên linh hồn nhãn, trảm hồn cửu liên quyết. Đại hồn anh thúc dục bí pháp ám ma phân thân, dùng tu vi niết bàn cảnh sơ giai lúc này thúc dục, 68 đạo kinh hồn phân thân đều có động tác, khóe miệng nở nụ cười lạnh lẽo. Sát khí ngập trời phô thiên cái địa tuôn ra. 68 đạo công kích linh hồn khủng bố trong khoảng khắc hội tu thành môn cơn lốc linh hồn âm hàn đánh về phía trước. 68 đạo công kích, mỗi một đạo công kích đều có thực lực niết bàn cảnh sơ giai, cũng đều là công kích linh hồn khủng bố. Giờ phút này cả bầu trời pong vân biến sắc, năng lượng linh hồn hủy diệt tất cả lan tràn. Không gian đã hỗn loạn từ trước, căn bản không có cách nào dò xét được bên trong. Chỉ có thể nhìn thấy cả không trung hỗn loạn, lung lay giống như sắp đổ. Không ngừng vỡ nát, khí tức hủy diệt giống như một cơn lốc khuếch tán ra phía chân trời. Trong không gian hỗn loạn, trong đám người cũng chỉ có một mình Linh Động công tử Hướng Hầu Minh mới có thể nhìn rõ bên trong một ít. Nương theo tâm thần dò xét hắn chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy hỏa quỷ đạo nhân Phạm Anh Kỳ đang bị 68 đạo công kích linh hồn khủng bố tập trung. Hướng Hầu Minh cũng không dám dò xét quá mức. Một khi tâm thần tiến vào quá sâu sẽ lập tức bị khí tức huyết sát âm hàn kia làm cho ảnh hưởng.
Mà lúc này trong không gian kinh khủng kia, uy năng mênh mông kia khiến cho Hướng Hầu Minh biết rõ vì sao Lục Lâm Thiên lại có tự tin chống lại hỏa quỷ đạo nhân Phạm Anh Kỳ. Phạm Anh Kỳ này sợ rằng lành ít dữ nhiều rồi a. Nhìn không gian hỗn loạn đang bị hủy diệt, Hướng Hầu Minh vô cùng rung động thì thào nói nhỏ. Dưới công kích linh hồn khủng bố như vậy, coi như hắn là tu luyện giả áo nghĩa linh hồn, nếu như bị vây khốn thì tuyệt không có cách nào ứng phó được. 68 đạo công kích tương đương với 68 người có tu vi niết bàn cảnh sơ giai đánh ra công kích linh hồn, trong đám người cùng cấp có ai có thể chống lại được cơ chứ? 68 đạo công kích linh hồn, tuy rằng không nhất định tất cả công kích có thể đánh vào trên người hỏa quỷ đạo nhân Phạm Anh Kỳ, thế nhưng cho dù chỉ có mấy đạo công kích đánh xuống cũng đủ để khiến cho hỏa quỷ đạo nhân lành ít dữ nhiều. Cả không trung hỗn loạn, tất cả mọi người căn bản không có cách nào dò xét sâu bên trong. Cơ hồ ngay khi 68 đạo công kích linh hồn lướt đi, trong miệng Lục Lâm Thiên thấp giọng nói. Kỳ lão, tiểu tử đã chuẩn bị xong. Một giây sau, trên người Lục Lâm Thiên, khí tức bán đạo cảnh đột nhiên tăng vọt, trong nháy mắt ngắn ngủi giống như tới niết bàn cảnh, dường như còn không phải là niết bàn cảnh bình thường. Siêu! Bản thể Lục Lâm Thiên rốt cuộc cũng có hành động, thân thể đạp mạnh hư không, lập tức phóng về phía trước. Khi không trung nứt vỡ từng khúc dần dần khôi phục, thân ảnh hỏa quỷ đạo nhân đã xuất hiện trên không trung. Nhưng thời điểm này ánh mắt hỏa quỷ đạo nhân lại ngốc trệ, thất khiếu chảy máu, khóe miệng có máu tươi đỏ thẫm không ngừng trào ra. Trên thân thể được áo nghĩa thuộc tính hỏa huyền ảo bao phủ, dưới công kích linh hồn mênh mông cuồn cuộn vừa rồi không ngờ hắn còn có thể sống sót được. Siêu! Thế nhưng lúc này thân ảnh bản thể Lục Lâm Thiên đột nhiên trống rỗng xuất hiện trước người hỏa quỷ đạo nhân. Oanh! Giờ phút này khí tức trên người Lục Lâm Thiên đạt tới một độ cao hoàn toàn mới, vô cùng khủng bố. Cỗ khí tức khủng bố này dường như đột nhiên hàng lâm không gian này khiến cho cả thế giới này run rẩy, khiến cho người ta sợ hãi, kinh hồn táng đảm. Tại sao lại đột nhiên mạnh như vậy? Dưới cỗ khí tức mênh mông như vậy, linh động công tử Hướng Hầu Minh run rẩy, linh hồn run run, dưới cỗ khí tức này ngay cả hắn cũng cảm thấy sợ hãi. Ngao! Một tiếng long ngâm vang vọng trong hư không, huyết quang lóe lên trong tay Lục Lâm Thiên, một thanh huyết đao tràn ngập huyết quang lập tức xuất hiện trong tay Lục Lâm Thiên. Duệ Kim Hồn Đao. Nương theo tiếng long ngâm, trong vạn ức ánh mắt của mọi người, Lục Lâm Thiên nhấc huyết đao trong tay lên, một đạo đao mang huyết sắc mang theo khí tức bàng bạc lạnh lẽo ẩm ẩm xẹt qua không trung. Xoẹt. Những nơi đao mang đi qua, không gian trực tiếp giống như đậu hũ, nhanh chóng bị xé rách tạo thành một cái khe lớn. Gợn sóng chung quanh không gian trực tiếp hóa thành cho tàn. Uy năng của một đao kia giống như vốn không nên tồn tại ở trên đời này, cũng không biết hỏa quỷ đạo nhân Phạm Anh Kỳ đã lấy lại tinh thần hay chưa, cũng không biết lúc này rốt cuộc hắn đã xảy chuyện gì. Siêu! Chỉ là dưới đao mang huyết sắc này, đồng tử của hắn co rút lại, trong mắt tràn ngập vẻ sợ hãi, trực tiếp bị một đao của Lục Lâm Thiên xoẹt qua cổ, đầu từ trên không trung rớt xuống phía dưới. Ken két! Hỏa quỷ đạo nhân Phạm Anh Kỳ, dưới một đao thân thể lập tức chia lìa, một đao bị chém làm đôi. Một đao nhìn như yên tĩnh, đao mang đánh xuống, kinh khí giống như thực chấn chấn động, không ngừng khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Sát khí ngập trời bắt đầu lan tràn, sắc bén mà lạnh lẽo, thiên địa rung chuyển. Phanh phanh, thân thể hỏa quỷ đạo nhân Phạm Anh Kỳ bị chém làm đôi, đầu một nơi thân thể một nơi. Chỉ là cái đầu và thân thể lập tức rạn nứt. Kim quang sắc bén mà lạnh lẽo từ trong thi thể hắn bắn ra, thi thể lập tức hóa thành huyết phụ tiêu tán. Đây là triệt để thần hồn câu diệt, bị nghiền nát thành cho tàn. Hít! Đám người vây xem bên ngoài lập tức yên tĩnh, chỉ có tiếng hít sâu một ngụm khí lạnh không ngừng truyền ra, cơ hồ tất cả mọi người trợn mắt. Sợ rằng ai cũng thật không ngờ, đường đường là lão tổ Thiên Thủy Môn, hỏa quỷ đạo nhân Phạm Anh Kỳ, cường giả tu vi niết bàn cảnh không ngờ dưới hai chiêu trực tiếp bị diệt sát. Những người này là người ở đâu a? Biến thái, quá biến thái. Tôn Oánh Oánh rung động nhìn đạo thân ảnh màu xanh kia, đôi mắt trên khuôn mặt mỹ lệ trợn ngược. Đồ đệ có thể chính diện chống lại niết bàn cảnh, ta nên sớm nghĩ tới chuyện này a. Trên không trung, linh động công tử Hướng Hầu Minh rung động thu hồi ánh mắt, miệng thì thào nói. Cỗ thực lực này dường như cũng không phải là thực lực vốn có của bản thân hắn. Chẳng lẽ trên người còn có tồn tại kinh khủng hơn hay sao? Hướng Vấn Thiên và Tôn Oánh Oánh cùng với người Vạn Thiên Liên Minh nhìn nhau, yết hầu không ngừng nuốt nước bọt, đồng thời còn vươn tay lau mồ hôi lạnh trên trán. Siêu!
Trên không trung, vô số linh hồn phân thân vòng qua vòng lại, khí tức đại hồn anh lập tức suy yếu. Lục Lâm Thiên đặt chân trên không trung, trường bào màu xanh bay phất phới, tay cầm huyết đao, hàn ý trong mắt bắn ra. Khí tức quanh thân khiến cho cả không trung giống như rơi vào trong hầm băng, miệng quát. Tất cả đệ tử Thiên Thủy Môn trong vô minh thế giới nghe cho ta, Phạm Sàm, Phạm Anh Kỳ đã chết, mau giải giáp quy hàng, người dám có gan phản kháng thần hồn câu diệt, bị nghiền nát thành cho tàn. Lục Lâm Thiên dứt lời, tiếng gầm cuồn cuộn tựa như tiếng sấm minh vang vọng trên không trung. Thanh âm mang theo khí thế bá đạo quanh quẩn trên Thiên Thủy Thành, thanh âm khuếch tán ra bốn phía, truyền ra tất cả vô minh thế giới. Nhìn đạo thân ảnh mang theo khí phách ngập trời trên không trung, mấy chục vạn đệ tử Phi Linh Môn run rẩy, máu tươi trong cơ thể sôi trào, kích động không thôi. Người dám phản kháng thần hồn câu diệt, nghiền nát thành cho. Trong Phi Linh Môn, mấy chục vạn đệ tử lập tức hét lớn, thanh âm hội tụ cuồn cuộn trên không trung tạo thành tiếng sấm vang vọng không ngừng. Giống, giống, giống. Vô số phi hổ chiến hạm khủng bố dữ tợn rít gào, chờ sức phát động, động khẩu đen kịt lập tức nhằm về phía đệ tử Thiên Thủy Môn. Ta đầu hàng. Đầu hàng, ta đầu hàng. 70-80 vạn đệ tử Thiên Thủy Môn run rẩy, sau khi Phạm Sàm và Phạm Anh Kỳ thần hồn câu diệt, cơ hồ tất cả đệ tử Thiên Thủy Môn không còn tâm tư chống lại. Dưới thực lực khủng bố như vậy, người chống lại chỉ là muốn chết mà thôi. Trong khoảng thời gian ngắn, cơ hồ tất cả đệ tử Thiên Thủy Môn quỳ một chân xuống mặt đất, bất kể là thực tâm đầu hàng hay không đều miệng kêu to đầu hàng. Không có người nào không sợ chết, trước mặt thực lực tuyệt đối không có cách nào phản kháng, không có ai dám chơi đùa với tính mạng của mình. 20 năm, chỉ 20 năm. Đôi mắt đen nhánh của Phượng Thải Y lúc này cũng vô cùng chấn động, không có ai biết lúc này trong lòng nàng phức tạp và bất đắc dĩ ra sao. Nàng biết rõ tất cả chuyện này đối với nàng mà nói chính là số mệnh. Trước người bàn xấu hòa thượng, Phương Chí Thành bị bắt run rẩy, ánh mắt triệt để như cho tàn, ảm đạm. Kết quả như vậy đâu giống như trong tưởng tượng của hắn. Trong vòng 20 năm, 20 năm thương hải tang điền, vật đổi sao rời. Trong thời gian 20 năm, đạo thân ảnh mặc áo bào xanh kia không ngờ lại phát triển tới tình trạng như vậy. Tất cả người chiến thiên liên minh nghe đây, ta chỉ đối phó với Thiên Thủy Môn mà thôi. Không có quan hệ với các ngươi. Thế nhưng tất cả địa bàn của Thiên Thủy Môn về sau đều do Phi Linh Môn ta tiếp nhận, ai dám nhúng chàm giết không tha. Lục Lâm Thiên nhìn tất cả người chiến thiên liên minh chung quanh rồi nói. Đám người chiến thiên liên minh nhìn nhau, nhìn đạo thân ảnh mặc áo bào xanh xa xa, không có người nào dám nói chứ không. Vô minh thế giới sắp biến đổi rồi. Hướng Vấn Thiên thấp giọng nói, không ngờ Phi Linh Môn muốn trực tiếp tiếp nhận Thiên Thủy Môn. Khẩu vị quá lớn. Sợ rằng Phi Linh Môn đã sớm có ý định như vậy, bằng không bọn họ cũng sẽ không mang tới đội hình minh mông cuồn cuộn như vậy, rõ ràng đã sớm có chuẩn bị mà đến. Vô minh thế giới sắp thay đổi. Về sau không còn Thiên Thủy Môn, chỉ có Phi Linh Môn. Đám người vây xem bên ngoài cảm thán, vốn hôm nay vô minh thế giới chọn lựa 5 người trẻ tuổi có thực lực đỉnh phong tiến tới Trung Thiên Thế Giới tham gia thi đấu giữa các tiểu thế giới trong Trung Thiên Thế Giới. Thế nhưng kết quả hiện tại lại vượt quá dự đoán của tất cả mọi người, cũng khiến cho tất cả mọi người rung động. Lục trưởng môn, một đạo thân ảnh xinh đẹp mang theo váy dài phiêu động lập tức đáp xuống quảng trường bừa bộn, nhìn đạo thân ảnh mặc áo bào xanh trước mắt, đôi mắt xinh đẹp hiện lên vẻ rung động, nữ tử này khẽ cắn môi, sau đó quỳ hai gối xuống đống đá vụn trên quảng trường. Thải Y, ngươi làm gì vậy? Ánh mắt Lục Lâm Thiên run lên, thu huyết lục vào trong cơ thể. Thân ảnh lập tức như thiểm điện rơi xuống trước người Phượng Thải Y, lập tức nâng nàng dậy. Lục trưởng môn, trước tiên ngươi cứ nghe ta nói hết đã. Phượng Thải Y phất tay, khuôn mặt động lòng người lúc này vô cùng ảm đạm, nhìn Lục Lâm Thiên nói. 20 năm trước phụ thân ta làm sai, cũng giấu giếm ta, thế nhưng chung quy phụ thân là phụ thân của ta. Ta biết ta không có tư cách khẩn cầu ngươi cái gì. Bất quá ta không thể mặc kệ phụ thân ta. Ta không thể nhìn thấy phụ thân chết trước mặt ta. Cho nên ta cầu ngươi thả phụ thân ta, bằng không mong ngươi giết ta cùng với phụ thân. Thải Y tỷ. Tôn Oánh Oánh vừa mới lên tiếng, lập tức bị Tôn Cao Mộc nắm tay, ý bảo nàng không được nhúng tay vào. Thải Y, tội gì ngươi phải làm như vậy? Đôi mắt thâm thủy đen nhanh của Lục Lâm Thiên nhìn Phượng Thải Y, khẽ thở dài nói. Con mắt Phượng Thải Y khẽ đổi, cắn bờ môi đỏ hồng, nói. Phận làm con, ta nên làm chọn chữ hiếu.
Lục Lâm Thiên nhìn khuôn mặt động lòng người trước mắt không khỏi nhớ tới Mộ Dung Lan Lan và Đạm Đài Tuyết Phi trong Linh Vũ Thế Giới. Khuôn mặt động lòng người tuy rằng không xinh đẹp, hấp dẫn tự nhiên như Đạm Đài Tuyết Phi, không vũ mị như Mộ Dung Lan Lan. Thế nhưng trên khuôn mặt động lòng người này lại có khí chất thanh nhã của Mộ Dung Lan Lan và Đạm Đài Tuyết Phi, vốn nữ tử này có chút cơ trí, thế nhưng lúc này lại ảm đạm không thôi. 20 năm này sợ rằng nàng cũng không sống được theo ý mình. Nhíu mày, Lục Lâm Thiên phất tay với đám người sau lưng, sau đó nâng Phượng Thải Y lên rồi nói. Thải Y, đứng lên đi, ta đồng ý với ngươi, tha cho hắn một mạng. Phượng Thải Y nghe vậy, mắt nhìn Lục Lâm Thiên vô cùng sững sờ, giống như không thể tin được, sau đó từ từ đứng dậy. Trưởng môn, bàn xấu hòa thượng dẫn theo Phương Chí Thành đi tới bên người Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên nhìn Phương Chí Thành đang ảm đạm, khuôn mặt xám như cho tàn nói. Phương Chí Thành, nể mặt Thải Y, ta tha cho ngươi một mạng. Ngươi tự mình giải quyết cho tốt đi, nếu không phải có Thải Y ta sẽ nghiền nát ngươi thành cho bụi. Dứt lời, Lục Lâm Thiên đánh ra mấy đạo chỉ ấn giải cấm chế trên người Phương Chí Thành. Phụ thân, thân ảnh xinh đẹp của Phương Thải Y lập tức đi tới bên người Phương Chí Thành. Thải Y, Phương Chí Thành được giải cấm chế, nhìn nhi nữ bên cạnh khẽ than một tiếng. Phụ thân, sao người lại phải làm như vậy? Rõ ràng người đã đồng ý với con, người muốn thu Lâm Thiên làm đồ đệ, thế nhưng bây giờ người. Nhìn Phương Chí Thành. Trong đôi mắt trong suốt của Phương Thải Y hiện lên vẻ bất đắc dĩ, phức tạp, trong đôi mắt có chút ướt át. Nhìn Phương Thải Y, Phương Chí Thành khẽ vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp của Phương Thải Y, nói. Thải Y, cả đời này của ta làm sai hai chuyện. Chuyện đầu tiên là để cho con có quan hệ với Thiên Thủy Môn, vì vạn cổ thế giới, vì thải hồn cốc, ta đã làm chuyện có lỗi với con. Chuyện này không thể trách được phụ thân, đây là do con tự nguyện. Đôi mắt ướt át của Phương Thải Y bắt đầu chấn động kịch liệt. Nhìn qua khuôn mặt của Phương Thải Y, Phương Chí Thành tức thì nhìn về phía Lục Lâm Thiên, chậm rãi tiến lên phía trước nói. Lục Lâm Thiên, chuyện thứ hai ta làm sai trong cuộc đời này, nhắc tới cũng buồn cười, đó là định giết ngươi. Giết đệ tử của chính mình, cũng là do ta lúc trước ta không có nhẫn tâm, không sớm đánh chết ngươi, bằng không hôm nay cũng không có biến thành như vậy. Lục Lâm Thiên nhìn Phương Chí Thành. Ánh mắt chấn động mang theo hàn ý nhàn nhạt nói. Phương Chí Thành, ta có thể nói cho ngươi biết một chuyện, coi như thời gian quay lại 20 năm trước ta cũng có thể cam đoan nói cho ngươi biết, chỉ bằng vào ngươi cản bản không giết được ta. Đôi mắt vốn ảm đạm như cho tàn của Phương Chí Thành lúc này nghe Lục Lâm Thiên nói vậy khẽ cười khổ, bất đắc dĩ nói. Những thứ này đã không quan trọng, quan trọng là ta đã chọn sai. Coi như thời gian quay lại 20 năm trước. Sợ rằng ta vẫn chọn sai. 20 năm trước ta làm sao có thể nghĩ tới ngươi lại có thể phát triển tới tình trạng này. Không phải ngươi chọn sai, là ngươi không nên có tâm tư giết ta. Vốn ta có thể coi ngươi là sư phụ, ta chưa từng nghĩ tới ngươi lại ra tay với ta. Lục Lâm Thiên nhìn Phương Chí Thành trầm giọng nói. Chuyện năm đó hiện giờ có nói lại cũng không có tác dụng gì. Ta chưa từng hối hận về lựa chọn của mình. Sợ rằng cho dù thời gian có quay ngược lại ta cũng sẽ lựa chọn như vậy. Có một ít chuyện luôn bất đắc dĩ như vậy, kẻ yếu nhất định phải nhận mệnh. Tất cả chỉ có thể trách thiên phú của ta không đủ, bởi vì thực lực của ta không đủ. Nếu như ta có thể ngạo nghễ đứng trên thiên địa này thì cần gì phải nhìn sắc mặt người khác, cần gì phải lựa chọn như vậy. Dứt lời, Phương Chí Thành nhìn Lục Lâm Thiên, sau đó nói. Lục Lâm Thiên, Thải Y không có nhìn lầm ngươi. Sau này nên chiếu cố Thải Y cho tốt, đối xử tử tế với vạn cổ thế giới. Tất cả chuyện ta làm với ngươi không có quan hệ với Thải Y, cũng không có liên quan tới đệ tử Thải Hồng Cốc. Về phần ta, ta sẽ tự cho mình một câu trả lời, cũng cho ngươi một lời giải thích. Dứt lời, Phương Chí Thành quay đầu lại nhìn Phương Thải Y, khẽ phất tay một cái, trong lòng bàn tay đột nhiên có một cỗ quang mang năng lượng chói mắt lan tràn ra, hung hăng vỗ vào đỉnh đầu mình. Phụ thân, không nên. Phượng Thải Y khẽ kêu một tiếng. Ánh mắt Lục Lâm Thiên nhảy lên, trong lòng cũng run lên, Phương Chí Thành một lòng muốn chết, hắn có muốn ra tay cũng không kịp. Phanh! Thanh âm trầm đỡ Upsilon, C vang lên, thân thể Phương Chí Thành run lên, trên người có một cỗ năng lượng mênh mông chấn động, máu tươi trong miệng phun ra. Ánh mắt cô đơn, ảm đạm nhìn Phương Thải Y, nói. Thải Y, phụ thân thực lòng xin lỗi con, nhớ kỹ.
cố gắng sống cho tốt, cố gắng tu luyện. Trên đời này chỉ có thực lực mới có thể đại biểu cho tất cả. Dứt lời, sinh cơ trên người Phương Chí Thành triệt để biến mất, thân thể ngã xuống vòng tay Phương Thải Y. Phụ thân, tiếng kêu đau lòng từ trong miệng Phương Thải Y truyền ra, trong hốc mắt, nước mắt không nhịn được mà trào ra. Mắt nhìn Phương Thải Y, Lục Lâm Thiên nhíu mày, giờ phút này hận ý của hắn đối với Phương Chí Thành cũng phai nhạt hơn không ít. Phương Chí Thành nói đúng, đứng ở lập trường của hắn, có lẽ hắn ta cũng không có lựa chọn nào khác. Kẻ yếu trên đời này cũng không có lựa chọn nào khác ngoài giữ mạng sống, cần phải nhìn sắc mặt của người khác. Muốn thoát khỏi tất cả chuyện này cũng chỉ có thể khiến cho bản thân mình trở nên mạnh mẽ, không ngừng trở nên mạnh mẽ. Phụ thân, chúng ta trở về đi, chúng ta về nhà. Phương Thải Y ôm thi thể phụ thân, nguyên lực trào ra, chuẩn bị rời đi. Thải Y. Lục Lâm Thiên nhìn Phương Thải Y, nhìn đôi mắt bi thống kia khiến cho hắn không biết nên nói gì. Chuyện cao hứng, vui vẻ nhất cả đời này của ta chính là gặp mặt được ngươi. Nếu như hiện tại để cho ta lựa chọn, chuyện cả đời này ta không muốn xảy ra nhất cũng chính là không muốn gặp mặt lại ngươi. Nhân sinh luôn bất đắc dĩ như vậy, đây là cũng số mệnh của ta, là lựa chọn của mình ta. Nhìn Lục Lâm Thiên, Phương Thải Y khẽ mím bờ môi dính máu, có chút bi thương nói với Lục Lâm Thiên. Ta đi đây, ta muốn phụ thân ở lại trong vạn cổ thế giới, cả đời này của phụ thân ta đều vì vạn cổ thế giới, vì thải hồng cốc, đây cũng là số mạng của người. Siêu. Dứt lời, thân ảnh Phượng Thải Y nhảy lên, lưu quang bao phủ thân thể giống như cầu vồng phóng về phía xa, dần dần biến mất trên không trung. Ai? Lục Lâm Thiên khẽ than, ánh mắt nhìn chăm chú về phía xa, một lát mới dần dần thu hồi ánh mắt. Trong màn đêm, vầng trăng sáng không ngừng chiếu rọi mặt đất, gió đêm nhẹ nhẹ thổi. Non nửa Thiên Thủy Thành lúc này đã trở thành một mảnh phế tích, dưới ánh trăng lúc này chỉ còn lại một số ít người vây xem còn đang rung động, bồi hồi. Hơn phân nửa đã rời đi. Cơ hồ tất cả đệ tử Thiên Thủy Môn đã bị đệ tử Phi Linh Môn tiếp quản, không có ai dám phản kháng, trước mặt chấn nhiếp tuyệt đối không có ai dám lấy tính mạng của mình ra mạo hiểm. Trong một đình viện, cấm chế được bố trí. Lục Lâm Thiên đi tới tầng thứ 7 thiên trụ giới. Tiểu tử ngươi từ khi nào có vạn thiên tạp hồng cấp vậy? Tam kỳ lão nhân nhìn Lục Lâm Thiên, vẻ mặt nghi hoặc không thôi. Trước kia vô tình đạt được. Lục Lâm Thiên khẽ mỉm cười nói. Chuyện tiểu tử ngươi không muốn nói thì không cần phải gượng ép như vậy, ta cũng lười hỏi rõ ngươi. Cái gì mà từ thế giới thổ dân tới, ta tin ngươi mới là lạ. Tam kỳ lão nhân nhìn Lục Lâm Thiên lập tức nói. Hai lần ta cho ngươi mượn lực lượng, đối với phương diện tâm cảnh của ngươi có không ít trợ giúp. Lĩnh ngộ các loại áo nghĩa của ngươi có lẽ cũng đã đủ, có lẽ một khi có cơ duyên có thể lập tức đột phá. Chuyện hôm nay phải đa tạ kỳ lão. Lục Lâm Thiên thi lễ với tam kỳ lão nhân, hôm nay cũng bởi vì có tam kỳ lão nhân hỗ trợ cho nên mới có thể thuận lợi đánh chết hỏa quỷ đạo nhân Phạm Anh Ý, bằng không Lục Lâm Thiên cũng không có nắm chắc tuyệt đối. Muốn đánh chết một người có tu vi niết bàn cảnh tuyệt đối không phải là một chuyện dễ dàng. Khi ở trong hắc thủy ngục giam của thị hoang thế giới, mượn năng lượng của tam kỳ lão nhân, có thể bằng vào long hồn kiếm giáp Lục Lâm Thiên có đứng ở thế bất bại khi chống lại cường giả như huyết bá. Sau khi có tam kỳ lão nhân hỗ trợ, muốn đánh giết một hỏa quỷ đạo nhân Phạm Anh Kỳ tuyệt đối là chuyện đơn giản. So với huyết bá kia, hỏa quỷ đạo nhân Phạm Anh Kỳ quả thực không tính là gì. Đã không chết không thôi với hỏa quỷ đạo nhân Phạm Anh Kỳ, cho nên Lục Lâm Thiên đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, nhất định phải đánh chết người này. Bằng không một khi để cho một kẻ thù có tu vi như vậy còn sống, một khi hắn ta đào tẩu, sau này hắn sẽ phiền phức vô cùng. Nghe vậy tam kỳ lão nhân nhìn Lục Lâm Thiên nói. Linh hồn thân do sát khí và tàn hồn ngưng tụ ra của ngươi cũng có chút không tệ. Không cần ta hỗ trợ. Có lẽ mất một ít thời gian cũng có thể giải quyết được tên có tu vi niết bàn cảnh sơ giai kia. Về sau cố gắng không nên mượn năng lượng của ta nhiều, một hai lần đối với ngươi có lợi, thế nhưng dưới tình huống lâu dài đối với ngươi mà nói chỉ có trăm hại mà không có một lợi. Vâng. Lục Lâm Thiên gật đầu, mượn lực lượng của tam kỳ lão nhân, mỗi một lần hắn đều có cảm giác giống như hư thoát, phương diện tinh thần bị không ít ảnh hưởng. Sợ rằng nếu cứ tiếp tục như vậy lâu dài sẽ tạo thành di chứng gì đó. Dù sao đó là thực lực của kỳ lão mà không phải là lực lượng thuộc về hắn. Đúng rồi, kế tiếp ngươi có tính toán gì không? Tam kỳ lão nhân lập tức hỏi.
tiếp tục tham gia vạn thế quyết đấu. Lục Lâm Thiên không chút do dự nói, tham dự vạn thế quyết đấu, tiến vào trong hỗn độn thế giới, chuyện này đối với Lục Lâm Thiên mà nói có lực hấp dẫn cực lớn. Huống chi hắn còn phải đứng trước mặt ma linh yêu nữ một lần nữa, tự mình nói cho nàng biết cái gì gọi là tư cách. Nhớ tới yêu nữ kia, khóe miệng Lục Lâm Thiên không khỏi mỉm cười. Ngươi diệt Thiên Thủy Môn, động tĩnh lớn như vậy sợ rằng không bao lâu nữa, đám người bên trên Chiến Thiên Liên Minh sẽ phái người tới đây. Tam Kỳ lão nhân nói với Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên ngẩng đầu nói. Tới thì cứ tới, thế nhưng vô minh thế giới này cũng không phải là vật của Chiến Thiên Liên Minh, binh đến tướng ngăn, nước đến tường chặn, dù sao ta cũng đã diệt Thiên Thủy Môn. Diệt thì diệt, chỉ cần lúc đó ngươi lấy được vị trí tốt trong vạn thế quyết đấu tự nhiên sẽ có người che chở cho ngươi. Chiến Thiên Liên Minh khi đó cũng không dám động tới ngươi. Tam Kỳ lão nhân nói. Sau khi trò chuyện với Tam Kỳ lão nhân một lúc, Lục Lâm Thiên mới khoanh chân bắt đầu điều tức. Thời gian một đêm dần dần trôi qua, trong một đêm này vẫn có không ít chuyện xảy ra trong Thiên Thủy Thành. Tất cả thanh niên đồng lứa tham gia vạn cổ quyết đấu xuất hiện, 5 người dẫn đầu có 3 người hoàn toàn là do bảo lãnh, chuyện này khiến cho vô số người đánh cuộc táng ra bại sản, bồi không ít tiền, khóc không ra nước mắt. Tình huống này đối với tất cả đại thương hội và chú điểm mà nói tuyệt đối là chuyện khiến cho người ta cao hứng. Thế nhưng lúc này lại khiến cho tất cả đại thương hội cùng với chú điếm như ngồi trên bàn trông, cuộc sống yên bình bị phá nát, trong tay bọn họ lúc này nhận được không ít đơn đặt cược cực lớn, đúng là những đơn đặt vào 3 người đột nhiên bạo phát kia. Loại kết quả bất ngờ này chỉ một người đã khó rồi, thế nhưng lại là 3. Cho nên khiến cho cơ hồ tất cả chú điếm cùng với đại thương hội táng ra bại sản. Bởi vì số lượng đặt cược thực sự quá lớn. Phù! Một ngụm chọc khí từ trong đan điền được Lục Lâm Thiên thở ra, hai mắt mở, một cỗ khí tức mang hoang, thượng cổ lan tràn ra, thời gian 2 tháng trong tầng thứ 7 thiên trụ giới đã khiến cho Lục Lâm Thiên khôi phục hoàn toàn. Tầng thứ 7 thiên trụ giới trôi qua 70 ngày, bên ngoài mới chỉ là một ngày mà thôi. Lục Lâm Thiên cũng không có sốt ruột rời khỏi thiên trụ giới mà móc hai chiếc nhẫn chữ vật ra kiểm tra. Thứ Lục Lâm Thiên đang kiểm tra chính là hai chiếc nhẫn chữ vật trên người hỏa quỷ đạo nhân Phạm Anh Kỳ cùng với Phạm Sàm. Nhẫn chữ vật trên người Phạm Sàm có bố trí cấm chế, chỉ là cũng không làm khó được Lục Lâm Thiên, hắn chỉ dùng một ít thời gian là có thể phá bỏ. Thứ bên trong nhẫn chữ vật của hai người khiến cho Lục Lâm Thiên cũng rất thỏa mãn, chỉ tiếc sau khi Lục Lâm Thiên dò xét toàn bộ, thân thể hỏa quỷ đạo nhân Phạm Anh Kỳ bị nghiền nát, hai kiện linh khí tiên thên trên người dường như cũng bị nghiền nát. Thứ có thể khiến cho hỏa quỷ đạo nhân Phạm Anh Kỳ vừa mắt có lẽ cũng không phải là linh khí tiên thiên bình thường. Sau khi Lục Lâm Thiên rời khỏi thiên trụ giới, bên ngoài đã là buổi trưa. Nơi đặt chân của Phi Linh Môn lúc này vốn là hang ổ của Thiên Thủy Môn lúc trước, không ít kiến trúc hùng vĩ vốn thuộc về Thiên Thủy Môn, Thiên Thủy Môn đã bị diệt cho nên tất cả hiện tại đã là của Phi Linh Môn. Trong đại điện của Phi Linh Môn, Lục Lâm Thiên 3 người Bạch Kinh Đường, Viêm Hỏa còn có Âm Minh Dạ Xoa. Từ trong miệng 3 người Lục Lâm Thiên biết được đệ tử Phi Linh Môn lúc này đang phân tán tiếp quản Phi Linh Môn. Cơ hồ tất cả địa phương tiếp quản cũng không gặp bất luận một sự ngăn cản nào. Đồng thời không ít địa phương trong Thiên Thủy Thành bị san bằng, lúc này cũng đang được kiến tạo lại. Bọn họ đâu rồi? Những việc lặt vặt này Lục Lâm Thiên cũng không quá để ý, ngược lại đám người Phạm Thống, Vấn Thân Mạc, Hữu Quỷ, Kim Viêm Thái A không có mặt khiến cho Lục Lâm Thiên kinh ngạc. Trưởng môn Kim Cung Phụng, Phạm Đường Chủ, Thái A, Âm Phó Trưởng Môn đều đi thu tinh thạch thế giới A. Nói tới chuyện này, khuôn mặt Bạch Kinh Đường lập tức nở nụ cười vui vẻ rồi nói với Lục Lâm Thiên. Trưởng Môn, tiểu tử Phạm Thống kia quả thực có chút bổn sự và phách lực, chuyến này chúng ta phát tài rồi. Xảy ra chuyện gì? Lục Lâm Thiên nghi hoặc hỏi. Trưởng Môn, là thế này. Lập tức từ trong miệng 3 người Âm Minh Dạ Xoa, Viêm Hỏa, Bạch Kinh Đường Lục Lâm Thiên mới biết được, hóa ra mấy ngày trước Phạm Thông đi tới vô minh thế giới, vận dụng tất cả tài nguyên của Kim Đường, đặt cược một khoản lớn ở tất cả thương hội và chú điếm. Đương nhiên Phạm Thống đặt cược Kim Viên, Thái A, còn có bản thân hắn. Lúc này Phạm Thống bỏ ngoài tai sự ngăn cản của mọi người, cơ hồ vận dụng tất cả tài nguyên của Kim Đường, khoản tiền đặt cược khiến cho đám người Địa Long, Âm Quỷ hãi hùng khiếp vía. Cộng lại, Phạm Thống tổng cộng đặt cược trong các đại thương hội và chú điếm ở vô minh thế giới 200 vạn ức tinh thạch thế giới trung phẩm. Mà khi Phạm Thống đặt cược, 3 người Lục Lâm Thiên, Thái A,
Kim Viên chỉ là hạng người vô danh, thậm chí tư liệu còn không có kỹ, cho nên tỷ lệ đặt cược tuy rằng không cao nhất, thế nhưng cũng không thấp, một ăn 1.000. 200 vạn ức tinh thạch thế giới trung phẩm, một ăn 1.000, nếu như thắng đồng nghĩa với việc thu hồi 20 vạn vạn ức tinh thạch thế giới trung phẩm. Hít. Nghe con số như vậy Lục Lâm Thiên cũng không khỏi hít sâu một hơi, tinh thạch thế giới trong vạn thiên tạp hồng cấp mà sư phụ lão nhân gia lưu lại cho hắn cũng chỉ có 100 vạn ức tinh thạch thế giới trung phẩm mà thôi. Tương đương với của cải của một người có tu vi niết bàn cảnh. Mà bây giờ lại có 20 vạn vạn ức tinh thạch thế giới trung phẩm chẳng khác gì tương đương với thân gia của 2.000 cường giả niết bàn cảnh. Đây tuyệt đối là một con số lớn, so với số tinh thạch thế giới mà thiên đế đưa cho phi linh môn còn lớn hơn một nửa. Vô minh thế giới căn bản không thể nào trả nổi. Sau khi rung động Lục Lâm Thiên lại nghĩ tới một chuyện, đây chính là một con số tinh thạch thế giới trung phẩm khổng lồ, cả vô minh thế giới coi như cả vô minh tiểu thiên thế giới căn bản cũng không có cách nào trả nổi. Thân gia của 2.000 cường giả niết bàn cảnh A, cả vô minh tiểu thiên thế giới có mấy niết bàn cảnh, hiện tại thiên thủy môn lớn nhất còn rơi vào trong tay hắn. Cho nên Lục Lâm Thiên hiểu rất rõ, coi như bán cả vô minh tiểu thiên thế giới thì trong lúc nhất thời cũng khó có thể giao ra 20 vạn vạn tinh thạch thế giới trung phẩm, con số này quá lớn, sợ rằng ngay cả người có tu vi tuyên cổ cảnh cũng không có của cải như vậy. Sau khi rung động lập tức nói với Âm Minh Dạ Xoa. Dạ tỷ. Nhiều tinh thạch thế giới như vậy, thương hội trong vô minh thế giới này căn bản không có cách nào trả nổi. Phạm Thống đã sớm biết như vậy. Âm Minh Dạ Xoa mỉm cười nói. Tất cả đều nằm trong sắp xếp từ trước của Phạm Thống và Âm Quỷ. Bọn họ đã sớm tính toán qua của cải của tất cả thương hội, định khiến cho tất cả thương hội giao ra một nửa của cải của mình. Còn lại Phi Linh Môn lại dùng phương thức cổ phần gia nhập tất cả các thương hội. Về sau mỗi một năm các thương hội này phải giao ra một nửa lợi nhuận, mãi đến khi bồi thường hết mới thôi. Hay cho một chiêu rút củi đáy nồi a. Lúc này Lục Lâm Thiên nghe vậy không khỏi vỗ bàn tán dương đám người Âm Quỷ, Phạm Thống. Đây là chiêu rút củi dưới đáy nồi cực kỳ nham hiểm, để cho tất cả các đại thương hội đền một nửa của cải, như vậy cũng không khiến cho tất cả các đại thương hội táng ra bại sản, sẽ không khiến cho mậu dịch trong vô minh thế giới sụp đổ. Mà Phi Linh Thương Hội lại danh chính ngôn thuận tiến vào trong lòng các đại thương hội. Mỗi một năm tất cả các đại thương hội xuất ra một nửa lợi nhuận, mãi đến khi trả được hết tất cả nợ nần, con số khổng lồ như vậy không biết phải trả tới năm nào tháng nào. Chẳng khác nào từ nay về sau cơ hồ tất cả thương hội trong vô minh thế giới, mậu dịch trong toàn bộ vô minh thế giới trong vòng một đêm nằm trong sự khống chế của Phi Linh Môn. Khống chế mậu dịch của cả vô minh thế giới. Không thể nghi ngờ chính là khống chế toàn bộ vô minh thế giới. Những thương hội này đại bộ phận đều ở dưới trướng của Vạn Thiên Liên Minh, thế nhưng Phi Linh Thương Hội cũng ở dưới trướng Vạn Thiên Liên Minh, cho nên loại chuyện như vậy Vạn Thiên Liên Minh cho dù biết cũng sẽ không quản. Lại nói, chiếm đoạt thương hội vốn là thủ đoạn bình thường. Cao tầng Vạn Thiên Liên Minh đương nhiên sẽ không để ý tới mấy chuyện này. Dù sao hiện tại Phi Linh Thương Hội cũng ở dưới trướng Vạn Thiên Liên Minh. Mà nếu như muốn tất cả các thương hội giao ra số tiền như vậy sợ rằng cuối cùng sẽ dẫn tới tình trạng cá chết lưới rách. Bọn họ căn bản không bồi thường nổi, coi như nắm được tất cả các thương hội, Phi Linh Thương Hội chỉ là kẻ mới đến cũng không có khả năng khống chế tất cả thương hội. Có nắm được cũng chỉ nắm được vật chết, đồng thời mậu dịch trong vô minh thế giới sẽ sụp đổ, đến lúc đó người có hại chính là Phi Linh Thương Hội. Nhưng mà sắp xếp như hiện tại, Phi Linh Thương Hội chẳng khác nào là nước ấm nấu ếch xanh. Coi như các đại thương hội nhìn ra sự nghiêm trọng của vấn đề, thế nhưng cũng không có cách nào cự tuyệt. Phi Linh Thương Hội hiện tại hoàn toàn không làm gì hết, cho nên tất cả các đại thương hội cũng chỉ có thể khuất phục, dù sao sau lưng Phi Linh Thương Hội có Phi Linh Môn, tăng thêm lúc này diệt thiên thủy môn, sợ rằng tất cả các đại thương hội tuyệt đối sẽ không dám úp xilon. Trưởng Môn, Phạm Thống, Âm Quỷ, Địa Long, Thái A, Kim Viên đều đã đi. Nghe nói có mấy thương hội dẫn đầu tỏ vẻ không muốn thế nhưng đã bị đám người Kim Viên, Địa Long đánh chết, hiện tại tất cả thương hội đang ký hiệp nghị đồng ý. Âm Minh Dạ Xoa nói. Lục Lâm Thiên mỉm cười, chiêu rút củi đáy nồi của đám người Phạm Thống và Âm Quỷ quả thực quá tuyệt, nếu như đổi lại là hắn sợ rằng cũng không làm được hay như vậy. Trưởng Môn, thế nhưng có một chuyện lại có chút phiền phức. Âm Minh Dạ Xoa nói. Lần này trong số thương hội mà Phạm Thống đặt cược lớn có một thương hội chính là của Hướng Gia Bảo. Hướng Gia Bảo sao? Ánh mắt Lục Lâm Thiên nhảy lên,
Hướng Gia Bảo thân là thương hội đầu lĩnh của Vạn Thiên Liên Minh trong vô minh thế giới, thế lực không kém Thiên Thủy Môn bao nhiêu. Phạm Thống đặt cược ở Hướng Gia Bảo 50 vạn ức. Âm Minh Dạ Xoa nói. 5 vạn ức tinh thạch thế giới trung phẩm, Hướng Gia Bảo tuyệt đối không lấy ra được. Toàn bộ của cải của Linh Động công tử Hướng Hầu Minh sợ rằng còn xa cũng không đủ. Lục Lâm Thiên cười khổ. Ngày đó Hướng Gia Bảo cố ý lấy lòng Phi Linh Môn, tăng thêm Hướng Gia Bảo còn có người có tu vi niết bàn cảnh, cho nên Phạm Thống và đám người âm quỷ hiện tại còn chưa đi tới Hướng Gia Bảo, mọi người đang chờ trưởng môn định đoạt. Bạch Kinh Đường nói. Hướng Gia Bảo. Lục Lâm Thiên thì thào nói, lúc trước Hướng Gia Bảo cũng hỗ trợ hắn không ít. Trưởng môn, đường chủ, bảo chủ Hướng Gia Bảo tới, nói là muốn gặp trưởng môn. Đệ tử Phi Linh Môn vội vàng chạy tới. Mau mời. Lục Lâm Thiên gật đầu rồi lập tức nhíu mày, vừa mới nói Tào Tháo đã tới. Một lát sau, trong một căn phòng nhỏ yên tĩnh, có 4 người ngồi xuống, mấy người này chính là Lục Lâm Thiên, Hướng Vấn Thiên, Tôn Cao Mộc, điều Lục Lâm Thiên không ngờ chính là Linh Động công tử Hướng Hầu Minh cũng tới. Bái kiến tiền bối, không biết tiền bối tới mà hoan nghênh từ xa, mong tiền bối thứ lỗi. Lục Lâm Thiên ôm quyền hành lễ với Hướng Hầu Minh. Linh Động công tử Hướng Hầu Minh lúc này mặc một bộ cẩm bào, nhìn qua cực kỳ quý phái, thân thể không nhiễm một hạt bụi nào. Trong lòng Lục Lâm Thiên cũng nghĩ mãi mà không rõ, vì sao Hướng Hầu Minh đã có tuổi như vậy mà lại có danh hào Linh Động công tử như vậy. Tiểu huynh đệ, lời khách sáo không cần nói, trên đời này không luận tuổi tác mà chỉ luận thực lực. Ta già rồi, thế nhưng nếu như tiểu huynh đệ không chê cứ gọi ta một tiếng lão ca là được. Hướng Hầu Minh cười nhạt. Hoàn toàn không có chút vô lễ nào. Lục Lâm Thiên trước mặt có bổn sự đánh chết niết bàn cảnh, điều này đại biểu cái gì trong lòng Hướng Hầu Minh biết rõ. Huống chi Lục Lâm Thiên trước mắt có Vạn Thiên Tạp Hồng cấp, lại có quan hệ với Tuyên Cổ Điện, chuyện này khiến cho trong lòng Hướng Hầu Minh càng không dám vô lễ, hắn chỉ có tu vi niết bàn cảnh sơ giai mà thôi. Hắn ở trước mặt thanh niên này không phải là thứ gì cả. Hướng Lão Ca. Lục Lâm Thiên cũng không có lý do từ chối mà lạnh nhạt gật đầu. Lần này hắn cũng phải cảm tạ Hướng Hầu Minh tương trợ, bởi vậy hắn cực kỳ có hảo cảm đối với Hướng Hầu Minh và Hướng Vấn Thiên. Thẳng thắn, làm việc cũng dứt khoát, tuổi còn nhỏ mà đã có thực lực khủng bố như vậy. Xem ra trong Vạn Thế Quyết Đầu lần này vô minh thế giới ta sẽ làm rung động cả đại thiên thế giới. Nhìn Lục Lâm Thiên, Hướng Hầu Minh trà sát hai tay, có chút kích động nói. Ta cũng không nói lời khách sáo với ngươi, 3 ngày sau các ngươi sẽ xuất phát, tóm lại lần này các ngươi đi tới vô sắc thế giới tham gia Vạn Thế Quyết Đấu, nhất định phải giúp cho vô minh thế giới xả giận. Những chuyện khác ta sẽ giúp các ngươi sắp xếp cho tốt, đến lúc đó ta sẽ tự mình đi cùng các ngươi. 3 ngày sau sao? Ánh mắt Lục Lâm Thiên khẽ đổi, nói. Nhanh như vậy sao? Hướng Hầu Minh nói. Sao lại không nhanh, chúng ta đi sớm một chút thì tốt hơn. Tránh cho lúc đó tới chậm sẽ bị hủy bỏ tư cách, khi đó sẽ phiền phức lớn. Dứt lời, trong mắt Hướng Hầu Minh có chút kích động, cắn răng oán hận nói. Con mẹ nó, khi trước ta bị lọt hố, lần này nhất định phải lấy lại cả vốn lẫn lãi. Lục Lâm Thiên nghe vậy lập tức gật đầu nói. Hướng lão ca, quy tắc quyết đấu trong vô sắc thế giới thế nào vậy? Lục đại nhân, người không biết về vô sắc thế giới rồi. Mỗi một lần Vạn Thế Đối Quyết diễn ra thì quy tắc lại không giống như lần trước. Chỉ là lần này ta cũng đã thăm dò được quy tắc. Hướng Vấn Thiên cung kính nói với Lục Lâm Thiên, phụ thân của hắn xưng huynh gọi đệ với Lục Lâm Thiên, khiến cho bối phận của hắn tự nhiên thấp hơn đối phương. Từ trong miệng Hướng Vấn Thiên Lục Lâm Thiên biết được quy tắc của quyết đấu trong vô sắc thế giới. Trong mỗi một tiểu thiên thế giới đều có 5 người tham dự, số lượng người dự thi cộng lại cũng không dưới 5.000 người. 5.000 người này đều là người của tiểu thế giới trong vô sắc thế giới, đều là tồn tại đỉnh phong trong đám người trẻ tuổi ở vô sắc thế giới. 5.000 người trẻ tuổi tham gia Vạn Thế Đối Quyết, cuối cùng chỉ có 10 người được chọn ra tiếp tục tham gia vòng tiếp theo của Vạn Thế Đối Quyết, bởi vậy có thể thấy được tranh đoạt tàn khốc ra sao. Nhưng mà dưới loại tranh đoạt tàn khốc này, 10 người cuối cùng lưu lại đủ để đại biểu thế hệ trẻ tuổi đỉnh phong trong vô sắc trung thiên thế giới. Về sau tiền đồ vô lượng. Đủ để khiến cho thế lực lớn khắp nơi lôi kéo, tên tuổi vang vọng thiên hạ. Quy tắc lần này có chút đơn giản, tất cả những người trẻ tuổi tham gia Vạn Thế Đối Quyết chỉ cần đi vào trong Chấn Thế Tháp là được. Có thể đi cao bao nhiêu, 10 người chống đỡ được tới cuối cùng chính là người chiến thắng.
Cái gì là Trấn Thế Tháp? Lục Lâm Thiên hỏi. Hướng Hầu Minh vương tay nhé một miếng hoa quả tươi do đệ tử Phi Linh Môn vào miệng, sau khi ăn như hổ đói lập tức nói với Lục Lâm Thiên. Trấn Thế Tháp là một kiện bảo vật, nghe nói là thứ do một siêu cấp cường giả luyện chế. Do Vạn Thiên Liên Minh và Chiến Thiên Liên Minh cùng với các thế lực khắp nơi trong vô sắc trung thiên thế giới quản lý. Bình thường, người trẻ tuổi của các thế lực lớn đi vào trong đó tôi luyện đều nhận được không ít chỗ tốt. Ngừng một cái, lại nhét hoa quả tươi vào trong miệng, Hướng Hầu Minh tiếp tục nói. Trong Trấn Thế Tháp tổng cộng có 18 tầng, áp lực mỗi một tầng so với tầng trước đó còn lớn hơn. Nghe nói muốn đi tới tầng thứ 18 trong Trấn Thế Tháp, ngay cả người có tu vi tuyên cổ cảnh đỉnh phong cũng không có cách nào làm được. Nghe đồn chỉ có người có tu vi hóa hồng cảnh mới có thể đi tới đó được. Nói như vậy người có tu vi phá giới cảnh tối đa chỉ đi tới tầng thứ 3, người có tu vi ngộ chân cảnh tối đa chỉ tới được tầng thứ 6. Người có tu vi thông thiên cảnh tối đa đi được tới tầng thứ 9. Về phần người có tu vi đại đạo cảnh cao giai đỉnh phong cũng chỉ có thể đi tới tầng thứ 12 là cùng. Trấn Thế Tháp. Lục Lâm Thiên nghe vậy trong lòng phỏng đoán, có lẽ Trấn Thế Tháp này cũng gần giống như vũ linh ảo cảnh của Vân Dương Tông trong linh vũ thế giới. Hướng Hầu Minh nói, tiểu huynh đệ, lần này đi Trấn Thế Tháp, ngươi và Kim Viên, Thái A, thực lực của ba người đương nhiên không thành vấn đề. Có còn hai tiểu gia hỏa Hướng Tiền Trùng và Tôn Oánh Oánh, ngược lại cũng có một ít hy vọng. Chỉ là hy vọng lại không lớn, dựa theo những năm trước. Cơ hồ tất cả những người trẻ tuổi của các tiểu thiên thế giới có thể đạt tới thông thiên cảnh đã là lông phượng sừng lân, nhưng mà thế hệ trẻ tuổi của vô sắc trung thế giới cũng sẽ tham gia, cho nên hai tiểu gia hỏa Hướng Tiền Trùng và Tôn Oánh Oánh không có hy vọng quá lớn. Đám người trẻ tuổi trong vô sắc thế giới đều rất mạnh sao? Ánh mắt Lục Lâm Thiên biến đổi, hắn nghĩ tới vô sắc thế giới chính là trung thiên thế giới, thực lực của đám người trẻ tuổi bên trong đương nhiên phải mạnh hơn những người trẻ tuổi của tiểu thiên thế giới. Tôn Cao Mộc từ đầu không nói gì nghe vậy lập tức nói. Thế hệ trẻ tuổi của vô sắc thế giới vô cùng bất phàm, vạn thế đối quyết này tuy rằng bên ngoài nói là tất cả tiểu thế giới trong đại thiên thế giới tham gia, thế nhưng trên thực tế, mỗi một lần vạn thế đối quyết trong trung thiên thế giới diễn ra, đám người trẻ tuổi từ tiểu thiên thế giới như chúng ta chỉ tham gia lấy lệ mà thôi. Vô minh tiểu thiên thế giới từ trước tới nay đều có thành tích tốt, còn chưa tới đại thiên thế giới mà chỉ dừng lại ở trung thiên thế giới. Vạn thế đối quyết nói cho cùng chỉ là quyết đấu của thế hệ trẻ tuổi trong trung thiên thế giới mà thôi. Tiểu thiên thế giới chỉ là phụ, nhân vật chính từ trước tới nay đều là trung thiên thế giới. Thậm chí bên trên cũng không có ai coi trọng tiểu thiên thế giới. Lần này lại không giống, trung thiên thế giới thì thế nào? Hướng Hầu Minh cười ha hả nói. Trong đám người trẻ tuổi của vô sắc thế giới kia dựa theo lẽ thường mà nói, trên cơ bản cuối cùng chỉ có tu vi thông thiên cảnh cao giai mà thôi. Dừng một chút, Hướng Hầu Minh dường như nhớ tới cái gì đó mà lập tức nói. Nếu như có thiên tài ngàn vạn năm khó gặp thì cũng có thể có người có tu vi đại đạo cảnh. Trẻ tuổi mà có thể tu luyện tới đại đạo cảnh đã rất mạnh rồi. Lục Lâm Thiên có chút kinh ngạc nói. Trong 3.000 đại thế giới, khái niệm người trẻ tuổi là ở trong ngàn năm. Mà 1.000 năm có thể tu luyện tới đại đạo cảnh, so với linh vũ thế giới mạnh hơn nhiều. Lục Lâm Thiên nhớ tới linh vũ thế giới khi trước cho dù có tu luyện 1.000 năm có lẽ ngay cả tôn cấp cũng không đạt tới, mà hiện tại linh vũ thế giới đâu còn giống như khi trước, cũng không biết hiện tại linh vũ thế giới như thế nào rồi. Thiên phú của thế hệ trẻ tuổi trong linh vũ thế giới Lục Lâm Thiên hiểu rõ, dùng thiên phú của bọn họ nếu như ở thế giới bên ngoài, nếu như trải qua 1.000 năm không biết tu vi sẽ tới tình trạng nào. Rời khỏi linh vũ thế giới đã 20 mấy năm, trong lòng Lục Lâm Thiên có chút nhớ nhung. Nếu như có thời gian mà nói có lẽ hắn nên trở lại đó một chút. Đến lúc đó cũng có thể mang một ít người trong linh vũ thế giới đi ra thế giới bên ngoài mở mang tầm mắt, cũng không thể cả đời ở trong linh vũ thế giới được. Trước kia Lục Lâm Thiên không dám có suy nghĩ này, thế nhưng tình huống bây giờ lại không giống như trước nữa. Trước kia ngay cả bản thân mình hắn cũng không bảo vệ được, thế nhưng hiện tại Phi Linh Môn đã đi vào quỹ đạo, quan trọng nhất chính là thị hoang thế giới, Phi Linh Môn là căn cơ của hắn. Người linh vũ thế giới đi ra ngoài ít nhất cũng có chỗ trú chân. Nói không chừng sau khi Tiểu Long thoát hiểm, không tìm thấy hắn và Mẫu Đơn sẽ trở về linh vũ thế giới chờ đợi. Còn Mẫu Đơn, không biết hiện tại Mẫu Đơn thế nào, nghĩ tới Tiểu Long và Mẫu Đơn, trong lòng Lục Lâm Thiên có chút chán nản, cũng không biết hai người hiện tại thế nào. Hơn 20 năm đủ để xảy ra rất nhiều chuyện.
Mặc kệ trong vô sắc thế giới lần này có xuất hiện người có thiên phú tuyệt đỉnh hay không, dùng thực lực của tiểu huynh đệ và Thái A, muốn chiến thắng vô cùng dễ. Coi như là tới đại thiên thế giới cũng không có bao nhiêu vấn đề. Đến lúc đó vô minh thế giới chúng ta sẽ thành danh hiển hách a. Hướng Hầu Minh nói. Hướng lão ca, 3 ngày sau xuất phát, đến lúc đó mong lão ca chú ý tới phi linh môn hộ ta một chút. Ta nghĩ chiến thiên liên minh sẽ không đơn giản bỏ qua chuyện này. Lục Lâm Thiên nói với Hướng Hầu Minh, 3 ngày sau phải đi tới vô sắc thế giới, đối với phi linh môn Lục Lâm Thiên cũng không thể không chú ý, dù sao căn cơ của phi linh môn trong vô minh thế giới còn thấp. Yên tâm đi, diệt thiên thủy môn cũng là chuyện đã rồi, chiến thiên liên minh nhất định sẽ tới tìm phiền phức. Thế nhưng chuyện này dù sao cũng là do bọn chúng sai trước. Chuyện thủ tạ lệnh ít nhất sẽ khiến cho chiến thiên liên minh không dám làm gì. Chuyện đã tới tình trạng này. Nếu như ta suy đoán không sai, đến lúc đó chiến thiên liên minh còn tỏ vẻ áy náy đối với ngươi. Hướng Hầu Minh nói xong, dừng lại một chút rồi nhíu mày nói. Thế nhưng cũng có chút phiền phức, ngươi phải chú ý một chút mới được. Phạm Anh Kỳ trong chiến thiên liên minh có chức vị hộ pháp, theo ta được biết, Phạm Anh Kỳ có một sư phụ trong chiến thiên liên minh có chức vị trưởng lão. Thế lực sau lưng người này rất khổng lồ, chủ sau lưng là một vị tông lão. Tông lão? Nhíu mày, tông lão đại biểu cho thứ gì tự nhiên Lục Lâm Thiên biết rõ. Không ngờ hỏa quỷ đạo nhân Phạm Anh Kỳ lại còn có tầng quan hệ như vậy. Nhìn vẻ mặt Lục Lâm Thiên, Hướng Hầu Minh nói. Tiểu huynh đệ cũng không cần lo lắng, người tới tu vi như tông lão, người nào cũng là thần long thấy đầu không thấy đuôi. Mấy chục vạn năm cũng khó mà đi ra ngoài một lần. Một khi được gọi là trưởng lão thì tu vi sẽ tới tuyên cổ cảnh. Sợ rằng những người có tu vi như vậy cũng không để ý tới những chuyện như thế này. Huống chi chuyện này vốn Phạm Anh Kỳ làm sai trước, mà chỉ cần tiểu huynh đệ chiến thắng trong vô sắc thế giới, coi như là có người muốn âm thầm gây phiền phức. Vạn Thiên Liên Minh ta cũng không phải dễ trêu vào, bởi vì khi đó tiểu huynh đệ đại biểu cho Vạn Thiên Liên Minh. Lục Lâm Thiên cười nhạt một tiếng, cũng không phải hắn e ngại, chỉ là có chút ngoài ý muốn mà thôi. Coi như thật sự có người muốn đánh chết hắn thì tính sao? Coi như là hiện tại, một cường giả hóa hồng cảnh trong truyền thuyết ở trước mặt hắn, chẳng lẽ thực sự có thể đánh chết được hắn hay sao? Nhìn vẻ mặt lạnh nhạt của Lục Lâm Thiên, Hướng Hầu Minh còn đang tưởng rằng Lục Lâm Thiên hoàn toàn không để ý. Có quan hệ với Tuyên Cổ Điện, lại có quan hệ với người có tu vi hóa hồng cảnh, tự nhiên sẽ không e ngại những thứ này, đây là độ cao mà người ta vốn đang đứng. Đương nhiên hiện tại Hướng Hầu Minh cũng không quan tâm tới những vấn đề này, điều hiện tại hắn quan tâm nhất chính là phải hảo hảo thu cả vốn lẫn lãi từ lần thua trận trong vô sắc thế giới khi trước. Lục Đại Nhân, lần này ta tới đây là còn có một chuyện làm phiền Lục Đại Nhân. Nhìn Lục Lâm Thiên, Hướng Vấn Thiên ấp a ấp úng, sắc mặt bắt đầu xấu hổ. Ồ, Hướng Đường Chủ cứ nói đừng ngại, nếu như làm được ta nhất định sẽ không chối từ. Nhìn vẻ mặt xấu hổ của Hướng Vấn Thiên. Trong lòng Lục Lâm Thiên đã đoán ra được đại khái. Đừng có lề mề nữa, tiểu huynh đệ chính là người thẳng thắn. Hướng Hầu Minh trừng mắt nhìn Hướng Vấn Thiên rồi lập tức nói với Lục Lâm Thiên. Tiểu huynh đệ, tên không hiểu chuyện lần này lại gây phiền phức. Mấy ngàn hôm trước nhận được 5 vạn ức tinh thạch thế giới trung phẩm đặt cược, người ta đặt cược tiểu huynh đệ và Kim Viêm cùng Thái A, kết quả thắng lớn. Tỷ lệ đặt cược là 1:1000. Hiện tại cả Hướng gia bảo cho dù táng ra bại sản cũng không trả nổi. Nói xong, Hướng Hầu Minh không khỏi than nhẹ, số tiền lớn như vậy coi như bán hắn cũng không trả đủ. Không dối Hướng lão ca, việc này trước khi các ngươi tới ta đã biết rõ. Lục Lâm Thiên gật đầu nói. Lục Đại Nhân, ta đã thăm dò ra được người đặt cược chính là Phi Linh Thương Hội. Nghe nói Phi Linh Thương Hội có quan hệ không tầm thường với Phi Linh Môn. Cho nên ta muốn mời Lục Đại Nhân hỗ trợ. Khoản tiền này có thể để cho Hướng gia bảo ta từ từ trả sau này được không? Vẻ mặt Hướng Vấn Thiên xấu hổ, mấy ngày nay hắn thăm dò được không ít tin tức. Phi Linh Thương Hội này có quan hệ không phải nông cạn với Phi Linh Môn. Thậm chí quan hệ giữa hai bên người sáng suốt đều có thể suy đoán ra vài phần. Lục Lâm Thiên nhìn Hướng Vấn Thiên nói. Quan hệ của Phi Linh Môn và Phi Linh Thương Hội đương nhiên không phải nông cạn, phương diện này ta có thể nói được mấy câu. Ngừng một lát. Lục Lâm Thiên mỉm cười nói. Như vậy đi, Hướng gia bảo chỉ cần trả tiền vốn lại cho Phi Linh Thương Hội là được rồi. Về phần tỷ lệ đặt cược cứ coi như chưa từng có.
Chỉ là sau này phi linh môn ở trong vô minh thế giới này mong hướng ra bảo giúp đỡ nhiều hơn. Lục đại nhân, người nói thật sao, không phải nói giỡn đó chứ. Nghe vậy ánh mắt Hướng Vấn Thiên lập tức run lên, còn tưởng rằng tai mình đang nghe nhầm, đây chính là 5 vạn vạn ức tinh thạch thế giới trung phẩm A, đây là một con số cực lớn. Coi như là người có tu vi mạnh mẽ cũng phải động tâm tới con số như vậy. Đương nhiên là thật. Lục Lâm Thiên gật đầu, tuy rằng 5 vạn vạn ức tinh thạch thế giới trung phẩm là một khoản tài phú cực lớn, nhưng mà bây giờ cũng không phải là hắn không thể có. Đương nhiên quan trọng nhất chính là khoản mua bán này nếu như đổi lại người xuất tiền ra là Lục Lâm Thiên, sợ rằng bản thân Lục Lâm Thiên cũng sẽ không đồng ý. Nghe Lục Lâm Thiên nói, ánh mắt Hướng Hầu Minh sáng lên, lập tức nghiêm túc nhìn qua Lục Lâm Thiên nói. Tiểu huynh đệ, Hướng Hầu Minh ta không phải là người không hiểu chuyện, phần nhân tình này Hướng Hầu Minh ta ghi nhớ. Lập tức Hướng Vấn Thiên, Hướng Hầu Minh, Tôn Cao Mộc trò chuyện với Lục Lâm Thiên một lúc về vô sắc thế giới, sau khi nhắn nhủ một phen mới rời đi. Hướng Hầu Minh còn cố ý nhắc nhở Lục Lâm Thiên, có thể che giấu thực lực thì nên cố gắng che giấu thực lực, đến vô sắc thế giới bạo lộ toàn bộ lực thực cũng không phải là một chuyện có lợi. Vào đêm, trong đại điện, Lục Lâm Thiên từ trong miệng đám người phạm thống, âm quỷ, địa long cũng biết được, bọn họ đã khống chế tất cả các đại thương hội, trừ thương hội của Hướng gia bảo gia. Các đại thương hội tuy rằng có chút oán hận, thế nhưng cũng không dám phản kháng, dù sao vốn bọn họ cho dù có táng ra bại sản cũng không trả được. Bây giờ còn có thể giữ cho thương hội tiếp tục tồn tại đã là chuyện không dễ rồi. Về phần quyệt nợ, cũng không có ai dám làm ra chuyện như vậy. Đặc biệt là thương hội trong Vạn Thiên Liên Minh, một khi dám quyệt nợ mà nói, không thể nghi ngờ sẽ khiến cho danh dự của cả Vạn Thiên Liên Minh bị hủy hoại. Đến lúc đó đừng nói là có phi linh môn không động tới bọn họ, khi đó cả Vạn Thiên Liên Minh cũng sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Mà khi Phạm Thống biết được Lục Lâm Thiên chỉ lấy lại 5 vạn ức tinh thạch thế giới trung phẩm tiền vốn từ Hướng gia bảo đã thiếu chút nữa ngã xuống đất. Nếu không phải bởi vì Lục Lâm Thiên là trưởng môn thì có lẽ hắn đã liều mạng rồi. Lục Lâm Thiên cũng đành chịu, bất quá hắn giao kim đường cho Phạm Thống cũng vô cùng yên tâm. Có Phạm Thống, ai cũng đừng mong chiếm được chút tiện nghi nào của kim đường. Diện tích của vô minh thế giới cũng không nhỏ, thiên thủy môn còn quản lý không ít thế giới nhỏ, nếu phi linh môn muốn tiếp nhận không có thời gian một năm, nửa năm thì khó có thể làm được. Sợ rằng ngay cả một năm, nửa năm cũng còn chưa đủ. Bởi vậy Lục Lâm Thiên nhắn nhủ với mọi người một phen, nếu như gặp gỡ phiền phức thì cũng có thể đi tìm Hướng gia bảo hỗ trợ, nếu như gặp phiền phức lớn thì trở lại thị hoang thế giới. 3 ngày sau phải tiến vào trong vô sắc thế giới, mấy ngày này Lục Lâm Thiên cũng không định tu luyện, tu vi kẹt ở bán đạo cảnh, cho dù tu luyện cũng không có hiệu quả quá lớn. Thứ hắn thiếu hiệu tại chính là một cơ hội, nếu như có cơ hội, đột phá chỉ là chuyện nước chảy thành sông mà thôi. Bởi vậy mấy ngày nay Lục Lâm Thiên cùng với đám người Lục Lâm Thiên, Kim Viên, Thái A dạo chơi khắp nơi trong vô minh thế giới. Mà bên cạnh là Hướng Tiền Trùng và Tôn Oánh Oánh. Lúc này đại biểu của vô minh thế giới cũng chính là 5 người. Người quen thuộc nhất với vô minh thế giới chính là Hướng Tiền Trùng. Hắn mang theo 4 người đi tới không ít nơi thú vị, khiến cho 4 người hào hứng bừng bừng. Tới ngày thứ 3 Hướng Vấn Thiên cũng tới Phi Linh Môn, đem 50 vạn tinh thạch thế giới trung phẩm tiền vốn giao cho âm quỷ, đồng thời tăng thêm 500 vạn tinh thạch thế giới trung phẩm. Đây chính là số tinh thạch tối đa mà Hướng gia bảo có thể vận dụng được. Cũng là tượng trưng cho 1% của 5 vạn vạn ức tinh thạch thế giới trung phẩm, Hướng gia bảo lần này quả thực không lấy ra được số tiền lớn như thế. Trưởng môn đã có lời, âm quỷ và Phạm Thống đương nhiên không dám thu. Thế nhưng Hướng Vấn Thiên lại kiên trì để lại, lần nữa tỏ vẻ áy náy rồi mới rời đi. Chuyện này khiến cho hào cảm của đám người Phạm Thống, âm quỷ đối với Hướng Vấn Thiên tăng lên nhiều. Sau khi Lục Lâm Thiên biết được chuyện này cũng có chút ngoài ý muốn, hắn cũng không nói thêm gì mà chỉ nói với âm quỷ, Phạm Thống vài câu. Hướng gia bảo đáng tin, sau này có thể yên tâm hợp tác với Hướng gia bảo. Sáng sớm ngày thứ 4, Lục Lâm Thiên, Kim Viên, Tôn Oánh Oánh, Hướng Tiền Trùng, Thái A. 5 người tạm biệt mọi người rời khỏi vô minh thế giới tiến về vô sắc thế giới. Lần này người mang đám người Lục Lâm Thiên đi tới vô sắc thế giới chính là mấy người có tu vi thông thiên cảnh của Hướng gia bảo cùng với một trưởng lão có tu vi đại đạo cảnh trung giai. Đầu lĩnh chính là Linh Động công tử Hướng Hầu Minh. Thiên thủy môn bị diệt, đường hầm thế giới trong vô minh thế giới cũng được mở ra.
trong vô minh thế giới cũng có đường hầm không gian trực tiếp đi tới vô sắc thế giới. Trên đường đi, ba người Lục Lâm Thiên, Kim Viên, Thái A từ trong miệng Hướng Hầu Minh mà biết được không ít chuyện về vô sắc thế giới. Ngược lại Tôn Oánh Oánh và Hướng Tiền Trùng những năm này luôn ở trong vô sắc thế giới cho nên vô cùng quen thuộc với vô sắc thế giới. Vô sắc thế giới chính là trung thiên thế giới, trực tiếp được diễn sinh ra từ thượng thanh thế giới, năng lượng thiên địa so với tiểu thế giới còn nồng đậm hơn nhiều. Năng lượng trong tiểu thế giới chỉ có thể trèo chống đột phá tới thông thiên cảnh cao giai mà thôi. Mà trung thiên thế giới lại có thể giúp cho tu luyện giả đột phá tới tuyên cổ cảnh. Diện tích của trung thiên thế giới so với tiểu thiên thế giới còn lớn hơn nhiều. Diện tích bao la vô cùng, cũng càng thêm phồn hoa. Có hàng tỷ sinh linh ở trong đó. Cường giả như mây, không giống như là tiểu thiên thế giới, người có tu vi thông thiên cảnh cũng ít. Lần này tới đó nên chú ý tới người của bốn đại thế lực lớn, thế hệ trẻ tuổi của bốn thế lực lớn này đều bất phàm. Trong đường hầm không gian, Hướng Hầu Minh nói với Lục Lâm Thiên. Bốn thế lực lớn. Ánh mắt Lục Lâm Thiên khẽ đảo, thế lực được gọi là thế lực lớn sợ rằng đều có chút bối cảnh. Tôn Oánh Oánh đã sớm không nhịn được mà nói. Bốn thế lực lớn này ta biết rõ, chính là Hoàng gia, Tiết gia, Kỳ Phong Thương Hội và Tử Diễm Huyền Xà nhất tộc. Hướng Tiền Trùng cũng nói tiếp. Bốn thế lực lớn này chính là bốn thế lực mạnh nhất trong vô sắc trung thiên thế giới, mỗi một thế lực đều có được không ít tiểu thiên thế giới, cường giả trong tộc vô số. Người trẻ tuổi cũng rất ngang ngược càn rỡ, từ trước tới nay đều không đặt người khác vào trong mắt. Người trẻ tuổi của bốn thế lực lớn này có không ít người là bán hỗn độn, không ít người có thiên phú bất phàm. Hoàng gia, Tiết gia, Kỳ Phong Thương Hội, Tử Diễm Huyền Xà nhất tộc. Còn có Kỳ Phong Thương Hội sao? Bốn thế lực lớn này Lục Lâm Thiên vừa mới nghe tới Kỳ Phong Thương Hội lập tức biến sắc. Lúc trước Thổ Phong và Liệt Thổ bị Lục Lâm Thiên đánh chết chính là người của Kỳ Phong Thương Hội này. Chẳng lẽ là oan gia ngõ hẹp sao? Lục Lâm Thiên cười nhạt một tiếng, không biết Kỳ Phong Thương Hội có biết được thân phận của hắn hay không? Nếu như biết rõ sợ rằng sẽ không bỏ qua cho hắn, khi đó sẽ vô cùng phiền phức. Mà dường như thân phận của hắn hiện tại muốn lừa gạt cũng khó có thể làm được. Người trẻ tuổi của bốn thế lực lớn rất ma sao? Ta cũng muốn nhìn xem một chút. Kim Viên trà sát tay mình, luận thực lực hiện tại hắn cũng có thể tự phụ một chút. Kim Viên đại ca, không thể chủ quan, khảo nghiệm trong chấn thế tháp chính là thực lực của bản thân. Lục Lâm Thiên nói với Kim Viên có linh khí áo nghĩa, tăng thêm bản thể Hoàng Kim Long Viên cùng với tu vi thông thiên cảnh cao giai đỉnh phong, gặp phải người có tu vi đại đạo cảnh sơ giai cũng có thể chống lại. Nhưng mà khảo nghiệm trong chấn thế tháp lại là thực lực của bản thân. Tác dụng mà linh khí áo nghĩa phát huy ra không phải quá lớn. Nghe vậy Hướng Hầu Minh lập tức nói với Lục Lâm Thiên. Cũng không hẳn là như vậy, trong chấn thế tháp mỗi một tầng đều có không gian cực lớn. Mỗi một tầng đều có nguy hiểm, kể cả ảo cảnh cũng có. Dựa theo quy tắc, tất cả những người dự thi xảy ra chuyện gì trong chấn thế tháp cũng không có ai quản. Vô sắc trung thiên thế giới muốn chọn ra 10 thanh niên đồng lứa, cho nên tuyệt đối không chỉ dựa vào người có thực lực cường hãn, thủ đoạn cũng quan trọng giống như thực lực bản thân vậy, tiểu huynh đệ hiểu chưa? Ánh mắt Lục Lâm Thiên khẽ đổi. Nói cũng đúng, động thủ trong chấn thế tháp cũng không có ai quản, sinh tử trong chấn thế tháp là do số mệnh, đúng không? Hướng Hầu Minh gật đầu nói. Đúng vậy, chung quy nên cẩn thận một chút, có một ít người tham gia vạn thế đối quyết biết rõ mình không có hy vọng trở thành 10 người cuối cùng cho nên vô cùng thích giết người đoạt bảo trong chấn thế tháp, chuyện này cũng rất bình thường. Hắc hắc, loại quy tắc này ta thích. Lục Lâm Thiên cười hắc hắc nói, loại quy tắc này thích hợp với hắn nhất. Chúng ta sắp tới rồi, chuẩn bị cho tốt đi. Bốn thế lực lớn thì sao chứ? Lần này tới phiên vô minh tiểu thiên thế giới chúng ta lộ diện. Trong mắt của Hướng Hầu Minh bắn ra tinh mang, lần này tới đây có chuẩn bị. Thiệt thòi lần trước lần này hắn phải lấy lại toàn bộ. Coi như không lấy lại toàn bộ cũng không sao. Chỉ cần vô minh tiểu thiên thế giới hãnh diện một lần, khiến cho đám người kia rung động là được. Linh Vũ Thế Giới, tại một hải vực bao la. Giữa mặt biển mênh mông có một khối đại lục bao la. Một tòa đại điện ngàn thước sừng sững hiện lên, xuyên thẳng tới phía chân trời giống như cự long ngẩng đầu. Siêu siêu. Ngoài vùng biển có mấy đạo thân ảnh từ đằng xa phá không mà tới, tổng cộng có 10 đạo thân ảnh. Sau mấy cái lắc mình, 10 đạo thân ảnh lập tức xuất hiện trên không trung nơi này.
10 đạo thân nát này nhìn qua đều chừng 18-19 cùng với 20 tuổi. Thế nhưng khí chất lại vô cùng tự nhiên, 5 nam 5 nữ. 10 người này xuất hiện cùng một chỗ đủ để hấp dẫn vô số ánh mắt, nam tuấn lãng bất phàm, khí vũ hiên ngang. 5 nữ nhân đều xinh đẹp như trích tiên, hoặc là thanh nhã, cao quý, hoặc là hấp dẫn như thiên thành, mỗi một người đều xinh đẹp tới mức khiến cho thiên địa động tâm. Trừ trên người một thiếu nữ có yêu khí nhàn nhạt ra thì 5 nam 4 nữ còn lại đều có một điểm giống nhau. Con mắt thanh tịnh, nhanh nhẹn, khóe miệng không tự chủ được mà nhếch lên tạo thành đường cong giống nhau như đúc. Đường cong này mang theo tà khí nhàn nhạt. Lão đại, huynh nói xem lão gia hỏa kia lần này có cho chúng ta rời khỏi đây hay không? Đúng vậy, lão đại, thực lực của lão gia hỏa kia dường như so với chúng ta còn mạnh hơn. Chúng ta có liên thủ cũng không đấu lại hắn a. Thân ảnh 10 người rơi xuống không trung hải vực, nhìn đại điện to lớn thông thiên trước mặt, vẻ mặt biến ảo bất định. Trong 10 người này có 2 người dẫn đầu, bộ dáng chừng 20 tuổi, nam vẻ mặt như điêu khắc, ngũ quan góc cạnh rõ ràng, mái tóc đen nhánh rậm rạp. Dưới mày kiếm là đôi mắt to, đen nhánh lộ ra tinh mang. Lúc này lẳng lặng đứng trên không trung, khí thế toàn thân khiến cho mọi người có cảm giác giống như một ngọn núi lớn không thể dung chuyển, vô cùng mênh mông, nguy nga. Thiếu nữ kia cũng vô cùng động lòng người, mắt sáng như sao, mái tóc đen nhánh buộc ở sau đầu, khí chất trên người vô cùng cao ngạo. Hai người chính là Lục Kinh Vân cùng với Lục Du Thược của Lục gia. Mà đám người khóe miệng mang theo tà khí sau lưng hai người chính là đám người Lục Doanh, Lục Thành, Lục Trực, Lục Phương, Lục Âm, Lục Tượng thanh danh hiển hách, cuối cùng là Bối Nhi. Mấy tiểu gia hỏa này những năm gần đây đã sớm siêu phàm thoát tục, so với Lục Lâm Thiên lúc trước còn mạnh hơn. Lục Kinh Vân nhìn qua đại điện thông thiên cực lớn trước mắt, ánh mắt biến ảo, cúi đầu nói với đám người Lục Du Thược, Lục Doanh chung quanh rồi nói. Dựa theo kế hoạch trước khi tới, lần trước lão gia hỏa kia nói chỉ cần chúng ta tới ngộ chân cảnh là có thể để cho chúng ta ra ngoài tìm phụ thân, hiện tại chúng ta cũng đã tới ngộ chân cảnh, có lẽ hắn sẽ để cho chúng ta ra ngoài. Lão đại, huynh đừng quên lão gia hỏa kia nói chuyện chưa bao giờ giữ lời a. Một thiếu nữ mặc y phục màu trắng có vẻ không tin lời của lão gia hỏa trong miệng Lục Kinh Vân. Thiếu nữ này có đôi mắt to, ánh mắt giống như minh châu, khuôn mặt giống như búp bê, vô cùng đáng yêu. Cách ăn mặc rõ ràng có phong cách giống như Lam Linh, lộ ra vài phần nóng bỏng và dã tính, chính là Lục Xảo nhỏ tuổi nhất. Ai nói ta nói chuyện không giữ lời? Mấy tiểu hỗn đản nhà các ngươi, mỗi ngày đều nói bậy sau lưng ta, nói đủ chưa? Ngay khi Lục Xảo vừa mới dứt lời, trên không trung đột nhiên vang lên một đạo thanh âm già nua. Đạo thanh âm già nua này vừa dứt, gợn sóng trong không gian bắt đầu chấn động. Trước mặt mọi người trong lúc vô thanh vô tức xuất hiện một lão giả tập tễnh, tuổi chừng 60, trên mặt có vết nhăn nhàn nhạt, thế nhưng nhìn qua tràn ngập sức sống, thân thể có chút tập tễnh, thế nhưng ánh mắt lại thâm thúy giống như nhìn thấu vạn vật, bên trong còn có chấn động nhàn nhạt khiến cho linh hồn người ta lắc lư không ngớt. Lão giả này mặc một bộ trường bào màu nhạt giống như đã vạn năm rồi chưa từng giặt rũ qua, thế nhưng nhìn qua không nhiễm lấy một hạt bụi. Lúc này hai mắt đang trợn ngược nhìn 10 người, ánh mắt đảo qua 10 người, cuối cùng nhìn vào một thiếu nữ mặc bộ y phục màu trắng, nhìn qua có vẻ tươi mát, yêu nhã, phô tư mà không mất đi sự trang nhã, lão giả này nói. Lục Âm, chính là tiểu gia hỏa nhà ngươi vừa mới nói sao? Người nói xấu về lão đầu tử ta nhiều nhất chính là ngươi đúng không? Ảnh ra ra, không phải con nói xấu người a. Con biết rõ tất cả mọi việc trong thế giới này đều không tránh khỏi dò xét của ảnh ra ra, con làm sao có thể nói xấu người được chứ? Ánh mắt Lục Âm khẽ đảo, trong mắt hiện lên vài phần giảo hoạt, thân ảnh xinh đẹp đi tới trước người lão giả tập tễnh, nhẹ nhàng kéo cánh tay lão giả này, bờ môi son khẽ chu lại, có chút ủy khuất thấp giọng nhỏ nhẹ. Ảnh ra ra, chúng con đều tới ngộ chân cảnh rồi. Chúng con đều nhớ phụ thân. Không biết lần này người có thể để cho chúng con ra ngoài tìm phụ thân được không? Lão giả tập tễnh này chính là lão ảnh, nhìn 10 người trước mặt, ánh mắt trong suốt, thanh thịnh chớp động, trong tay xuất hiện 10 chiếc nhẫn chữ vật giao cho 10 người rồi mở miệng nói. Trong này là một ít tinh thạch thế giới, các ngươi nên cất kỹ. Đa tạ ảnh ra ra. Khuôn mặt đang ủy khuất của Lục Âm lập tức cười cười, tuy rằng nhìn qua trẻ trung. Thế nhưng khí chất xinh đẹp như U Lan lại giống mẫu thân Bạch Linh như đúc, hấp dẫn tự nhiên, chỉ thiếu đi vài phần lạnh lùng, lại thêm mấy phần dáng yêu, giảo hoạt.
Tất cả mọi chuyện bên ngoài trong những năm này ta đang giảng giải không ít cho các ngươi. Sau khi rời khỏi đây nên chú ý an toàn, tu vi ngộ chân cảnh ở bên ngoài không là gì cả. Lão ảnh nói xong, ánh mắt nhìn vào bố nhi nói. Đặc biệt là nha đầu nhà ngươi chỉ mới vừa vặn đột phá tới phá giới cảnh mà thôi. Ảnh lão, ta sẽ chú ý tới bối nhi. Lục Kinh Vân nói, ánh mắt có chút kỳ quái, những năm này lão ảnh này một mực không cho bọn họ ra ngoài, trước kia nói là phải tới phá giới cảnh, cho nên bọn họ cố gắng tu luyện, sau khi toàn bộ đột phá tới phá giới cảnh, ảnh lão lại trực tiếp đổi ý, nói là phải tới ngộ chân cảnh mới được, không ngờ lại đổi ý rất nhiều lần. Những năm này chín huynh muội bọn họ ngược lại nhận được không ít chỗ tốt từ ảnh lão, không có việc gì cũng chạy tới đây một vòng, chung quy cũng có chút thu hoạch. Lão ảnh liếc nhìn Lục Kinh Vân, phất tay một cái, trên sương mù ở đại điện sau lưng chấn động, giống như vận đổi sao rời, lập tức xuất hiện một vòng xoáy không gian cực lớn, nói. Sau khi rời khỏi nơi này cẩn thận một chút, chú ý kẽ hở hỗn loạn của thế giới. Đa tạ ảnh lão, đúng rồi. Nếu như các mẫu thân tới tìm chúng ta thì người cứ nói chúng ta rời khỏi linh vũ thế giới, đợi sau khi tìm được phụ thân chúng ta sẽ trở về. Lục Kinh Vân gật đầu nói với ảnh lão, sau đó thân ảnh tựa như tia chớp nhảy ra. 10 đạo thân ảnh giống như cầu vồng lập tức nhảy vào trong vòng xoáy không gian rồi biến mất không thấy. Lục Kinh Vân, Lục Âm, Lục Xảo, các ngươi dám lừa cô, có phải đôi cánh đã cứng cáp rồi đúng không? Ngay khi 10 người vừa mới tiến vào vòng xoáy trong không gian, phía trước vang lên một tiếng quát. Lập tức có mấy đạo thân ảnh trực tiếp lướt tới, theo đuôi tiến vào trong vòng xoáy không gian. Tam muội, cẩn thận. Lần nữa có mấy đạo thân ảnh tiến tới, sau đó phá không xuất hiện, tiếp đó lập tức xuất hiện trên không trung. Dẫn đầu là một người mặc trường bào màu xám, ánh mắt như sao, bàn chân đạp mạnh hư không, tiếp đó lập tức đi tới trước mặt lão ảnh rồi nói. Ảnh lão, mấy tiểu gia hỏa và tam muội đi ra ngoài, ta cũng nên đi coi chừng bọn họ, mong ảnh lão thành toàn. Tiền bối, để cho chúng ta ra ngoài một chút đi a. Trách nhiệm của linh vũ thế giới không thể để cho một mình người gánh vác được. Mong tiền bối thành toàn. Hai đạo thân ảnh xuất hiện theo dương quá, từng khuôn mặt lạnh lùng mà anh Tuấn, nhìn qua có vẻ cuồng ngạo. Thân thể cao ngất, trường bào tung bay. Ánh mắt đen nhánh mà thâm thúy lộ ra ánh mắt khiến cho linh hồn mọi người run run. Một người khác có thân thể to lớn mang theo khí thế chống trời, hai mắt phảng phất giống như trăng sáng. Mái tóc trắng không gió mà bay. Hai người này đạp không mà đứng, thế nhưng đều khiến cho mọi người có cảm giác mênh mông không thể dung chuyển. Giống như nhìn vào tinh không mênh mông vậy, khiến cho từ sâu trong linh hồn không dám phản kháng. Hai người này chính là Nam Thúc Độc Cô Ngạo Nam và Chí Thánh Đại Đế. Đi đi, ra ngoài nên cẩn thận một chút, vạn nhất có việc có thể nghe ngóng thị hoang thế giới. Ánh mắt lão ảnh khẽ đổi, phất tay nói với ba người. Đa tạ. Thân ảnh ba người lóe lên, thân thể hóa thành ba đạo cầu vồng lập tức lướt vào vòng xoáy trong không gian. Lão ảnh nhìn về phía xa, miệng nói. Hai người các ngươi còn muốn trốn tới bao giờ, còn không mau ra. Ảnh lão. Lão ảnh vừa mới dứt lời. Hai đạo thân ảnh một nam một nữ lăng không hiện lên, nam mặc trường bào màu lam, khuôn mặt tuấn lãng bất phàm đang nở nụ cười vui vẻ. Nụ cười này đủ để khiến cho toàn bộ nữ tử trong thiên hạ si mê. Nữ nhân kia thì mặc bộ cẩm bào màu tím nhạt, yêu nhã lăng không đứng, đôi mắt giống như ngọc thạch chuyển động, khuôn mặt thanh tú động lòng người, có khí chất thánh khiếu, thần thái tựa như tiên tử, tư thái chắc tuyệt. Các ngươi có biết đạo thiên địa hay không? Lão ảnh nhìn hai người rồi nói. Mái tóc đen nhánh của nữ nhân kia xõa xuống vai, tựa như một thác nước trong đêm trăng u tĩnh, hai mắt nhìn về phía lão ảnh rồi nói nhỏ. Ảnh lão, chúng ta đã biết rõ. Đi đi, về sau con đường ở dưới chân của các ngươi. Là phúc hay là họa phải xem ý trời. Lão ảnh nhẹ nhàng phất tay nói với hai người. Đa tạ ảnh lão. Hai người vừa mới dứt lời, lập tức tiến vào vòng xoáy trong không gian ở trên đại điện, sau khi hai người tiến vào. Vòng xoáy trong không gian dần dần biến mất, trên trời xanh, vô số ngôi sao lại xuất hiện, mây mù lượn lờ. Ta vẫn xem thường năng lực của thế giới hỗn độn A, cũng được. Để cho đám người này đi xông xáo cũng tốt, không biết nếu như tiểu tử kia gặp phải mọi người sẽ như thế nào. Lão ảnh cười nhạt một tiếng, thân ảnh lập tức biến mất trên không trung. Cả không gian mênh mông lập tức yên tĩnh, đại điện khổng lồ được sương mù dày đặc bao phủ bên trong,
cả đại điện giống như biến mất. Hoàng hôn, mặt trời ngả về phía tây, cả không trung được áng mây đỏ bao phủ, đem trọn phiến sơn mạch phía dưới che lại. Trong quần sơn xanh biết có không ít kiến trúc, trong đình viện tinh xảo có một thân ảnh xinh đẹp đang đứng, nữ tử này mặc một bộ y phục mỏng bằng lụa màu xanh da trời, bên hông còn thắt nơ tạo hình con bướm, nhìn qua vô cùng thanh nhã, thân ảnh thướt tha, khí chất thanh nhã. Mặc Kỳ, ngày mai phải tiến vào trong trấn thế tháp, chuẩn bị thế nào rồi? Một lão giả ở sau lưng nữ tử này, nhìn như già nua, thế nhưng ánh mắt lại sáng láng, khí chất bất phàm. Nữ tử này quay đầu lại, mái tóc đen sau đầu được vén lên, da thịt óng ánh như ngọc, khuôn mặt không chút son phấn thế nhưng nhìn qua lại tao nhã, thoát tục. Nữ tử nhìn thấy lão giả lập tức mở miệng nói. Phụ thân, mục tiêu lần này của con là thế giới hỗn độn, trấn thế tháp chỉ là bắt đầu, che giấu lâu như vậy chính là vì vạn thế đối quyết. Lão giả này khe thở dài, nói. Thái tổ gia gia của Tiết gia chúng ta vài vạn năm trước chỉ dừng chân ở bước cuối cùng, chỉ có thể tiến vào địa giới. Sau đó Thái gia gia của con chỉ có thể tiến vào nhân giới. Mà ta kém cỏi nhất, ngay cả nhân giới cũng không vào được. Vị thế mà Tiết gia chúng ta hiện tại có được là do Thái tổ cùng với tất cả trưởng bối từng bước giành lấy, dùng thực lực liều mạng. May mắn khi ta có một nữ nhi như con. Bằng không quả thực ta phải xin lỗi Tiết gia. Phụ thân, vì Tiết gia, vì người con sẽ cố hết sức. Nữ tử mặc y phục màu xanh da trời nói, trên khuôn mặt tao nhã là đôi mắt đen nhánh, vô cùng rung động lòng người. Dùng thực lực của con, ngày mai chỉ là dạo chơi mà thôi. Thế nhưng cũng nên chú ý ba gia tộc hoàng gia, Kỳ Phong Thương Hội, Tử Diễm Huyền Xà nhất tộc. Ta nghe nói lúc này gia tộc bọn họ cũng xuất hiện mấy người bất phàm. Vạn thế đối quyết lần này xem ra bọn họ cũng có ẩn tàng a. Lão giả này nói. Nữ tử mặc y phục màu xanh da trời nói. Con sẽ chú ý, trấn thế tháp chỉ là dạo chơi mà thôi. Quyết đấu chính thức chính là bên ngoài vô sắc thế giới. Bên ngoài kiến trúc bao la khôn cùng là dòng người hối hả, vô cùng phồn hoa, tiếng động lớn vang vọng, dòng người tấp nập. Giữa không trung không ngừng có khôi lỗi tọa giá xẹt qua, còn có thân ảnh xẹt qua không trung. Tất cả mọi người dường như đều đi về một hướng. Năng lượng thiên địa thật là nồng đậm. Trên không trung một sơn mạch, Lục Lâm Thiên lơ lửng trên không trung, đồng thời còn hít sâu một hơi. Năng lượng thiên địa trong này nồng đậm tới tình trạng khủng bố. Sau khi hít sâu một hơi dường như cũng có thể hít vào không ít năng lượng thiên địa. Hít thêm mấy cái giống như có năng lượng thiên địa bị hỗn độn âm dương quyết luyện hóa vậy. Đây không hổ là trung thiên thế giới a, năng lượng thiên địa quá nồng đậm. Nếu như tu luyện trong này, so với trong tiểu thế giới còn mạnh hơn nhiều. Kim Viên cảm thán nói. Người bình thường không chịu được như vậy, ở lại trong vô sắc thế giới một năm phải giao ra tinh thạch thế giới, đối với người bình thường mà nói chính là một con số thiên văn. Bằng không ai nguyện ý ở trong tiểu thiên thế giới, tất cả đã sớm chạy tới trung thiên thế giới rồi. Tôn Oánh Oánh nói với Kim Viên. Chúng ta đi vào trong vô sắc thành thôi, ngày mai phải đi vào trong trấn thế tháp. Nếu như buổi tối có rảnh các ngươi có thể dạo chơi một vòng trong vô sắc thành một chút. Thời điểm này trong vô sắc thành nhất định vô cùng tấp nập, náo nhiệt phi thường, những chuyện khác cứ để ta đi sắp xếp. Hướng Hầu Minh nói, các đường tỷ của ta có lẽ cũng tới vô sắc thành, một lát nữa ta sẽ đi tìm bọn họ. Tôn Oánh Oánh nói, trong đám kiến trúc liên miên giống như vô hạn có một mảnh kiến trúc to lớn, mấy đạo thân ảnh xuất hiện ở nơi này, trong đó có hai thanh niên khí độ bất phàm. Mắt bắn ra tinh mang, toàn thân lộ ra khí chất kiệt ngạo. Trong đó có một người ôn hòa hơn không ít, khí thức thu liếm, khuôn mặt tuấn lãng khiến cho người ta nhìn qua không nhịn được muốn thân cận vài phần. Linh Hổ, Linh Ngọc, ngày mai tiến vào trấn thế tháp phải dựa vào các ngươi rồi. Một lão giả mặc hoa phục nói với hai người, bộ dáng của hắn so với hai người thanh niên này có ba phần tương tự. Phụ thân, con biết rồi. Trong vô sắc thế giới này chúng ta muốn đi ngang không phải là dễ như trở bàn tay sao? Thanh niên kiệt ngạo lơ đễnh nói, trường bào trên người run run, lập tức nói với thanh niên ôn hòa kia. Ca ca, buổi tối đệ hẹn người ta đi ra ngoài dạo chơi một vòng, huynh có đi không? Ta còn có việc, đệ đi đi. Thanh niên ôn hòa nói. Linh Hổ, nếu như con muốn đi ra ngoài thì tới Thải Vân Thương Hội một chuyện. Nghe nói Thải Vân Thương Hội thừa dịp vạn thế đổi quyết xảy ra mà tối hôm nay sẽ đấu giá một phần bổn nguyên của áo nghĩa linh hồn. Con và đại ca con tuy rằng đều dung hợp linh hồn bổn nguyên,
Thế nhưng loại bảo vật này có thể thu vào trong tay thì nên cố gắng thu vào trong tay. Đám lão nhân như chúng ta không tiện ra ngoài, nghe nói không ít thế lực đều đã chuẩn bị không ít, bắt buộc phải thu được phần áo nghĩa bổn nguyên này. Hừ, không ngờ Thải Vân Thương hội kia lại cam lòng mang bổn nguyên của áo nghĩa linh hồn ra đấu giá. Thanh niên kiệt ngạo gọi là linh hổ kia hừ nhẹ một tiếng, trong mắt lập tức bắn ra tinh mang, nói. Phần bổn nguyên áo nghĩa linh hồn này là của con. Những năm này Thải Vân Thương hội không ngừng khuếch trương, hiện tại mơ hồ đã ở dưới bốn thế lực lớn chúng ta. Lần này lại lấy bổn nguyên của áo nghĩa linh hồn ra đấu giá, có lẽ chỉ muốn thừa dịp tất cả các thế lực lớn hội tụ tại vạn thế đối quyết mà làm ra một chút thanh danh mà thôi. Sắc mặt lão giả dần dần âm trầm hơn một chút rồi nói. Thải Vân Thương hội cùng với Phi Linh Thương hội kia cấu kết với nhau, hai thương hội này tưởng Kỳ Phong Thương hội chúng ta không dám động gì tới chúng hay sao? Sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày ta nhổ tận gốc Thải Vân Thương hội mới tiêu được mối hận trong lòng. Phụ thân, chỉ là một Thải Vân Thương hội mà thôi, sớm muộn gì cũng có một ngày con sẽ diệt Thải Vân Thương hội này. Người thanh niên kiệt ngạo gọi là Linh Hổ kia trầm giọng nói, trong mắt hiện lên hàn ý. Còn có cái gọi là Phi Linh môn kia, Phi Linh Thương hội, đến lúc đó đừng để cho con gặp được, nếu như gặp được, con nhất định sẽ cho bọn chúng đẹp mặt. Nhị đệ. Không thể chủ quan, Phi Linh Thương hội kia cùng Thải Vân Thương hội không phải dễ đối phó. Sau lưng Phi Linh môn chính là vạn tù chi tôn huyết thiên đế, dung thế niết bàn, chính là một nhân vật lợi hại. Lão gia hỏa sau lưng Thải Vân Thương hội vẫn còn tồn tại, bằng không Thải Vân Thương hội cũng không dám làm càn, khuếch trương như vậy. Thanh niên ôn hòa nói với Linh Hổ. Linh Hổ, con phải học đại ca con một chút, nếu như con có thể trầm ổn như đại ca con. Sợ rằng tu vi cũng sẽ không dưới đại ca con. Lão giả nhìn hai người, ánh mắt càng thêm âm trầm, nói. Vạn thế đối quyết lần này chỉ cần các con có thể tiến vào thượng thanh thế giới, đến lúc đó muốn áp chế Thải Vân Thương hội sẽ vô cùng đơn giản. Trạng vạng tối, trên không trung đại thành liên miên, mênh mông giống như không có điểm cuối có không ít dạng mây đỏ lơ lửng. Thật là náo nhiệt a. Trên con đường rộng lớn, trong dòng người hối hả, tiếng người huyên náo. Kim Viên kêu lên một tiếng cảm thán, nói. Vô sắc thành này cũng quá lớn a, so với Thiên Thủy thành còn lớn hơn nhiều. Tôn Oánh Oánh dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn Kim Viên nói. Vạn thế đối quyết diễn ra ở đây đương nhiên người sẽ nhiều như vậy. Lục Lâm Thiên đứng ở trong đại thành to lớn như vậy cũng có chút động dung, lúc này hắn giống như một con kiến, trên đường phố có không ít tu luyện giả bày hàng ở hai bên đường. Loại tu luyện giả bày hàng ở hai ven đường này cơ hồ đều bán một ít đồ vật mình không dùng được, hoặc là trao đổi một ít thứ gì đó. Linh khí, đan dược, dược liệu, tài liệu luyện khí, còn có một ít vật cổ quái hoặc là quý hiếm. Vô số cửa hàng bày hai bên, nếu như vận khí tốt quả thực có thể kiếm được thứ tốt trong đó. Ngoại trừ những cửa hàng vỉa hè hai bên đường như vậy còn có các cửa hàng lớn hai bên, cần gì cũng có, khiến cho người ta nhìn vào không khỏi cảm thấy hoa mắt. Vừa rồi đường thúc ta nói đường tỷ được người hoàng gia mời đi, có lẽ ở gần đây, chúng ta đi tìm bọn họ một chút. Tôn Oánh Oánh nhìn bốn phía một lát rồi nói. Đường tỷ ngươi cũng tới tham gia vạn thế đối quyết sao? Thực lực như thế nào? Lục Lâm Thiên hiếu kỳ, hắn cũng nghe nói tôn gia ở trong vô sắc thế giới cũng là một đại tộc DN môn, tuy rằng thế lực kém hơn hoàng gia, tiết gia, Kỳ Phong Thương hội cùng Tử Diễm Huyền xa kia, thế nhưng cũng chỉ dưới bốn thế lực lớn này mà thôi. Thực lực của đường tỷ ta so với ta mạnh hơn nhiều, là người vinh dự được gọi là người trẻ tuổi mạnh nhất trong mấy ngàn năm qua của tôn gia ta. Cũng là hy vọng lớn nhất của tôn gia trong vạn thế đối quyết lần này, đương nhiên, ta cũng là hy vọng của tôn gia. Tôn Oánh Oánh không quên nhắc nhở mọi người một chút rồi lập tức nói tiếp. Về phần thực lực của đường tỷ ta, gia tộc luôn không đề cập tới, bất quá ta có thể vụng trộm nói cho các ngươi biết. Thực lực của đường tỷ ta đã sớm đạt tới thông thiên cảnh cao giai đỉnh phong. Mạnh như vậy sao? Kim Viên ngạc nhiên một hồi, còn trẻ như vậy mà đã có tu vi thông thiên cảnh cao giai đỉnh phong, tuyệt đối có thiên phú hơn người. Đường tỷ ta còn có chút thủ đoạn, coi như gặp phải người có tu vi đại đạo cảnh sơ giai cũng có thể chống lại một hai, so với ta còn mạnh hơn. Tôn Oánh Oánh khẽ nói. Đám người trẻ tuổi có thiên phú bất phàm trong vô sắc thế giới không ít. Cũng không thể xem thường tất cả bọn họ. Trong lòng Lục Lâm Thiên có chút dao động, so với vô sắc thế giới, tuy rằng linh vũ thế giới là thế giới hỗn độn, thế nhưng cách biệt còn rất lớn.
Muốn đem linh vũ thế giới phát triển tới tình trạng như đại thế giới bên ngoài hiện tại sợ rằng còn mất một khoảng thời gian không ngắn một chút nào. Buổi tối hôm nay Thải Vân Thương hội có đấu giá hội, nghe nói còn có bổn nguyên của áo nghĩa linh hồn mang ra đấu giá. Nghe nói đêm này còn có đấu giá thiểm điện khôi lỗi tọa giá A. Từng tiếng nghị luận truyền tới, nghe vậy ánh mắt Lục Lâm Thiên nhảy lên, thân thể dừng lại, thì thào nói. Bổn nguyên của áo nghĩa linh hồn, khôi lỗi tọa giá thiểm điện. Sao vậy? Tôn Oánh Oánh thấy Lục Lâm Thiên dừng bước lập tức hỏi. Thải Vân Thương hội ở nơi nào? Lục Lâm Thiên ngẩng đầu hỏi. Đêm nay chúng ta đi Thải Vân Thương hội, nhìn qua đấu giá hội kia một chút. Trên một quang trường to lớn có vô số người tụ tập lại một chỗ, có một kiến trúc hình vòng tròn cực lớn, diện tích lớn tới dọa người. Bốn phía kiến trúc hình tròn này đều có cửa tiến vào, còn có vô số người xếp thành hàng dài, tất cả đều đang xếp hàng chờ tiến vào bên trong. Đám người rậm rạp chằng chịt giống như con kiến, liếc nhìn căn bản không thấy tận cùng. Phi vào hôm nay là 2000 tinh thạch thế giới sơ phẩm, bổn nguyên áo nghĩa linh hồn cũng không phải lúc nào cũng có thể nhìn thấy. Còn có khôi lỗi tọa giá thiểm điện, cơ hội không thể bỏ qua a. Mấy vé cuối cùng có giá 3000 tinh thạch thế giới sơ phẩm, không nhanh sẽ không còn. Trên quảng trường tùy thời đều thấy được có vô số người lén lút chào hàng thứ gì đó. Cho ta 5 vé vào trong. Năm đạo thân ảnh đáp xuống trước người một thanh niên có vẻ nhanh nhẹn, mấy người này chính là Lục Lâm Thiên, Kim Viên, Tôn Oánh Oánh, Hướng Tiền Trùng. Chư vị, ngại quá, tấm vé cuối cùng vừa mới bán xong. Thanh niên này ngẩng đầu nhìn 5 người rồi phất tay nói, giống như sợ bị 5 người đoạt tinh thạch thế giới trong tay hắn vậy, người này lập tức rời khỏi đây. Mới đây mà đã không còn rồi, hừ. Tôn Oánh Oánh phiền muội dậm chân một cái, nói. Người Thải Vân Thương hội hôm nay tại sao lại nhiều như vậy? Hiện tại chúng ta không vào được, phải làm thế nào bây giờ? Không sao, chúng ta đi thử vận may một chút. Nói không chừng còn có cơ hội đi vào. Lục Lâm Thiên nhíu mày, đám người Tôn Oánh Oánh cũng chỉ có thể bán tin bán nghi nhìn qua Lục Lâm Thiên, 5 người lập tức đi về phía cửa vào. Chư vị, nhân số của đấu giá hội đã đầy, mời chư vị trở về cho. Xin lỗi chư vị. Ở lối vào có không ít người của Thải Vân Thương hội đang khách khí nói với hàng dài người xếp hàng bên ngoài, có người mang theo vẻ mặt thất vọng rời đi, còn có người bồi hồi, cũng có không ít người đang mắng to. Chư vị, thực sự ngại quá, nhân số bên trong đấu giá hội đã đủ, mời chư vị trở về. Năm người Lục Lâm Thiên vừa mới đi tới cửa vào lập tức bị đệ tử Thải Vân Thương hội khách khí ngăn lại bên ngoài cửa. Không biết ngươi có thể sắp xếp một chút được không? Lục Lâm Thiên nghe vậy nhanh tay giơ một lệnh bài bằng ngọc ra trước mặt đệ tử của Thải Vân Thương hội này. Đệ tử Thải Vân Thương hội này nhìn thấy lệnh bài bằng ngọc này sắc mặt lập tức biến đổi, nhanh chóng nói. Mấy vị đại nhân chờ một chút, ta đi mời chúng trưởng lão. Dứt lời đệ tử này đã vội vàng chạy vào bên trong, đồng thời để mấy đệ tử còn lại tiếp đón 5 người Lục Lâm Thiên. Hướng Tiền Trùng nghi hoặc hỏi. Lục đại nhân, thứ người vừa mới giơ ra là gì vậy? Tại sao Thải Vân Thương hội lại nể mặt như vậy a? Bởi vì người này xưng huynh gọi đệ với gia gia mình, cho nên dọc đường đi Hướng Tiền Trùng vô cùng câu nệ với Lục Lâm Thiên. Trước kia Thải Vân Thương hội đưa ta một ít đồ, hy vọng lần này có chút tác dụng. Lục Lâm Thiên cười nói, trước kia An Thi Giao đưa cho hắn thẻ khách quý của Thải Vân Thương hội, nghe nói lại là đẳng cấp cao nhất, hy vọng có thể có tác dụng. Không biết, Lục Lâm Thiên vừa mới nói xong, trong khoảng thời gian ngắn đã có mấy đạo thân ảnh vội vàng đi tới, đạo thân ảnh dẫn đầu nhìn thấy 5 người, vừa mới mở miệng đã lập tức im bặt, dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn vào Kim Viên. Kim Viên cũng dùng ánh mắt ngoài ý muốn nhìn người vừa mới tới này. Đây chính là một trong những trưởng lão mà ban đầu Kim Viên gặp ở trong Hắc Thủy giam ngục của Thị Hoang thế giới, người này gọi là Ám Thủy trưởng lão. Ám Thủy trưởng lão, đã lâu không gặp. Lục Lâm Thiên cũng có chút ngoài ý muốn, hắn không ngờ lại gặp người quen. Vị này chính là Ám Thủy trưởng lão nhìn qua Lục Lâm Thiên, hắn có cảm giác giống như đã từng quen biết đối phương. Thế nhưng làm cách nào cũng không nhận ra được cho nên hắn mới nhìn Kim Viên nghi hoặc hỏi. Trong 5 người này hắn cũng chỉ nhận ra Kim Viên mà thôi. Trong lòng hắn cũng có chút kinh ngạc, chuyện bên trong Thị Hoang thế giới hắn đã sớm biết rõ, hắn cũng biết Kim Viên là nhân vật quan trọng của Phi Linh Môn, bởi vậy thái độ cực kỳ khách khí. Ám Thủy trưởng lão, đây là Lâm Thiên huynh đệ của ta,
trưởng môn Tây Phương Cầu Bại của Thất Sát Môn trước đó chính là Lục Lâm Thiên. Kim Viên cũng có chút khách khí, thực lực của ám thủy trưởng lão này không kém, không biết là bán hỗn độn hay là ngụy hỗn độn, thế nhưng thực sự đã là đại đạo cảnh cao giai. Nghe lời nói của Kim Viên, khuôn mặt ám thủy trưởng lão ngày càng nghi hoặc. Thái A thấy thế nói. Sư phụ của ta trước kia chính là Tây Phương Cầu Bại, chẳng qua khi đó chỉ dùng một ít thủ đoạn dịch dung mà thôi, đây mới là bộ dáng chân thật của sư phụ ta. Thì ra là vậy. Ám thủy trưởng lão nghe vậy ánh mắt lập tức động dung, trong thị hoang thế giới hắn đã tận mắt nhìn qua thực lực của Lục Lâm Thiên này. Lục Lâm Thiên này có thể chống lại người có tu vi tuyên cổ cảnh. Đồn rằng người này còn có thể dùng một cái tát chụp chết người có tu vi đại đạo cảnh cao giai đỉnh phong. Hắn cũng hiểu rõ Thất Sát Môn có địa vị trong thị hoang thế giới, huống chi Phi Linh Thương Hội có quan hệ vô cùng sâu với Thất Sát Môn. Ám thủy trưởng lão càng thêm khách khí, vội vàng ôm quyền thi lễ nói. Không ngờ Lục trưởng môn đại giá quang lâm, chúng ta không tiếp đón từ xa, mong Lục trưởng môn thứ lỗi. Lục Lâm Thiên ôm quyền đáp lại. Ám thủy trưởng lão khách khí rồi, nghe nói hôm nay Thải Vân Thương Hội có đấu giá hội, chúng ta định tới mở mang tầm mắt một chút. Thế nhưng dường như tới chậm một chút, không biết ám thủy trưởng lão có thể sắp xếp một chút cho chúng ta được hay không? Chỉ cần để cho chúng ta mở mang tầm mắt là được rồi. Ám thủy trưởng lão nghe vậy vội vàng vươn tay mời, nói. Chỗ ngồi bình thường đã đầy, bất quá ta sẽ đi sắp xếp một gian khách quý cho Lục trưởng môn, nếu như có gì cần Lục trưởng môn cứ việc mở miệng. Đa tạ. Lục Lâm Thiên gật đầu cảm tạ, năm người lập tức theo ám thủy trưởng lão đi vào trong đấu giá hội. Mặt mũi lớn như vậy sao? Thế lực của Thải Vân Thương Hội cũng không nhỏ a. Ngược lại Tôn Oánh Oánh và Hướng Tiền Tùng thấy trưởng lão của Thải Vân Thương Hội cũng nể tình như vậy cho nên trong lòng vô cùng chấn động. Trong đấu giá hội, sự to lớn của không gian bên trong đã vượt quá sự tưởng tượng của Lục Lâm Thiên. Khi ở trong linh vũ thế giới, đấu giá hội lớn nhất của Phi Linh Môn hiện tại cũng chỉ có thể chứa được 10 vạn người. Mà đấu giá hội này ít nhất cũng có 50 vạn người tụ tập tạo thành hình vòng tròn. Tổng cộng có 4 tầng, 3 tầng trước mỗi một tầng đều có hơn chục vạn người rậm rạp, diện tích cực lớn khiến cho người ta líu lưỡi. Mà trên tầng thứ tư chỉ có hơn 100 phòng, mỗi một phòng đều vô cùng xa hoa mà không mất đi vẻ tinh xảo. Trong đấu giá hội lúc này đã vô cùng tấp nập, không còn chỗ ngồi, tiếng nghị luận ầm ĩ quanh quẩn trong đấu giá hội, vô cùng ồn ào. Dưới sự dẫn dắt của ám thủy trưởng lão, 5 người Lục Lâm Thiên dưới vô số ánh mắt đi tới một căn phòng khách quý trên tầng thứ tư. Sau khi khách sáo một phen ám thủy trưởng lão lập tức cáo từ lui ra ngoài. Nhiều người như vậy chỉ tính riêng phí vào cũng đã phá tài a. 5 người ngồi xuống, Kim Viên cảm thán nói. Trong đấu giá hội lúc này có mấy chục vạn người a. Sư phụ, trong này có không ít cường giả, dường như cũng có không thiếu khí tức mịt mờ. Thái A thấp giọng nói với Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên không nói gì, sau khi tới tầng thứ tư lập tức có không ít khí tức mịt mờ dò xét tới. Có vài cỗ khí tức cực kỳ hùng hậu, sợ rằng chính là đại đạo cảnh. Chuyện này khiến cho trong lòng Lục Lâm Thiên không khỏi cảm thán, không hổ là trung thiên thế giới, khắp nơi đều là cường giả. Chỉ tính trong đấu giá hội, người có tu vi thông thiên cảnh cũng có thể tùy ý thấy được. Người có tu vi đại đạo cảnh cũng không phải là ít, đây chính là thứ mà ở trong tiểu thiên thế giới không thấy được. Oanh oánh, làm sao muội lại tới đây? Một đạo thanh âm thanh thúy vang lên, 5 người ngẩng đầu. Trước ghế lô lập tức xuất hiện một đạo thân ảnh xinh đẹp, hai hàng lông mi mỏng, khuôn mặt không chút son phấn thế nhưng vẫn không làm giảm bớt sự tuyệt sắc của nàng. Mái tóc đen búi lên cao một chút, còn lại thì xõa xuống vai, trên cổ còn có một chiếc vòng trong suốt, càng nhìn càng thấy mê người. Nhìn thấy đạo thân ảnh xinh đẹp này, Tôn Oánh Oánh lập tức cười cười, vội vàng đứng dậy bổ nhào về phía trước rồi nói. Tiểu nhã tỷ, sao tỷ lại ở đây? Nữ tử vừa mới xuất hiện ra thịt trắng như tuyết, đôi mắt xinh đẹp khẽ đảo rồi nhẹ nhàng kéo tay Tôn Oánh Oánh, khóe miệng nở nụ cười động lòng người, nói với Tôn Oánh Oánh. Nhà đầu nhà muội sao lại tới muộn như vậy, ta cũng đang tìm muội đây. Tiểu nhã tiểu thư, đây là lệnh muội Oánh Oánh tiểu thư mà nàng hay nhắc tới đó sao? Sau lưng nữ tử mặc bộ váy dài này có mây đạo thân ảnh đi tới, thanh niên dẫn đầu chậm rãi đi tới bên người nữ tử này. Trên người thanh niên này mặc một kiện trường bào màu vàng, bên trên có thêu không ít hoa văn tinh xảo. Tuổi chừng 16, mái tóc dài, lông mày kiếm, đôi mắt long lanh giống như nữ tử, thân thể cao ngất, nhìn qua có vài phần khí độ.
mấy người sau lưng đều đứng ở sau lưng thanh niên này, vẻ mặt cực kỳ cung kính, toàn thân trong lúc mơ hồ tản ra khí thế hùng hậu, cũng chứng minh mấy người này chính là cường giả. Lục Lâm Thiên ngồi trong ghế lô, ánh mắt đảo qua đám người vừa tới, khi thu hồi ánh mắt từ thanh niên mặc trường bào màu vàng kia, ánh mắt Lục Lâm Thiên không khỏi âm thầm rung động. Mấy người đi theo sau lưng thanh niên này, người có thực lực thấp nhất cũng là thông thiên cảnh, có hai người thậm chí còn qua đại đạo cảnh, đủ để thấy được thân phận của thanh niên này vô cùng bất phàm. Có thể có được đội ngũ như vậy theo sau bảo vệ, sợ rằng cả vô sắc thế giới này cũng không có mấy ai được như vậy. Oanh oánh, để ta giới thiệu với muội một chút, vị này chính là Hoàng Sa thiếu gia của Hoàng gia. Nhìn thấy thanh niên này, thiếu nữ kia lập tức giới thiệu với Tôn Oánh Oánh. Hoàng gia, là Hoàng gia một trong bốn thế lực lớn sao? Ánh mắt Lục Lâm Thiên âm thầm biến đổi, lập tức khôi phục lại vẻ bình thường. Bái kiến Hoàng thiếu y a. Tôn Oánh Oánh khẽ gật đầu. Oánh Oánh tiểu thư đa lễ rồi, không cần khách khí. Tôn gia và Hoàng gia từ trước tới nay đều là thế giao, chúng ta đều là người một nhà. Hoàng Sa thiếu gia nở nụ cười khiến cho người ta có cảm giác như tắm gió xuân, ánh mắt lập tức nhìn vào bốn người sau lưng Tôn Oánh Oánh, thanh âm có chút vui vẻ nói. Không biết mấy vị này là... Tôn Oánh Oánh vội vàng kéo tay nữ tử động lòng người kia rồi nói. Hoàng thiếu gia, tiểu nhã tỷ, ta giới thiệu cho hai người một chút, mấy vị này đều là người tham gia vạn thế đổi quyết trong trấn thế tháp này mai, đây là... Tôn Oánh Oánh đang muốn giới thiệu kỹ càng bốn người thì Lục Lâm Thiên đã đứng dậy nói. Lục Lâm Thiên, Kim Viên, Thái A, hướng tiền trùng của vạn cổ tiểu thế giới mong sau này chư vị chỉ giáo nhiều hơn. Tôn Oánh Oánh nhìn thấy Lục Lâm Thiên đứng dậy nói chuyện cũng không nói thêm gì, mà mấy người sau lưng Hoàng Sa thiếu gia nghe nói đám người Lục Lâm Thiên chỉ là người từ tiểu thế giới tới, ánh mắt khẽ đảo, cũng không quá để ý. Mỗi một lần tiểu thế giới tới tham gia vạn thế đối quyết cũng chỉ góp mặt cho có mà thôi. Ngược lại Hoàng Sa cực kỳ khách khí nói với Lục Lâm Thiên. Hóa ra đều là thanh niên tài tuấn tới từ tiểu thế giới, tại hạ gọi là Hoàng Sa, ở trong vô sắc thế giới này cũng có chút nhân duyên. Nếu như chư vị có gì cần giúp đỡ trong vô sắc tiểu thế giới, nếu như để mắt tới kẻ hèn này thì không nên khách sáo. Lục Lâm Thiên cười nhạt một tiếng nói. Hoàng thiếu gia khách khí rồi, đến lúc đó chúng ta nhất định sẽ không khách khí. Lục đại ca. Đây là tiểu nhã tỷ mà muội đã từng nói với đại ca. Ánh mắt Tôn Oánh Oánh khẽ đảo, lập tức giới thiệu nữ tử động lòng người kia với Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên nghe vậy ánh mắt khẽ đổi, nhà đầu Tôn Oánh Oánh này cũng có chút nhanh nhẹn, biết rõ hắn không muốn bạo lộ quá nhiều thân phận cho nên mới nói vậy. Hắn cũng nghe nói thân phận của nữ tử động lòng người này, là người trẻ tuổi có thiên phú mạnh nhất trong Tôn gia, Tôn tiểu nhã, tu vi thông thiên cảnh cao giai. Tu luyện nhiều loại áo nghĩa cho nên hắn lập tức gật đầu với Tôn Tiểu Nhã, sau đó ánh mắt cũng rời đi. Chuyện này khiến cho Tôn Tiểu Nhã có chút kỳ quái, nam tử bình thường nhìn qua nàng cũng phải chăm chú nhìn thêm vài lần, thế nhưng thanh niên này chỉ lướt qua mà thôi. Tiền Trùng đại ca, đường tỷ của muội được không? Tôn Oánh Oánh nhàn nhạt lườm hướng Tiền Trùng từ đầu luôn nhìn vào người Tôn Tiểu Nhã mà không nói gì. Đẹp đẹp, đẹp lắm. Hướng Tiền Trùng nghe vậy không khỏi gật đầu. Sau đó dường như mới kịp phản ứng, lập tức lắc đầu nói. Không phải, vẫn là muội đẹp hơn, đẹp hơn. Không ngờ đại tiểu thư Tôn gia cũng tới, quả thực vô cùng trùng hợp. Ngay khi bầu không khí giữa mấy người có chút xấu hổ thì bên ngoài có mười mấy đạo thân ảnh đang chậm rãi đi tới. Nghe vậy Tôn Tiểu Nhã nhìn ra ngoài, hai hàng lông mi khẽ nhíu lại, Hoàng Sa cũng quay đầu lại nhìn, ánh mắt biến ảo. Tiểu Nhã, đã lâu không gặp. Hẹn gặp không bằng vô tình gặp mặt. Chúng ta cùng nói chuyện có được không? Trong mười mấy đạo thân ảnh đi tới, phía trước là một thanh niên nhìn qua có chút kiệt ngạo, người mặc hoa phục, khuôn mặt xem như tuấn lãng, chỉ là trong mắt có ánh mắt kiêu ngạo. Nghe vậy Hoàng Sa nhíu mày, ánh mắt trầm xuống nói với thanh niên kiệt ngạo kia. Linh Hổ, Tiểu Nhã là bằng hữu của ta, ngươi nên thu liếm thì tốt hơn, nếu không đừng trách ta không khách khí với ngươi. Ai ui, Hoàng Sa. Ta tìm Tiểu Nhã liên quan gì tới nhà ngươi, nếu như không khách khí với ta thì cứ việc, ta cũng không ngại. Linh Hổ nhìn Hoàng Sa kiêu ngạo nói. Đừng quên, 20 năm trước ngươi còn là bại tướng trong tay ta. Nhưng mà đối phó với ngươi chỉ như vậy cũng đủ rồi. Ánh mắt Hoàng Sa trầm xuống, 20 năm trước, trong lúc thi giấu giữa người trẻ tuổi của cả vô sắc thế giới, hắn thua nửa chiêu trong tay Linh Hổ này,
tuy rằng chỉ thua nửa chiêu thế nhưng cũng là thua. Hoài Linh Hổ nghe vậy, nhìn Hoàng Sa, trong mắt bắn ra hàn mang, trầm giọng nói. Hoàng Sa, hiện tại đã không còn giống trước đó, đừng tưởng rằng ngươi có thể thắng ta. Ta sợ ngươi hiện tại đã không còn tư cách này nữa. Hai người nhìn nhau, đối chọi gay gắt, khí tức quanh thân trong lúc mơ hồ lan tràn ra, một cỗ khí tức vô hình va chạm, cả không gian bỗng nhiên căng cứng lại. Hoài thiếu gia, ta còn muốn trò chuyện với muội muội cho nên không rảnh. Trong lúc bầu không khí căng cứng, Tôn Tiểu Nhã khẽ nói, khuôn mặt âm thầm biến ảo. Hoài Linh Hổ, người có bao nhiêu thực lực thì ngày mai trong Chấn Thế Tháp sẽ biết rõ. Hy vọng cuối cùng có thể nhìn thấy ngươi đi ra. Nghe Tôn Tiểu Nhã nói vậy, khí thế trên người Hoàng Sa thu liễm lại, thân ảnh thối lui tới bên người Tôn Tiểu Nhã. Tốt, hẹn gặp trong Chấn Thế Tháp. Bộ hoa phục trên người Hoài Linh Hổ run lên, nhìn Tôn Tiểu Nhã nói. Tiểu Nhã, chờ sau khi ta tiến vào trong Thượng Thanh Thế Giới, nhất định sẽ đi tới Tôn gia cầu hôn. Chờ tin tức tốt của ta, ta muốn nàng là của ta, nhất định là của ta. Khẩu khí khá lớn, chỉ là lại có chút đáng ghét. Tôn Oánh Oánh không nhịn được mà nói. Tiểu nữ, người có biết người đang nói chuyện với ai không? Lại đây bổn thiếu gia sờ một cái, bổn thiếu gia sẽ tha cho ngươi. Khi Tôn Oánh Oánh vừa mới nói xong, một thanh niên cẩm bào bên người Linh Hổ cười lạnh một tiếng, lập tức phất tay mang theo vẻ mặt dâm tà nhanh như thiểm điện sờ tới khuôn mặt của Tôn Oánh Oánh. Vô sỉ! Tôn Oánh Oánh yêu kiều quát lên một tiếng, khuôn mặt trầm xuống, thân ảnh xinh đẹp lóe lên, một cỗ khí thế bàng bạc lan tràn. Đồng thời nàng phất tay đánh ra một đạo trưởng ấn, mục tiêu của trưởng ấn chính là thanh niên mặc cẩm bào đang phóng về phía nàng. Thanh niên mặc cẩm bào dường như cũng thật không ngờ thực lực của Tôn Oánh Oánh lại mạnh như vậy, thân thể lúc này muốn tránh cũng không kịp. Thông thiên cảnh trung giai đỉnh phong, thực lực của tiểu nữ này cũng không tệ nha. Hoài Linh Hổ vươn tay kéo thanh niên mặc cẩm bào ra phía sau lưng mình, đồng thời trong nháy mắt đánh ra một đạo trưởng ấn. Hai đạo trưởng ấn va chạm, lập tức biến mất không còn tung tích, cũng không tạo thành chấn động quá lớn. Hoài Linh Hổ ra tay sau có thể hóa giải trưởng ấn của Tôn Oánh Oánh, đủ để thấy được thực lực của hắn ta đã mạnh hơn Tôn Oánh Oánh không ít. Có đánh nhau, là Hoài Linh Tổ của Kỳ Phong Thương Hội cùng với Hoàng Sa của Hoàng gia. Quan hệ của Kỳ Phong Thương Hội và Hoàng gia luôn luôn không tốt, chuyện này cũng không lạ gì. Động tĩnh này lập tức hấp dẫn vô số ánh mắt cùng với khí tức mịt mờ quét tới. Oánh Oánh, muội không sao chứ? Hướng Tiền Trùng lập tức khẩn trương đi tới trước mặt Tôn Oánh Oánh. Người chúng ta mang tới không phải muốn động là có thể động. Chỉ một lần này thôi, nếu như có lần sau sẽ không còn như thế này nữa, bằng không các ngươi tự chịu hậu quả. Thanh âm nhàn nhạt từ trong miệng Lục Lâm Thiên vang lên, ánh mắt bình thản không có quá nhiều chấn động. Quanh thân thậm chí không có một chút khí tức nào chấn động, ánh mắt chỉ nhìn vào Hoài Linh Hổ, khiến cho trong lòng hắn tự nhiên có chút run sợ. Thanh âm truyền ra, ánh mắt hai người Tôn Tiểu Nhã và Hoàng Sa lập tức kinh ngạc, chấn động. Mà ánh mắt kiệt ngạo của Hoài Linh Hổ lại nhìn về phía Lục Lâm Thiên, sau đó nhìn thanh niên mặc cẩm bào bên người nói. Về sau chú ý một chút, vị tiểu thư này có lẽ chính là muội muội của Tiểu Nhã, người còn không mau xin lỗi. Thật sự xin lỗi, ngại quá. Thanh niên cẩm bào kia dường như rất sợ Hoài Linh Hổ, cho nên vội vàng xin lỗi Tôn Tiểu Nhã. Tiểu Nhã, tiểu tử này không biết cấp bậc lễ nghĩa, là do ta sai. Nếu như đã có lệnh muội trò chuyện với nàng, vậy thì hôm nào chúng ta lại nói chuyện vậy? Nếu như hôm nay vừa ý thứ gì trong đấu giá hội nàng cứ nói với ta. Ta sẽ mua cho nàng. Hoàng Linh Hổ nói xong lập tức quay người rời đi, thế nhưng trước khi đi ánh mắt còn quét qua người Hoàng Sa và Lục Lâm Thiên một vòng, trong lúc mơ hồ hiện lên vẻ âm tàn. Ngại quá, bởi vì ta mà mang tới phiền phức cho các ngươi. Nhìn đám người Hoài Linh Hổ rời đi, Tôn Tiểu Nhã lập tức thấp giọng hành lễ nói với bốn người Lục Lâm Thiên. Không sao, mấy tên nhãi nhép mà thôi, coi như bọn chúng chạy sớm. Kim Viên nói. Nghe vậy trong mắt Tôn Tiểu Nhã và Kim Viên lần nữa hiện lên vẻ chấn động, Hoàng Sa dường như còn do dự một chút rồi mới nói. Chư vị, người vừa rồi chính là Hoài Linh Hổ của Kỳ Phong Thực Hội, thực lực rất mạnh. Thế lực của Kỳ Phong Thương Hội trong vô sắc thế giới không dưới Hoàng gia, nếu như sau này chư vị gặp phải đám người này, nhất là loại người này nên chú ý hơn một chút. Lần này khiến cho chư vị gặp phiền phức, nếu như có cơ hội, mời chư vị tới Hàn Xá làm khách một phen.
xem như để cho ta tận tình làm địa chủ. Kỳ Phong thương hội sao? Trong mắt Lục Lâm Thiên hiện lên vẻ lạnh lẽo, lập tức gật đầu nói với Hoàng Sa. Nếu như có cơ hội ta nhất định sẽ đi quấy rầy một phen. Ông! Trong hội trường đấu giá hội truyền ra mấy tiếng vang trầm thấp, lập tức tiếng động ồn ào trong đấu giá hội biến mất. Đấu giá hội sắp bắt đầu, Tiểu Nhã tiểu thư, chúng ta đi qua đó thôi. Hoàng Sa nói với Tôn Tiểu Nhã. Tiểu Nhã tỷ, tỷ ở đây đi. Muội vừa đi tìm đường thúc, bằng không cũng khó có thể tìm được tỷ a. Tôn Oánh Oánh nói. Hoàng thiếu gia, chuyện này. Tôn Tiểu Nhã nghe vậy khẽ gật đầu nói với Hoàng Sa. Vậy ta cũng ở đây với tiểu thư. Hoàng Sa gật đầu với Tôn Tiểu Nhã, sau đó khuôn mặt vui vẻ nói với Lục Lâm Thiên. Lục huynh đệ, ghế lâu của huynh đệ cũng không nhỏ, không biết có thể cho chúng ta ngồi cùng một lát được không? Ta vô cùng cảm tạ. Hoàng thiếu gia khách khí rồi, cứ tự nhiên là được. Lục Lâm Thiên gật đầu nói. Vậy quấy rầy rồi, đa tạ. Hoàng Sa cười cười, cũng không chút khách khí mà lập tức ngồi xuống bên cạnh Tôn Tiểu Nhã, mấy người sau lưng cũng lặng lẽ ngồi sau lưng hắn. Cảm ơn chư vị tham gia đấu giá hội đêm hôm nay của Thải Vân Thương Hội. Tin rằng bảo vật mà Thải Vân Thương Hội đấu giá hôm nay nhất định sẽ không khiến chư vị thất vọng. Ở giữa đấu giá hội có một đài cao chừng 300 thước, lúc này có một nữ tử xinh đẹp, làn da trắng nõn từ từ đi lên. Không ngờ lần đấu giá hội này lại do đại tiểu thư An Thi Đình của Thải Vân Thương Hội tự mình chủ trì. Hoàng Sa nhìn nữ tử phía dưới lập tức có chút ngoài ý muốn nói. An Thi Đình, là tỷ tỷ của An Thi Giao sao? Ánh mắt Lục Lâm Thiên chăm chú nhìn vào người nữ tử này, tuổi chừng 16, kiều diễm không thôi, người mặc một bộ váy dài, bên trên có thêu một đóa mẫu đơn, dây lưng màu hồng buộc ở eo, tư thái hoàn mỹ hiện lên rõ mồn một. Thành thục, vũ mị, trong mắt có tinh quang lập lòe, chứng minh nữ tử này tuyệt đối không phải là người bình thường. An Thi Đình lên đài lập tức có vô số tiếng hoan hô vang vọng, cũng có vô số ánh mắt mang theo sự nóng bỏng nhìn nàng. Ta nghe nói An gia cố ý kết thân với Hoàng gia, cũng chí là đại tiểu thư An gia và Hoàng thiếu gia ngươi, không biết việc này có đúng hay không? Tôn Tiểu Nhã dịu dàng cười cười hỏi Hoàng Sa. Không có chuyện đó, chỉ là trong tộc có ý mà thôi. Thế nhưng khi đó ta lại một lòng tu luyện, cũng không có ý tứ kia. Hoàng Sa vội vàng lắc đầu. Lời ong tiếng ve nhất định cũng có, vật phẩm đấu giá thứ nhất này hôm nay chính là khôi lỗi tọa giá thiểm điệm độc nhất của Thải Vân Thương Hội ta. Đây là thứ mới nhất, khôi lỗi tọa giá cấp 3, tốc độ đủ để so sánh với khôi lỗi tọa giá cấp 4. Ngay cả khôi lỗi tọa giá cấp 4 bình thường cũng khó có thể so sánh, đường cong hoàng mỹ, thiết kế hoàn hảo, tốc độ nhất lưu. Danh tự khôi lỗi tọa giá thiểm điện có lẽ cũng không cần phải giới thiệu nhiều, đây tuyệt đối là thứ mới nhất. Là kiện khôi lỗi tọa giá thiểm điện cấp 3 đầu tiên trong toàn bộ 3.000 đại thiên thế giới. Không thể không nói lời nói của An Thi Đình dường như có ma lực, đồ vật còn chưa có lấy ra đã khiến cho mọi người vô cùng chờ mong. Khi An Thi Đình vừa mới dứt lời, cách đó không xa lập tức có đệ tử Thải Vân Thương Hội móc một đạo lưu quang trong nhẫn chữ vật ra. Lập tức trên đấu giá hội có một kiện khôi lỗi tọa giá lớn chừng trăm thước hiện lên trong mắt mọi người, thể tích cực mỏng, hai cánh thon dài, đường cong linh động. Hoàn mỹ. Thứ tốt. Kiện khôi lỗi tọa giá này xuất hiện, đám người chung quanh lập tức chăm chú nhìn vào, lúc này đã có không ít khí tức chấn động, ánh mắt bắt đầu đỏ thẫm. Nhìn qua kiện khôi lỗi tọa giá này, Lục Lâm Thiên lập tức âm thầm cười, đây cũng không phải là khôi lỗi tọa giá mới nhất từ Phi Linh Môn, mà là khôi lỗi tọa giá do đám người Mạc Kình Thiên, Thiên Xu, Thiên Tuyền cùng nhau nghiên cứu ra. Hoàn toàn là phỏng theo hình thái máy bay chiến đấu tàng hình khi trước mà luyện chế ra. Đường cong linh động mang theo vẻ thần bí, tuy rằng là cấp 3, thế nhưng ở phương diện tốc độ đủ để so sánh với khôi lỗi tọa giá cấp 4. Ngay cả khôi lỗi tọa giá cấp 4 bình thường so sánh tốc độ với nó còn kém hơn. Đặc biệt nhất là trên khôi lỗi tọa giá này có dung nhập áo nghĩa không gian, khiến cho nó có tác dụng ẩn mình, nếu như ở xa bằng mắt thường khó có thể dò xét ra. Khôi lỗi tọa giá thiểm điện mẫu mới nhất A, vô cùng đẹp đẽ. Nhìn thấy kiện khôi lỗi tọa giá này, ánh mắt Hoàng Sa lập tức sáng ngời, nói với Tôn Tiểu Nhã bên người. Tiểu Nhã tiểu thư cảm thấy khôi lỗi tọa giá này thế nào? Quả thực không tệ, chỉ là giá cả của loại khôi lỗi tọa giá này không thấp một chút nào. Tôn Tiểu Nhã nói, thứ tốt đương nhiên giá sẽ không thấp, thế nhưng lại đáng giá.
Hoàng Sa nói. Chư vị, khôi lỗi tọa ra thiểm điện mẫu mới nhất, nó có tên là mị ảnh, trừ tốc độ ra còn có công năng ẩn mình, chỗ tốt của tác dụng này ta không cần nói, có lẽ trong lòng mọi người đều biết. Giá khởi điểm là 50 ức tinh thạch thế giới trung phẩm, mỗi lần ra giá thấp nhất là 1.000 vạn tinh thạch thế giới trung phẩm. An Thi Đình nói xong, ánh mắt không biết cố ý hay vô tình mà vừa vặn nhìn về phía đám người LTD. 50 ức tinh thạch thế giới trung phẩm. Giá tiền vừa mới nói ra, trong đám người chung quanh lập tức có không ít người hít sâu một ngụm khí lạnh. Khôi lỗi tọa giá cấp 3 bình thường bất quá chỉ có giá 5-600 vạn tinh thạch thế giới trung phẩm mà thôi. Đắt như vậy sao? Hướng Tiền Trùng cũng hít sâu một ngụm khí lạnh, cả tài sản của Hướng Gia Bảo cộng lại sợ rằng cũng không mua nổi mấy kiện khôi lỗi tọa giá cấp 3 này. Thật sự có chút quý trọng a. Lục Lâm Thiên cũng cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn, đây cũng không phải là một khoản tiền nhỏ. 50 ức 1.000 vạn, 10 ức 2.000 vạn, 10 ức 3.000 vạn. Tuy rằng là quý thế nhưng lại không ảnh hưởng tới việc tranh đoạt một chút nào. Lập tức có không ít thanh âm truyền ra, trên cơ bản đều là người trên tầng thứ tư ra giá, ép trong nháy mắt giá cả đã vọt lên cao ngút trời. 55 ức. Hoàng Sa rốt cuộc cũng không nhịn được mà ra 55 ức, chỉ là chung quanh vẫn không ngừng có người ra giá. Lục Lâm Thiên cũng chỉ có thể cười khổ, lúc trước giá tiền của khôi lỗi tọa giá cấp 3 này cũng không cao như vậy, thế nhưng mị ảnh này lại có tác dụng ẩn hình, cũng không phải là thứ mà khôi lỗi tọa giá bình thường có thể có được. Tăng thêm có tiền mà không mua được cho nên giá tiền lúc này không cao mới là lạ. Trong chốc lát, giá cả đã tăng vào tới 88 ức tinh thạch thế giới trung phẩm, giá tiền như vậy người trên tầng thứ tư cũng không còn bao nhiêu người theo đuổi. Vô số người dưới tầng 3 cũng chỉ có thể im lặng. 88 ức 1.000 vạn. Hoàng Sa cắn răng lần nữa ra giá, dường như nhất định phải thu mị ảnh này vào trong tay vậy. 89 ức. Hoàng Sa vừa mới dứt lời, ở phía đối diện truyền ra một tiếng hét lớn, một lần tăng giá 9.000 tinh thạch thế giới trung phẩm. Mọi người nghe vậy lập tức ngẩng đầu nhìn lên, sắc mặt đám người Hoàng Sa, Tôn Tiểu Nhã lập tức trầm xuống, người ra giá ở phía đối diện chính là Hoài Linh Hổ của Kỳ Phong Thương Hội kia. Hoài Linh Hổ của Kỳ Phong Thương Hội ra giá 89 ức, còn có ai ra giá cao hơn không? Hoàng Sa thiếu gia, người có muốn tăng giá nữa hay không? Trên đài, thanh âm của An Thi Đình truyền ra, đồng thời nàng khẽ nở nụ cười vũ mị khiến cho ánh mắt nóng bỏng trong đấu giá hội tăng lên không ít. Hoàng gia và Kỳ Phong Thương Hội tranh đoạt, có trò hay để xem rồi. Không biết ai sẽ là người cười cuối cùng. Lập tức vô số ánh mắt chung quanh nhìn chăm chú vào người Hoài Linh Hổ và Hoàng Sa. Nữ nhân này không đơn giản. Lục Lâm Thiên thầm nghĩ trong lòng, chỉ một câu nói đơn giản, sợ rằng lúc này Hoàng Sa và Hoài Linh Hổ đều không lui xuống được. Đây không còn là vấn đề của khôi lỗi tọa giá mà đã dính tới mặt mũi của cả Hoàng gia và Kỳ Phong Thương Hội. 89 ức 1.000 vạn. Hoàng Sa cắn răng nói. 90 ức. Phía trước, Hoàng Linh Hổ nhìn về phía trước, trong mắt hiện lên sự kiêu ngạo và âm trầm. 90 ức 1.000 vạn. 92 ức. 100 ức. Trong chớp mắt, giá tiền đã bị hai người nâng lên con số khủng bố là 100 ức tinh thạch thế giới trung phẩm, người ra giá là Hoài Linh Hổ. Lúc này bất kể là Hoài Linh Hổ hay là Hoàng Sa khuôn mặt đều co rúm lại. Những người ở sau lưng hai người muốn nói lại thôi, dường như muốn bảo chủ nhân nhà mình buông tha. 100 ức tinh thạch thế giới trung phẩm, giá cả quá cao một chút, chỉ là đám người phía sau cũng không dám mở miệng. Hoài Linh Hổ, 100 ức tinh thạch thế giới trung phẩm, cho người đó, ta không lấy nữa. Thời điểm này Hoàng Sa đang tranh giành tới đỏ mặt tía tai đột nhiên vui vẻ mỉm cười nói với Hoài Linh Hổ. Hóa ra Hoài Linh Hổ bị âm. Hoàng Sa đã sớm không muốn mà chỉ cố ý đem giá cả nâng lên cao như vậy, khiến cho Hoài Linh Hổ chảy máu nhiều hơn mà thôi. Hoài Linh Hổ lần này chịu thiệt lớn rồi, bị Hoàng Sa âm không ít a. Đám người chung quanh nghị luận không ngừng, khiến cho Hoài Linh Hổ ở trên tầng 4 oán hận chừng mắt nhìn Hoàng Sa, ánh mắt âm trầm vô cùng. 100 ức lần 1, 100 ức lần 2, 100 ức lần 3. Trên đài An Thi Đình mỉm cười nâng búa. Cái giá 100 ức cũng đủ coi như là giá trên trời rồi. Trong mắt Hoàng Sa hiện lên sự vui vẻ, ánh mắt có chút thỏa mãn đối chọi với ánh mắt âm trầm của Hoài Linh Hổ, cực kỳ hưởng thụ. Hoài Linh Hổ này không đấu lại được Hoàng Sa. Lục Lâm Thiên thầm nghĩ, chỉ là hắn cũng không quá để ý, khôi lỗi tọa giá bán ra càng cao,
chứng minh số tiền mà hắn nhận được cũng càng lớn. Trong phòng đấu giá, ngay sau đó An Thi Đình lại lấy ra vật phẩm đấu giá thứ hai. Đây là một kiện linh khí tiên thiên thuộc tính hỏa bất phàm. Lần này người ra giá vô cùng nhiều, cuối cùng thứ này được một đại hán ở tầng thứ nhất mua được. Đám người trong tầng thứ tư dường như cũng không quá để ý tới thứ này. Vật phẩm đấu giá thứ ba chính là một khỏa đan dược tứ phẩm sơ giai khó gặp. Vật phẩm thứ tư chính là một khỏa đại đạo hồn tinh thuộc tính thủy, chuyện này khiến cho Lục Lâm Thiên có chút ngoài ý muốn. Đại đạo hồn tinh này trực tiếp do Hoàng Sa ra tay, cuối cùng dùng giá trăm ức mua cho Tôn Tiểu Nhã. Đại đạo hồn tinh có thể khiến cho người có tu vi thông thiên cảnh cao giai gia tăng cơ hội đột phá đại đạo cảnh. Giá trị xa xỉ, nhưng mà giá bình thường cũng đã là 90 ức, cho nên khi đấu giá cũng không tính là quá cao. Hoài Linh Hổ thì lại cho rằng Hoàng Sa vừa mới âm hắn, cho nên không dám ra giá. Đối với bốn thế lực lớn như bọn hắn mà nói, đại đạo hồn tinh chân quý, thế nhưng cũng không phải trong gia tộc không lấy ra được. Hắn cũng không dùng được cho nên chỉ lặng lẽ ngồi xem kỳ biến. Thế nhưng nhìn thấy đại đạo hồn tinh này không ngờ lại được Hoàng Sa đưa cho Tôn Tiểu Nhã, hắn lập tức hối hận đứt ruột, như nổi điên. Tôn Tiểu Nhã vốn không muốn khỏa đại đạo hồn tinh này, thế nhưng nhìn thấy ánh mắt như biết nói của Hoàng Sa cho nên cũng chỉ có thể nhận lấy. Bên trong đấu giá hội náo nhiệt, kiện vật phẩm đấu giá thứ 9 chính là một kiện khải giáp hộ thân, là linh khí tiên thiên thuộc tính thủy. Giá cả cũng được đẩy lên không ít rồi bị người khác đoạt lấy. Lục huynh đệ, chẳng lẽ huynh đệ còn chưa để mắt tới đồ vật nào hay sao? Hoàng Sa nhìn thấy Tôn Tiểu Nhã nhận lấy khỏa đại đạo hồn tinh, tăng lên vừa âm được Hoài Linh Hổ cho nên tâm tình vô cùng tốt. Ta nhìn một chút rồi tính. Lục Lâm Thiên khẽ gật đầu, những vật phẩm đấu giá này quả thực không có gì hắn vừa mắt, chủ yếu là hiện tại nội tình của Phi Linh Môn quá mạnh mẽ. Những vật này tuy rằng đều là bảo vật, thế nhưng thứ gì hắn cần Phi Linh Môn cũng có, cho nên cũng không đặt mấy thứ này vào trong mắt. Hoàng Sa không nói gì thêm, trong lòng thì đang cho rằng có lẽ là do giá cả quá lớn, vượt quá tầm tay của một người trong tiểu thế giới. Hắn đoán, sợ rằng cũng bởi vì Tôn Oánh Oánh cho nên mới đám người này mới tiến được vào đây. Đương nhiên, lời này không dễ nói ra thẳng mặt. Hoàng Sa vừa mới nói xong, đám người chung quanh lập tức yên tĩnh lại. Cơ hồ tất cả mọi người đều nhìn về phía An Thi Đình, bầu không khí bắt đầu căng cứng. Vật áp trục sắp xuất hiện. Trong bầu không khí căng cứng này, ánh mắt Lục Lâm Thiên chăm chú nhìn về phía trước, xem ra hiện tại đã tới lúc vật phẩm áp trục là áo nghĩa linh hồn bổn nguyên xuất hiện. Áo nghĩa linh hồn bổn nguyên, thứ này tuyệt đối là trọng. Người đi vào phòng đấu giá ngày hôm nay sợ rằng cũng có một nửa là bởi vì áo nghĩa linh hồn bổn nguyên này mà tới. Trong ánh mắt chăm chú của mọi người, kiện vật phẩm đấu giá thứ 10 lập tức xuất hiện trong tay An Thi Đình, đây là một hộp gấp lớn bằng bàn tay. Chư vị, kiện vật phẩm đấu giá ngày hôm nay chính là áo nghĩa linh hồn bổn nguyên của một người có tu vi đại đạo cảnh cao giai. Người bán áo nghĩa linh hồn bổn nguyên cho thương hội cũng không có bao nhiêu, giá trị của áo nghĩa linh hồn bổn nguyên có lẽ ta cũng không cần nhiều lời nữa. An Thi Đình từ từ nói ra, thanh âm giống như có lực xuyên thấu, rơi vào trong tai của tất cả mọi người có mặt. Áo nghĩa linh hồn bổn nguyên của người có tu vi đại đạo cảnh cao giai a. Thứ này chính là trọng bảo trong trọng bảo a. Sợ rằng giá cả cũng vô cùng cao. Cơ hồ tất cả mọi người đều nhìn vào hộp gấm trong tay An Thi Đình, ánh mắt Lục Lâm Thiên cũng khẽ đổi. Áo nghĩa bổn nguyên cũng chia thành mạnh yếu, tu luyện giả thực lực càng cao, áo nghĩa bổn nguyên mang trên người tự nhiên càng mạnh, lĩnh ngộ áo nghĩa càng sâu, giá trị đương nhiên sẽ càng cao. Áo nghĩa linh hồn bổn nguyên của người có tu vi đại đạo cảnh cao giai, thật sự có rất ít người chịu bán ra. Coi như là có vật này, bất luận thương hội nào cũng sẽ không dễ dàng mang ra đấu giá. Áo nghĩa linh hồn bổn nguyên xuất hiện, trong tầng thứ tư lập tức có từng đạo khí tức chấn động, thậm chí là không ít khí tức mịt mờ cũng bắt đầu chấn động. Xem ra đều là áo nghĩa linh hồn bổn nguyên mà tới a. Lục Lâm Thiên thầm nghĩ. Áo nghĩa linh hồn bổn nguyên mới chính là vật bị tranh đoạt kịch liệt nhất trong đêm nay. Những vật phẩm trước đó tuy rằng giá rất xa xỉ, bất quá đối với không ít chủ nhân của khí tức mịt mờ đang chấn động trên tầng thứ tư này mà nói, có lẽ không có bao nhiêu lực hấp dẫn. An Thi Đình liếc nhìn bốn phía một lúc rồi mới lên tiếng. Áo nghĩa linh hồn bổn nguyên của đại đạo cảnh cao giai, giá khởi điểm là 5.000 ức tinh thạch thế giới trung phẩm, một lần ra giá không thấp hơn 100 ức tinh thạch thế giới trung phẩm. Giá quả thực quá cao a. An Thi Đình vừa mới nói giá ra,
vô số ánh mắt đỏ rực chung quanh lập tức trở lại bình thường. Cái giá 5.000 ước tinh thạch thế giới trung phẩm, coi như là thân gia của một người có tu đại đạo cảnh cao giai cũng không có nhiều như vậy. Loại giá cả này chỉ có thể để cho người ta nhìn mà không biết làm gì. Quá quý trọng. Hướng Tiền Trùng và Tôn Oánh Oánh lập tức cảm thán kêu một tiếng. 5.100 ước. 5.200 ước. Cái giá 5.000 ước lúc này chỉ có những người trong tầng thứ tư không chút do dự tranh đoạt. Đối với một ít người mà nói, áo nghĩa linh hồn bổn nguyên là vật có tiền đôi khi cũng không mua được. Giá trị của nó khó có thể dùng tinh thạch thế giới mà đong đếm được. 7.300 ức. Khi Hoàng Sa ra giá thì giá cả đã vào tới 7.300 ức. Áo nghĩa linh hồn bổn nguyên, ta nhất định phải lấy được. 8.000-1.000 ức. Hoài Linh Hổ đứng dậy, thanh âm cuồn cuộn truyền ra, ánh mắt còn hung hăng nhìn về phía Hoàng Sa. 1.000.000 ức. Giá cả như vậy đủ để khiến cho đám người chung quanh rung động. 1.000.000 ức tinh thạch thế giới trung phẩm, coi như là thân gia của một người có tu vi đại đạo cảnh cao giai giàu có nhất cũng khó có được số lượng tinh thạch như vậy. Tiền mặt trên ngừa niết bàn cảnh cũng không có khả năng nhiều như vậy. Loại giá cả này đủ để khiến cho nhiều người im lặng. Kỳ Phong Thương Hội quả thực giàu có, không ngờ lại hào phóng như vậy. Trong bốn thế lực lớn, Kỳ Phong Thương Hội là người giàu có nhất, Tiết gia, Hoàng gia, Tử Diễm Huyền Xà nhất tộc, ba đại thế lực này nếu như luận của cải so ra vẫn kém Kỳ Phong Thương Hội. Trong tiếng nghị luận của mọi người, ánh mắt Hoàng Sa run run, giá cả 1.000.000 ức đã khiến cho hắn không có cách nào ra giá nữa. Thiếu gia, lão gia có nhắn lại, giá cả nếu như cao quá thì không cần cũng được. Một đại hán chừng 50 tuổi sau lưng Hoàng Sa khẽ nói. Tiểu thư, giá 1.000.000 ức quá cao, không cần phải tranh đoạt. Loại đấu giá này thường là như vậy, cứ để cho Hoàng gia và Tử Diễm Huyền Xà nhất tộc tranh đoạt với Kỳ Phong Thương Hội vậy. Trong một căn phòng khác, một mỹ phụ nhân nói với một nữ tử khí chất thanh nhã, thân ảnh thướt tha trước mặt. Nữ tử này mặc y phục màu xanh da tời, bên hông là chiếc đai lưng buộc lại tạo thành một con bướm, vô cùng thanh nhã, mái tóc hơi vén lên, dùng chiếc châm ngọc cố định, nàng khẽ gật đầu nói. Sợ rằng Hoàng gia và Tử Diễm Huyền Xà nhất tộc cũng sẽ không ra giá nữa. Hoài Linh Hổ xúc động, Hoài gia lần này cố ý để cho Hoài Linh Hổ tới khiến cho người ta khó có thể ứng phó. Nếu như ra mặt đối chọi với Hoài Linh Hổ, cuối cùng chỉ có lưỡng bại câu thương mà thôi. 1.000.000 ức có phải rất cao đúng không? An Thi Đình nhìn mọi người, ánh mắt nhìn vào mấy căn phòng trên tầng 4, hai hàng lông mi nhíu lại, Kỳ Phong Thương Hội nhất định phải có thứ này, cho nên cái giá này sợ rằng còn chưa đủ cao. 1.000.000 ức, Kỳ Phong Thương Hội quả thực cam lòng bỏ ra a. Hoàng Sa thì thào nói, cái giá 1.000.000 ức này hắn cũng chỉ có thể bỏ qua. Nếu như lại ra giá mà nói, tuy rằng Hoàng gia không có cách nào thừa nhận, thế nhưng cũng không cần phải có nó. Áo nghĩa linh hồn bổn nguyên tuy rằng chân quý, thế nhưng giá trị của áo nghĩa linh hồn bổn nguyên của đại đạo cảnh cũng chỉ như vậy mà thôi. Nếu như là áo nghĩa linh hồn bổn nguyên của niết bàn cảnh thì lại khác, khi đó giá trị của nó không thể cân nhắc được bằng tinh thạch thế giới. Trong tất cả các phòng trên tầng thứ tư, khí tức mịt mờ run run, cũng không có ai tiếp tục ra giá. Trong vô sắc thế giới này, so về độ giàu có không ai có thể vượt quá Kỳ Phong Thương Hội, huống chi người ra tay lại là Hoài Linh Hổ, tên này kiêu ngạo tự đại, nếu như tranh giành với hắn, hắn điên lên thì hậu quả vô cùng đáng sợ. 1.000.000 ức lần một. An Thi Đình cũng nhìn ra không có ai dám tranh giành với Hoài Linh Hổ cho nên bắt đầu gõ búa. 1.100.000 ức. Nhưng vào lúc này đột nhiên lại có một đạo thanh âm từ trong tầng thứ tư vang lên. Lập tức cơ hồ tất cả mọi người đều nhìn về nơi phát ra thanh âm, tất cả đều nhìn về phía một thanh niên áo xanh trên tầng thứ tư. Người ra giá chính là Lục Lâm Thiên, áo nghĩa linh hồn bổn nguyên Lục Lâm Thiên có sắp xếp cho nên cũng không muốn buông tha. Về phần tinh thạch thế giới đối với Lục Lâm Thiên hiện tại mà nói cũng không phải quá quan trọng. Lục Lâm Thiên ra giá, Tôn Tiểu Nhã, Hoàng Sa, còn có mấy người sau lưng Hoàng Sa đều vô cùng kinh ngạc. Cái giá mà ngay cả Hoàng gia cũng không có cách nào thừa nhận thế nhưng không ngờ người thanh niên trong tiểu thế giới này lại lên tiếng lên giá. An Thi Giao ngẩng đầu, ánh mắt nhìn vào người Lục Lâm Thiên, có thể nhìn thấy rõ trong mắt nàng có chấn động không nhỏ. 1.100.000 ức. Phía trước, ánh mắt Hoài Linh Hổ âm trầm không thôi, hung hăng nhìn về phía Lục Lâm Thiên phía đối diện. 1.100.100 ức. 1.200.000 ức. 1.200.200 ức. 2.000.000 ức, 2.100.000 ức,
Toàn trường xôn xao, mặc kệ Hoài Linh Hổ ra giá bao nhiêu, Lục Lâm Thiên chỉ ra giá hơn 100 ức. Theo sát không đuổi, hoàn toàn không có ý tứ e ngại Kỳ Phong Thương Hội. Giá cả 2 vạn ức khiến cho đám người chung quanh hiện tại hãi hùng khiếp vía, da đầu tê dại. Cái giá này quá cao, trong đám người xem chung quanh có không ít khí tức mịt mờ, vô số ánh mắt tập trung lên trên người Lục Lâm Thiên. Ánh mắt đám người hoàng sa, Tôn Tiểu Nhã nhìn qua Lục Lâm Thiên cũng biến hóa không ít. Phía đối diện, khuôn mặt Hoài Linh Hổ lúc này đỏ bừng, cái giá này đã khiến cho hắn đâm lao phải theo lao. Hừ, 2.5 vạn ức, có bản lĩnh cứ thêm, ta sẽ chơi đùa chết ngươi. Hoài Linh Hổ trực tiếp đứng dậy, hăng hăng nhìn Lục Lâm Thiên phía xa rồi nói. 2.5 vạn ức, như vậy đi, mặc kệ ngươi ra giá bao nhiêu ta đều ra giá lớn hơn ngươi 100 ức. Lục Lâm Thiên thản nhiên nói, thanh âm quanh quẩn trong phòng đấu giá. Đây chính là khiêu chiến trần trụi với Kỳ Phong Thương Hội A. Tiểu tử kia rốt cuộc có địa vị gì? Hình như là ở cùng Hoàng Sa, chẳng lẽ là người Hoàng gia? Hay là có quan hệ với Hoàng gia? Nghe Lục Lâm Thiên nói vậy, không ít người thích xem náo nhiệt lập tức có chút hứng thú. Ý tứ trong lời nói của Lục Lâm Thiên rõ ràng là khiêu chiến với Kỳ Phong Thương Hội, căn bản không đặt Kỳ Phong Thương Hội vào trong mắt. Tiểu tử! Người cố ý đối đầu với Kỳ Phong Thương Hội ta hay sao? Phía đối diện, Hoài Linh Hổ rốt cuộc không nhịn được mà lớn tiếng nói với Lục Lâm Thiên ở phía xa. Ánh mắt Lục Lâm Thiên khẽ đảo, nhìn Hoài Linh Hổ, nói. Đây là đấu giá hội, nếu như Kỳ Phong Thương Hội không theo nổi thì có thể rời khỏi. Chẳng lẽ như vậy cũng là đối đầu với Kỳ Phong Thương Hội sao? Không mua nổi thì lui ra đi, không có ai sẽ cảm thấy ngươi mất mặt đâu, đừng lo. Cái giá này cũng không phải người bình thường có thể chịu được. Thiếu gia, giá cả đã rất cao, giá tiền này vượt quá dự toán. Cũng không có lợi, chúng ta rút lui thôi. Sau lưng Hoài Linh Hổ, một lão giả thấp giọng nói. Hừ, muốn chơi cùng ta sao? Ta chơi đùa chết hắn, cho dù ta không chiếm được ta cũng phải khiến cho hắn chảy máu nhiều. Hoài Linh Hổ trầm thấp nói, hắn ngẩng đầu nhìn Lục Lâm Thiên, lạnh nhạt nói. Tiểu tử. Ngươi tính là cái thứ gì chứ? Cũng dám so với ta, có phải ta ra giá bao nhiêu ngươi sẽ ra giá nhiều hơn 100 ức đúng không? Có bản lĩnh thì cứ ra giá đi, chỉ sợ ngươi không mở miệng nổi mà thôi. Lục Lâm Thiên cười nhạt một tiếng, ánh mắt dưới hai hàng lông mày trong lúc mơ hồ âm trầm hơn một chút. Tinh thạch thế giới Lục Lâm Thiên cũng không quá để ý, thế nhưng cũng chỉ có một lần mà thôi. Tốt, tiểu tử, 5 vạn ức, có gan thì ngươi ra giá tiếp đi. Hoài Linh Hổ cười lạnh nhìn Lục Lâm Thiên, âm thầm nghĩ, hôm nay nhất định bổn đại gia phải âm tiểu tử này một lần, cho tiểu tử này tàn phế. Đây chính là vô sắc tiểu thế giới, về phần cuối cùng áo nghĩa linh hồn bổn nguyên này rơi vào trong tay ai còn không nhất định. 5 vạn ức, đám người chung quanh lập tức xôn xao, giá tiền này quá lớn, ánh mắt tất cả mọi người chăm chú nhìn về phía Lục Lâm Thiên, cái giá 5 vạn ức này không biết người thanh niên áo xanh kia có thể ra giá nữa hay không. Thậm chí trong đám người có không ít khí tức mịt mờ dao động, tập trung vào người Lục Lâm Thiên. Dưới ánh mắt của tất cả mọi người, Lục Lâm Thiên cười nhạt một tiếng, ngẩng đầu nói với Hoài Linh Hổ. Kỳ Phong Thương Hội quả nhiên giàu có, vô danh tiểu tốt như ta cam bái hạ phong A. 5 vạn ức, áo nghĩa linh hồn bổn nguyên này là của các hạ. Ngàn vàng khó mua được thứ tốt, bội phục, bội phục. Tiểu tử ngươi không lên giá sao? Hoài Linh Hổ nghe vậy lập tức biến sắc. Bằng ta cũng không nói ta nhất định sẽ ra giá A. Huống chi ta đã cam bái hạ phong rồi. Lục Lâm Thiên cười nhạt một tiếng. 5 vạn ức lần 1, 5 vạn ức lần 2, 5 vạn ức lần 3, thành giao. Dưới đài đấu giá, An Thi Đình nhanh chóng gõ ba búa thành giao, khuôn mặt nở nụ cười vũ mị, lập tức nói. Chúc mừng Hoài Thiếu Gian Hận được áo nghĩa linh hồn bổn nguyên. Đến lúc đó Thải Vân Thương Hội ta sẽ đích thân đem áo nghĩa linh hồn bổn nguyên tới Kỳ Phong Thương Hội. 5 vạn ức, tiểu tử Hoài Linh Hổ này lại bị âm, lần này là âm lớn A. 5 vạn ức, sợ rằng cũng đủ để cho phụ thân hắn phun ra máu. Tiểu tử kia có địa vị gì? Sợ rằng cũng sắp thảm rồi. Dám chơi Kỳ Phong Thương Hội, Kỳ Phong Thương Hội nhất định sẽ không buông tha cho hắn. Thiếu gia, 5 vạn ức, chúng ta bị tiểu tử kia chơi xỏ rồi. Sau lưng Hoài Linh Hổ, sắc mặt lão giả này vô cùng khó coi, 5 vạn ức, hắn hiểu rõ số tiền này lớn ra sao. Linh Hổ lão đại,
bọn họ đã đi rồi. Thanh niên mặc cẩm bào ban đầu ra tay với Tôn Oánh Oánh nhìn thấy đám người Lục Lâm Thiên đang rời đi lập tức nhắc nhở Hoài Linh Hổ. Dám chơi ta, ta sẽ không bỏ qua cho tiểu tử này. Nhìn đạo thân ảnh màu xanh trước mắt đang rời đi, sắc mặt Hoài Linh Hổ âm trầm tới tận cùng, trầm giọng nói. Buổi tối hôm nay nhất định phải làm thịt tiểu tử kia. Thiếu gia, tiểu tử kia ở cùng Hoàng Sa một chỗ, sợ rằng khó đối phó. Một lão giả cau mày nói. Trước tiên điều tra tiểu tử kia có lai lịch gì, một khi có cơ hội. Hoài Linh Hổ là thu thể cắt cổ, sát ý trong mắt bắn ra. Thiếu gia, ta hiểu rồi, nhất định phải làm như vậy. Lão giả kia gật đầu, phất tay mang theo hai đại hán sau lưng theo đuôi đám người Lục Lâm Thiên. Lục huynh đệ, người quyết định không ở cùng với chúng ta một chỗ sao? Ngoài đấu giá hội, Hoàng Sa hỏi Lục Lâm Thiên, ánh mắt như muốn nói gì đó rồi lại thôi. Hoàng thiếu gia cứ về trước đi, ta sẽ không quấy rầy Hoàng thiếu gia nữa. Nếu như có cơ hội ta nhất định sẽ tới Hoàng gia quấy rầy một phen. Lục Lâm Thiên nói xong lập tức nói với Tôn Oánh Oánh. Ngươi ở cùng với tỷ tỷ ngươi một chỗ hay là ở cùng với chúng ta? Ta, tiểu nhã tỷ, muội đi cùng Lục đại ca, ngày mai còn phải đi tới Trấn Thế Tháp, phụ thân muội bảo muội phải đi cùng Lục đại ca, cho nên muội sẽ không ở cùng với tỷ một chỗ. Ngày mai gặp lại. Tôn Oánh Oánh nói với Tôn Tiểu Nhã xong, thân ảnh xinh đẹp lập tức đi tới bên người Lục Lâm Thiên, nói. Lục đại ca, muội đi cùng huynh. Oánh Oánh. Sắc mặt Tôn Tiểu Nhã khẽ biến đổi. Tiểu Nhã cô nương yên tâm đi, Oánh Oánh đi cùng ta, sự an toàn của nàng ta có thể cam đoan. Chỉ có một chút phiền phức nhỏ không cần phải quá lo lắng. Chúng ta đi trước một bước, hẹn ngày mai gặp lại. Lục Lâm Thiên nói xong lập tức cùng với đám người Kim Viên. Thái A quay người rời đi. Nhã tỷ yên tâm đi, muội biết tỷ lo lắng cái gì. Thế nhưng muội ở cùng với Lục đại ca nhất định sẽ không có việc gì. Tôn Oánh Oánh nháy mắt với Tôn Tiểu Nhã mấy cái, thân ảnh xinh đẹp lập tức quay người, giống như hồ điệp đuổi theo đám người Lục Lâm Thiên. Nhà đầu này, Tôn Tiểu Nhã hơi nhíu mày nói. Lộ hộ pháp, làm phiền hộ pháp đi theo bọn họ một đoạn. Dùng tính cách của Hoài Linh Hổ. Hắn sẽ không cho qua chuyện này dễ dàng như vậy đâu. Hoàng Sa cúi đầu nói với một đại hán bên người. Được, ta đã biết nên làm thế nào. Đại hán này cung kính gật đầu, sau đó mới phất tay dẫn theo hai người khác lặng lẽ theo đuôi đám người Lục Lâm Thiên. Tiểu Nhã tiểu thư, hiện tại tiểu thư đã có thể yên tâm được rồi. Hoàng Sa nói với Tôn Tiểu Nhã. Tôn Tiểu Nhã dịu dàng hạ thấp người rồi nói. Đa tạ Hoàng thiếu gia. Không cần khách khí với ta, ta đưa tiểu thư trở về. Hoàng Sa nói, nhìn bóng lưng đám người Lục Lâm Thiên rời đi, trong mắt hắn hiện lên vẻ nghi hoặc không thôi. Không phải ở cùng với Hoàng gia, thanh niên kia rốt cuộc có địa vị gì. Trên một lầu các xa xa, một mỹ phụ nhân da thị mềm mại, trắng nõn như ngọc, khuôn mặt không chút trang điểm, thoát tục nhẹ nhàng nói. Dám khiêu chiến với Hoài Linh Hổ, chỉ có hai loại khả năng, một là người không biết trời cao đất rộng. Hai là thực sự không sợ Kỳ Phong Thương Hội, trên thân người này có khí tức quỷ dị, người bên cạnh hoàn toàn không có ý sợ hãi. Có thể chơi Hoài Linh Hổ nặng như vậy, cũng không giống như người không biết trời cao đất rộng, cho nên. Nữ tử kia thì thào nói. Ngày mai đi vào Trấn Thế Tháp, những chuyện này cũng không có quá nhiều quan hệ với chúng ta. 5 vạn ước tinh thạch thế giới trung phẩm để cho Kỳ Phong Thương Hội đau đầu đi thôi. Sư phụ. Phía sau có không ít người đi theo chúng ta, trong đó có 3 người là của Kỳ Phong Thương Hội. Trên đường phố tấp nập, Thái A khẽ nói với Lục Lâm Thiên. Đều là người có tu vi thông thiên cảnh, cao nhất chỉ là một thông thiên cảnh cao giai đỉnh phong mà thôi, giải quyết đi. Lục Lâm Thiên cười nhạt một tiếng. Người đâu? Trong một con hẻm vắng vẻ, số lượng người đi tương đối ít, lúc này có 3 đạo thân ảnh xuất hiện, ánh mắt nghi hoặc không thôi. Bởi vì người mà 3 người truy tung lúc này đã biến mất không còn một chút dấu vết nào. Này, các ngươi đi theo chúng ta làm cái gì? Một tiếng kêu vang lên, 3 người bỗng nhiên cảnh giác quay đầu lại, lúc này có một nữ tử đang nở nụ cười vui vẻ, có chút giảo hoạt, người này chính là Tôn Oánh Oánh, mà người này 3 người cũng không xa lạ gì. Siêu siêu siêu. Khi 3 người còn chưa kịp lấy lại tinh thần. 3 đạo trưởng ấn mang theo công kích linh hồn đột nhiên trực tiếp xuyên thủng gáy qua mi tâm của 3 người. Thân thể 3 người lập tức đổ xuống mặt đất, ngay cả người hạ thủ cũng không có nhìn thấy mặt.
Đã giải quyết xong, chúng ta đi về trước thôi. Chuẩn bị cho ngày mai tiến vào Trấn Thế Tháp. Trường bào màu xanh trên người Lục Lâm Thiên tung bay, thân ảnh năm người lập tức biến mất không thấy. Đêm, khuya, màn đêm bao phủ toàn thành, vầng trăng sáng nhô lên cao, ánh trăng nhàn nhạt, bao phủ cả nội thành. Thiếu gia, trong lúc chúng ta âm thầm hộ tống, đám người Thiết Tam của Kỳ Phong Thương Hội quả thực đã đi theo, chỉ là... Trong mắt lão giả hiện lên vẻ rung động, lập tức nói với Hoàng Sa. Ba người Thiết Tam đang định ra tay, thế nhưng lập tức bị đám người Lục Lâm Thiên kia vô thanh vô tức ra tay miểu sát. Mạnh như vậy sao? Khuôn mặt Hoàng Sa khẽ biến đổi, lập tức cười nhạt một tiếng, nói. Quả nhiên không phải là người bình thường, lại còn là địch nhân của Kỳ Phong Thương Hội, vậy thì là bằng hữu của chúng ta. Nếu như có cơ hội nên kết giao một phen. Ánh trăng bao phủ đại điện to lớn, lúc này cơ mặt Hoài Linh Hổ co rúm lại, hai mắt đổ thẫm giống như toát ra lửa. Linh Hổ, con thực sự càng lúc càng lỗ mãng. Áo nghĩa linh hồn bổn nguyên của đại đạo cảnh tuy rằng có giá trị xa xỉ, thế nhưng với cái giá 5 vạn ức này có thể mua được 5 phần A. Trong đại điện, Hoài Viễn Khôi khóc không ra nước mắt. 5 vạn ức tinh thạch thế giới trung phẩm, Kỳ Phong Thương Hội cũng không dễ lấy ra được. Quan trọng nhất chính là lỗ lớn, bị cả vô sắc thành cùng với vô sắc thế giới chê cười. Hoài Linh Hổ nghiến răng nghiến lợi nói. Phụ thân, đều tại tiểu tử kia, con không ngờ hắn lại không tăng giá, lại dám chơi con. Con sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Nhị thiếu gia, không xong rồi. Một lão giả mặc trường bào vội vàng chạy tới, nhanh chóng nói với Hoài Viễn Khôi và Hoài Linh Hổ. Chúng ta vừa mới phát hiện ra thi thể của ba người Thiết Hộ Pháp. Bị người khác đánh chết trong một con hẻm nhỏ, một chiêu bị đánh chết. Hồn anh và linh hồn phân thân đều không có cơ hội đào thoát. Cha cho ta, nhất định phải biết là ai làm chuyện này. Hoài Viễn không cả giận nói. Hoài Linh Hổ âm trầm, cả giận nói. Nhất định là hoàng gia âm thầm ra tay, bằng không tiểu tử kia đâu có bản lĩnh âm thầm đánh chết ba người Thiết Hộ Pháp. Hội trưởng, chúng ta vừa rồi lại ngoài ý muốn phát hiện ra một việc. Đám người Lục Lâm Thiên này chính là người do Hướng Gia Bảo trong vô minh thế giới mang tới tham gia vạn thế đối quyết, đến từ vạn cổ thế giới. Lão giả mặc trường bào nói. Hướng Gia Bảo. Hoài Viễn Khôi nhíu mày nói. Tham gia vạn thế đối quyết sao? Vậy là tốt rồi, ta đang lo không có thời gian đối phó với tiểu tử kia, nếu như hắn tới tham gia vạn thế đối quyết là tốt. Một khi tới Trấn Thế Tháp ta sẽ khiến cho hắn muốn sống không được muốn chết cũng không xong. Hoài Linh Hổ lạnh lùng quát. Linh Hổ, lần này con nhất định phải tiến vào top 10, bằng không khoản sổ sách 5 vạn ức này các trưởng lão nhất định sẽ nói tới, đến lúc đó ta cũng không bảo vệ được con. Hoài Viễn Khôi nói với Hoài Linh Hổ. Sáng sớm hôm sau, khi từng tia nắng sớm chiếu xuống. Trong vô sắc thành lúc này có cơn gió nhẹ thổi qua mang theo mùi đất tràn ngập trong không khí. Phù! Trong đình viện, Lục Lâm Thiên thở ra một ngụm trọc khí từ trong cơ thể. Kim quang quanh thân đều được thu liễm lại, hai mắt tức thì mở ra. Khí tức man hoang, cổ xưa chợt lóe, giờ phút này khí tức trên người hắn đã đạt tới trạng thái đỉnh phong. Không biết lúc nào mới có thể chính thức đột phá đại đạo cảnh. Lục Lâm Thiên đứng dậy, khẽ vô ống tay áo rồi nói. Cũng nên tiến vào trong Trấn Thế Tháp rồi. Trong sơn mạch bao la có vô số cây cối cao ngất sum suê, sương mù bao phủ núi non, nhìn qua giống như tiên cảnh. Sáng sớm, sơn mạch được một tầng sương mù mỏng bao phủ, từng tầng lá cây trong sơn mạch như được nhuộm thêm một màu trắng, gió khẽ thổi qua, nhìn qua tràn ngập sinh cơ. Trong sơn mạch có một bình nguyên khổng lồ, bao la. Nơi này có một tòa tháp lớn giống như thông thiên sừng sững đứng đó. Tổng cộng có 18 tầng, tòa tháp đứng sừng sững trên bình nguyên bao la giống như một cây trụ chống trời, khiến cho người ta có cảm giác đồ sộ, nguy nga, toàn thân có bí văn quanh quẩn. Lộ ra khí tức cổ xưa, khiến cho người ta đứng trước mặt không khỏi cảm thấy nhỏ bé từ tận đáy lòng. Từ sáng sớm ở trên bình nguyên này đã có vô số thân ảnh che khuất bầu trời đứng đó. Giữa không trung thi thoảng có khôi lỗi tọa giá cùng với thân ảnh xẹt qua trời cao. Chung quanh có không ít người mặc chiến giáp, khí tức sắc bén đang bày trận. Lục huynh đệ, tất cả mọi thứ ta đã giúp các ngươi sắp xếp tốt. Sau khi tiến vào Trấn Thế Tháp phải chú ý tất cả. 10 người cuối cùng không những phải lên tầng cao nhất mà đồng thời còn phải ở lâu nhất thì mới được coi là người thắng. Giữa không trung, Hướng Hầu Minh nói với 5 người Lục Lâm Thiên.
Khi các ngươi vừa mới tiến vào lập tức rót linh hồn lực vào trong ngọc giản, cho nên tất cả mọi thứ trong trấn thế tháp mọi người cũng không biết, thế nhưng lại biết rõ sự sống chế của các ngươi. Nếu như vẫn lạc ở bên trong, ngọc giản có chứa linh hồn lực của các ngươi bên ngoài sẽ bị nghiền nát. Chung quy tất cả phải cẩn thận. Siêu siêu. Sau khi Hướng Hầu Minh vừa mới dứt lời, thân ảnh đã đáp xuống trước mặt tòa tháp cực lớn kia. Đây là trấn thế tháp sao? Không ít thân ảnh đáp xuống, quay mắt nhìn về phía trấn thế tháp cực lớn này không khỏi cảm thán nói ra một câu. Nơi này có một cỗ khí tức vô hình tràn ngập, khiến cho người có thực lực không đủ lập tức có cảm giác tâm thần rung động. Hướng Hầu Minh, lần trước không thấy ngươi, ta nghĩ lần này ngươi không dám tới nữa. Thế nào, lần này có muốn đánh bạc một lần nữa hay không? Một thanh âm vang vọng, tiếp đó lập tức có mười mấy đạo thân ảnh đáp xuống. Người dẫn đầu bộ dáng không kém Hướng Hầu Minh là bao, dưới cằm còn trùm râu dê, ánh mắt như sao, khí tức trong lúc vô hình khiến cho năng lượng thiên địa chung quanh trong lúc mơ hồ xảy ra biến hóa. Lão gia hỏa Hướng Hầu Minh này cũng tới sao, đến cũng tốt, lại cá cược 50 kiện linh khí tiên thiên với ta nữa. Lại có mười mấy đạo thân ảnh đáp xuống, dẫn đầu là một người có mái tóc đỏ, nhìn qua có chút già nua, thế nhưng thanh âm lại giống như tiếng chuông. Trên khuôn mặt già nua là đôi mắt đen nhánh đang nhìn về phía Hướng Hầu Minh. Hồ Nhất Đao, Hỏa Đạo Nhân, các ngươi đừng bắt nạt Hướng Hầu Minh, người ta cũng không dễ a. Từ trước tới nay hắn chưa thắng lần nào, các ngươi không nên sát muối vào vết thương của hắn nữa. Ha ha! Lại một tiếng cười to vang lên, lần nữa lại có mười mấy đạo thân ảnh đáp xuống. Đầu lĩnh chính là một đại hán to lớn, thế nhưng cái đầu lại cực kỳ nhỏ. Không ngờ lại còn để chọc nửa đầu, chung quanh là những sợi tóc dài bồng bềnh, nhìn qua giống như nấm đất, vô cùng bắt mắt. Thế nhưng khí tức trên người kẻ này lại không thấp hơn hai người trước một chút nào. Ánh mắt Lục Lâm Thiên đảo qua trên tất cả đám người này, khí tức của ba người đầu lĩnh tuyệt đối không dưới Hướng Hầu Minh, không hề nghi ngờ, ba người này đều có tu vi niết bàn cảnh. Trong đội ngũ sau lưng đều là những thanh niên nam nữ khí độ bất phàm, có lẽ đều tới tham dự vạn thế đối quyết. Hướng Hầu Minh, năm người này chính là người của vô minh thế giới các ngươi tham gia vạn thế đối quyết sao? Ba người kia đáp xuống, ánh mắt lập tức nhìn về phía năm người Lục Lâm Thiên, Thái A, Kim Viên, Hướng Tiền Trùng, còn có Tôn Oánh Oánh. Khi nhìn về phía Kim Viên, ánh mắt ba người thoáng run rẩy, mà khi nhìn về phía Lục Lâm Thiên và Thái A, trong mắt lại hiện lên vẻ nghi hoặc, thế nhưng ba người cũng không quá để ý. Mà khi ánh mắt ba người nhìn về phía Tôn Oánh Oánh, trong mắt cũng không có tỏ vẻ gì. Hướng Hầu Minh nhìn qua ba người, sắc mặt thoạt nhìn có chút khó coi, sau đó nói với đám người Lục Lâm Thiên, Thái A. Ta giới thiệu với các ngươi một chút, kia là lão quỷ Hồ Nhất Đao của địa hoang thế giới, còn kia là hỏa đạo nhân của vô biên thế giới. Nam Bán Thiên của huyền Nam thế giới. Bái kiến chư vị tiền bối. Hướng Tiền Trùng cùng với Tôn Oánh Oánh lập tức ôm quyền hành lễ, ba người Lục Lâm Thiên, Thái A, Kim Viên chỉ hơi ôm quyền mà thôi. Các ngươi cũng mau hành lễ với linh động công tử Hướng Hầu Minh của vô minh thế giới đi. Hổ Nhất Đao cũng nhanh chóng bảo đám thanh niên nam nữ do hắn mang tới hành lễ với linh động công tử Hướng Hầu Minh. Ta nói Hướng Hầu Minh nhà ngươi, chúng ta lâu không gặp như vậy, lại đánh bạc một lần có được không? Hổ Nhất Đao nhìn Hướng Hầu Minh rồi nói. Không đánh. Hướng Hầu Minh trực tiếp cự tuyệt, ánh mắt nhìn về phía Hổ Nhất Đao nói. Lão tử đã từng nói qua, không đánh cược với các ngươi nữa. Hướng Hầu Minh, có phải ngươi sợ hay không? 2000 năm không gặp, tuổi ngươi càng lúc càng lớn, thế nhưng lá gan lại càng lúc càng nhỏ a. Hướng Hầu Minh không dám đâu, chúng ta đừng làm hắn khó xử, lá gan của hắn có lẽ càng ngày càng nhỏ rồi. Hỏa Đạo Nhân và Nam Bán Thiên lập tức ồn ào nói, khuôn mặt có chút vui vẻ, rõ ràng đang muốn khích bác Hướng Hầu Minh đánh bạc với bọn họ. Ta nói cho ba lão gia hỏa nhà các người biết, đừng có bắt nạt người ta quá, ai lá gan ngày càng nhỏ. Hướng Hầu Minh trợn mắt nhìn ba người này, tức giận tới mức dựng râu trừng mắt. Lá gan không có nhỏ thì tiếp tục đánh bạc đi, không phải chỉ thua ba lượt hay sao? Cả vô minh thế giới các ngươi cũng thua cùng a, khó trách những năm gần đây thành tích của vô minh thế giới càng lúc càng kém. Đời này sợ rằng Hướng Hầu Minh cũng không dám đánh bạc nữa, vô minh thế giới đã thua không chịu nổi rồi. Hồ Nhất Đao cùng với Hỏa Đạo Nhân nhìn thấy bộ dáng của Hướng Hầu Minh, ánh mắt âm thầm biến đổi, càng khích bác Hướng Hầu Minh thêm. Nếu như các ngươi muốn đánh bạc,
quy củ cũ, thế nhưng tiền đánh cược là 10 vạn ức tinh thạch thế giới trung phẩm, tăng thêm 40 kiện linh khí tiên thiên. Ba khỏa đan dược bàn phẩm, nếu không dám thì đừng có tới tìm ta. Hướng Hầu Minh thở phì phò nói. Cái này. Nghe Hướng Hầu Minh nói vậy, sắc mặt ba người Hỏa Đạo Nhân, Hồ Nhất Đao, Nam Bán Thiên lập tức biến hóa, tiền đặt cược lần này quá lớn. Ba người nhìn vẻ mặt của Hướng Hầu Minh, đồng thời dường như cũng tin tưởng với đám thanh niên tài tuấn sau lưng mình không ít, cho nên Hồ Nhất Đao lập tức nói với Hướng Hầu Minh. Tốt, ta đồng ý. Ta cũng đồng ý. Không thành vấn đề. Hỏa Đạo Nhân cùng với Nam Bán Thiên cắn răng đáp ứng. Không có ai chú ý tới, lúc này trong đôi mắt của Hướng Hầu Minh hiện lên vẻ giảo hoạt. Chư vị, đã lâu không gặp. Lúc này trong đám người có không ít thân ảnh đi tới. Mọi người nghe vậy lập tức nhìn về phía trước. Sắc mặt đám người Hồ Nhất Đao, Hỏa Đạo Nhân, Nam Bán Thiên khẽ biến, nhanh chóng nói với một lão giả mặc hoa phục. Lục Lâm Thiên ngẩng đầu nhìn về phía trước, ánh mắt có chút biến hóa, trong đám người hơn chục người ngày có một thanh niên ánh mắt bắn ra tinh mang, trong mắt hiện lên vẻ kiêu ngạo cùng với hàn ý đang nhìn về phía hắn. Người này không phải là ai khác mà chính là Hoài Linh Hổ tối qua có chút hút mắc với hắn. Bên người Hoài Linh Hổ còn có một thanh niên khác, bộ dáng ôn hòa hơn không ít, nhìn qua giống như phong khinh vân đạm, khuôn mặt tuấn lãng khiến cho người ta nhìn qua không khỏi muốn thân cận hơn vài phần. Có vài phần tương tự với Hoài Linh Hổ. Đây là Hoài Viễn Khôi của Kỳ Phong Thương Hội, là hộ pháp của Vạn Thiên Liên Minh. Tu vi niết bàn cảnh trung giai, Kỳ Phong Thương Hội ở trong Vạn Thiên Liên Minh có một chức trưởng lão. Bởi vậy Kỳ Phong Thương Hội so với Hướng Gia Bảo của chúng ta có địa vị cao hơn không ít. Hướng Hầu Minh truyền âm nói với Lục Lâm Thiên. Hướng hộ pháp, trong vô minh thế giới hiện tại có lẽ tình hình càng ngày càng tốt ha. Khi Hướng Hầu Minh đang truyền âm cho Lục Lâm Thiên, Hoài Viễn Khôi đã đi tới bên người Hướng Hầu Minh, ánh mắt khẽ đảo qua người Lục Lâm Thiên. Hoài hộ pháp nói đùa rồi, vô minh thế giới hoang vu cằn cỗi, không thể so với vô sắc thế giới a. Hướng Hầu Minh có chút nghi hoặc nói. Thật sao? Hoài Viễn Khôi nhíu mày, ánh mắt lần nữa lạnh nhạt nhìn Lục Lâm Thiên, nói. Nghe nói buổi tối hôm qua, có người trong vô minh thế giới vô cùng hào sảng. Đấu giá mua áo nghĩa bổn nguyên với một số tiền cực lớn. Ngay cả mí mắt cũng không nháy lấy một cái. Ta còn tưởng rằng vô minh thế giới phát tài, đang muốn lãnh giáo Hướng hộ pháp một phen phương pháp làm giàu a. Cho dù vô minh thế giới có ra giá cao thì vẫn kém Kỳ Phong Thương Hội a. 5 vạn ức, cũng chỉ có Kỳ Phong Thương Hội tài đại khí thô mới có thể lấy ra được số tinh thạch lớn như vậy. Cũng không biết hiệu quả của áo nghĩa bổn nguyên thế nào rồi. Người ta đã tìm tới tận cửa. Lục Lâm Thiên tự nhiên sẽ không có đầu rụt cổ mà khẽ ngẩng đầu nhìn qua Hoài Viễn Khôi rồi nói. Tiểu tử, phụ thân ta đang nói chuyện ngươi không có tư cách xen vào. Hoài Linh Hổ rốt cuộc cũng tìm được cơ hội, miệng hét lớn một tiếng, thân ảnh lập tức bước về phía trước, muốn ra tay với Lục Lâm Thiên. Trong vạn thế đổi quyết, trong ngoài vô sắc thành cấm ra tay với người khác. Chẳng lẽ Kỳ Phong Thương Hội không coi quy củ vào đâu? Kỳ Phong Thương Hội càng ngày càng lớn mật a. Chẳng lẽ các ngươi coi như các gia tộc cùng với các thế lực khác không tồn tại hay sao? Cho rằng vô sắc thế giới là của Kỳ Phong Thương Hội các ngươi sao? Một đạo thanh âm lạnh nhạt bỗng nhiên vang vọng ở cách đó không xa. Lập tức có không ít tiếng xé gió vang lên, có không ít thân ảnh nhanh chóng xuất hiện. Dẫn đầu là một lão giả vừa mới nói chuyện, thân thể to lớn, bộ dáng chừng 50 tuổi, lưng hùm vai gấu, khuôn mặt nhìn qua có chút khí khái hào hùng. Sau lưng lão giả này có không ít khí tức hùng hồn như ẩn như hiện, cũng không phải là người yếu. Thanh âm này vang lên, thân ảnh Hoài Linh Hổ lập tức ngừng lại, cánh tay vừa mới vươn ra lúc này cũng dừng lại trên không. Hoàng hộ pháp, đã lâu không gặp. Người này xuất hiện lập tức có không ít người chào hỏi. Thật sự là náo nhiệt a, tại sao lại tụ tập hết ở chỗ này vậy? Ta cũng tới tham gia náo nhiệt một chút, chư vị khỏe cả chứ? Một nam tử trung niên mặc nho phục, nhìn qua có vài phần tuấn lãng chậm rãi đi tới. Ha ha, náo nhiệt như vậy thêm ta có lẽ không thành vấn đề gì chứ? Chẳng lẽ có chuyện gì tốt hay sao? Tiếng cười vang lên, một người trung niên thân thể gầy gò đáp xuống, người mặc trường bào màu tím, nhìn qua khí vũ hiên ngang, toàn thân có khí tức nóng bỏng nhàn nhạt chấn động. Trong lúc vô thanh vô tức lan tràn ra không gian chung quanh, sau lưng hắn cũng có không ít khí tức hùng hồn. Không thể khinh thường. Tiết hộ pháp cũng tới a. Chư vị,
đã lâu không gặp. Những người này tới, đám người chung quanh lập tức xúm lại chào hỏi, cực kỳ náo nhiệt. Tiểu huynh đệ, người vừa mới tới đầu tiên chính là Hoàng Thiên Tứ của Hoàng gia. Người này có chức vị hộ pháp trong Chiến Thiên Liên Minh. Người vừa rồi là Tiết Hưng Quốc của Tiết gia, cũng có chức vị hộ pháp trong Chiến Thiên Liên Minh. Người tới sau cùng là tộc trưởng Tử Huyền của Tử Diễm Huyền Xà Nhất Tộc, người này là một thú tộc, không thuộc về Vạn Thiên Liên Minh cũng không thuộc về Chiến Thiên Liên Minh. Nhưng mà lại trưởng quản phần đông thú tộc trong vô sắc thế giới, thế lực khổng lồ. Mà thực lực của bản thân hắn cũng rất cường hãn, Hoàng gia, Tiết gia, Kỳ Phong Thương Hội cũng không dám trêu vào người này. Hướng Hầu Minh truyền âm nói với Lục Lâm Thiên. Bốn thế lực lớn đều tới đông đủ sao? Lục Lâm Thiên nhìn qua một vòng, chung quanh có vài khí tức niết bàn cảnh lan tràn, đại đạo cảnh cũng có không ít. Người có tu vi thông thiên cảnh thì có thể thấy được khắp nơi. Tình cảnh như vậy tuyệt đối không thể nhìn thấy được trong tiểu thiên thế giới. Cuối cùng ánh mắt Lục Lâm Thiên nhìn về phía thân ảnh thướt tha bên cạnh Tiết Hưng Quốc mặc nho phục của Tiết gia, nữ nhân khí có khí chất thanh nhã này khiến cho Lục Lâm Thiên không khỏi liếc mắt nhìn thêm vài lần. Nữ tử này mặc một bộ y phục màu xanh da trời mỏng, mái tóc đen nhánh như mực vén lên trên, được một cây châm ngọc cố định, khí chất thanh nhã tới cực điểm. Tuyệt đối là nữ tử tu yệt mỹ, loại khí chất trên người nàng vô cùng đặc biệt hiếm thấy. Lục Lâm Thiên cũng không phải người chưa từng gặp nữ tử tuyệt mỹ, mắt nhìn nữ tử này nhiều hơn là bởi vì trên người nữ tử này có một cỗ khí tức khiến cho Lục Lâm Thiên trong lúc mơ hồ cảm nhận được một cỗ khí tức quen thuộc. Cảm giác này khiến cho Lục Lâm Thiên khó có thể nhận ra. Đồng thời còn vượt quá dự đoán của Lục Lâm Thiên chính là nữ tử này nhìn thấy Lục Lâm Thiên nhìn mình còn khẽ gật đầu xem như chào hỏi. Lục Lâm Thiên cũng vội vàng gật đầu, sau đó ánh mắt nhìn về phía tộc trưởng Tử Huyền của Tử Diễm Huyền Xà Nhất Tộc. Bên người Tử Huyền kia có một thanh niên mặc trường bào màu đỏ. Lục huynh đệ, chúng ta lại gặp mặt. Lúc này có mấy đạo thân ảnh đi tới bên người Lục Lâm Thiên. Mấy người này chính là Hoàng Sa, bên người hắn còn có Tôn Tiểu Nhã. Điền Thúc, Nhã Tỷ. Tôn Oánh Oánh lập tức đi tới bên người Tôn Tiểu Nhã, khẽ hành lễ với lão giả mặc hoa phục kia. Lại gặp mặt rồi. Lục Lâm Thiên thu hồi ánh mắt từ trong đám người, sau đó gật đầu nói với Hoàng Sa và Tôn Tiểu Nhã. Ánh mắt Lục Lâm Thiên đảo qua một vòng, lúc này những người hội tụ chung quanh hắn đều là chúng cường giả bất phàm. Còn có không ít thế lực lớn nhỏ. Cũng có vô số người trẻ tuổi có thiên phú hơn người hội tụ lại, tất cả đều đến vì vạn thế đối quyết. Nghe nói buổi tối hôm qua Kỳ Phong Thương Hội dùng 5 vạn ức mua một phần áo nghĩa linh hồn bổn nguyên A. Cũng không biết bên trong áo nghĩa linh hồn bổn nguyên kia cất giấu thứ giá, cái giá này không nhỏ A. Sau khi mọi người hàn huyên một phen, Tử Huyền lập tức cười ha hả nói. Hừ, nói tới chuyện này, Hoài Viễn Khôi và người của Kỳ Phong Thương Hội lập tức âm trầm hừ lạnh một tiếng. Không ít ánh mắt mang theo sự âm trầm nhìn về phía Lục Lâm Thiên. Không ít người chung quanh nhìn thấy vậy tự động lui lại về phía sau một ít. Kỳ Phong Thương Hội trở thành trò cười, bảo bọn họ cười ở sau lưng thì nhất định, thế nhưng ở trước mặt giễu cợt Kỳ Phong Thương Hội mà nói. Nếu như thế lực không đạt tới mức như Tiết gia, Hoàng gia, Tử Diễm Huyền Xà Nhất Tộc thì bọn họ đều không dám. Kỳ Phong Thương Hội ở trong vô sắc thế giới này tuyệt đối là tồn tại không nên trêu vào. Ta cũng nghe nói qua một ít, 5 vạn tinh thạch thế giới trung phẩm, bất quá đối với Kỳ Phong Thương Hội tài đại khí thô mà nói chỉ là chín châu mất một sợi lông mà thôi. Tiết Hưng Quốc cũng cười ha hả, không chút nào để ý tới vẻ mặt âm trầm của Hoài Viễn Khôi. Nghe nói người duy nhất trong buổi tối ngày hôm qua dám ra giá với Kỳ Phong Thương Hội là một người trẻ tuổi gọi là Lục Lâm Thiên, không biết là vị nào, ta rất muốn làm quen một chút ha. Hoàng Thiên Tứ cười ha hả nói. Ánh mắt mọi người lần nữa âm thầm biến hóa, không ít người ở đây cũng biết, Hoàng gia và Kỳ Phong Thương Hội luôn luôn đối đầu, lúc này thật vất vả mới có cơ hội, đương nhiên phải đả kích Kỳ Phong Thương Hội một phen rồi. Lục huynh đệ, để ta giới thiệu với huynh đệ một chút, đây là gia phụ, hộ pháp của Chiến Thiên Liên Minh, cũng là gia chủ hiện tại của Hoàng gia ta. Hoàng Sa lập tức tiến lên giới thiệu phụ thân mình với Lục Lâm Thiên. Tới lúc này Lục Lâm Thiên cũng không có cách nào không đi ra. Hắn tiến lên mấy bước, ôm quyền thi lễ với Hoàng Thiên Tứ rồi nói. Kẻ hèn Lục Lâm Thiên bái kiến Hoàng hộ pháp. Hắn chính là người buổi tối hôm qua đấu với Hoàng Linh Hổ sao? Nghe nói Hoài Linh Hổ tối hôm qua bị người này âm 5 vạn ức tinh thạch thế giới trung phẩm A. Lá gan của tiểu tử này rất lớn.
quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên, tuấn tú lịch sự, sau khi ra khỏi Trấn Thế Tháp nhất định phải tới Hoàng gia ta ngồi một chút. Hoàng Thiên Tứ gật đầu cười nói với Lục Lâm Thiên, ánh mắt đảo qua người Lục Lâm Thiên, trong mắt âm thầm hiện lên vẻ nghi hoặc, thế nhưng lại lập tức biến mất. Khuôn mặt vui vẻ, cực kỳ hiền hòa. Có cơ hội mà nói nhất định tiểu tử sẽ quấy rầy. Lục Lâm Thiên nhẹ nhàng gật đầu, lúc này hắn cảm giác được có không ít khí tức mịt mờ mang theo sự giận dữ đang nhìn về phía hắn. Đoán chừng người của Kỳ Phong Thương Hội lúc này đang hận không thể nghiền nát hắn thành cho a. Nghĩ vậy Lục Lâm Thiên không khỏi cười nhạt một tiếng. Giờ phút này Hướng Hầu Minh cũng biết được đại khái đã xảy ra chuyện gì, hắn cũng chỉ có âm thầm nở nụ cười khổ. Trong lòng âm thầm lo lắng thay cho Kỳ Phong Thương Hội. Chỉ mong Kỳ Phong Thương Hội này không quá phận, bằng không sợ rằng cuối cùng có hối hận cũng không kịp. Hừ, chỉ mong có thể còn sống đi ra khỏi Trấn Thế Tháp a, trước đây cũng có không ít người chết trong Trấn Thế Tháp. Hoài Linh Hổ nhìn Lục Lâm Thiên lạnh lùng quát một tiếng. Có nhiều người như vậy, gần đây ở ngoài Vô Sắc Thành lại không được động thủ, đương nhiên hắn cũng không dám động thủ một lần nữa. Cho dù có giận dữ ngập trời cũng chỉ có thể nuốt vào trong mà thôi. Tốt rồi, có lẽ tất cả mọi người cũng đã tới đông đủ, thời gian cũng không sai biệt lắm. Sau khi mở ra Trấn Thế Tháp, tất cả người trẻ tuổi tham gia vạn thế đối quyết đều phải đi vào bên trong. Tiết Hưng Quốc nhìn một vòng chung quanh rồi nói với mọi người. Mở ra Trấn Thế Tháp đi, để xem lần này 10 người nào sẽ kiên trì tới lúc cuối cùng. Hoàng Thiên Tứ nói. Ầm ầm. Một lát sau, cả bình nguyên đột nhiên run rẩy, càng ngày càng dữ dội. Trong ánh mắt của mọi người, trên Trấn Thế Tháp cực lớn kia bắt đầu có bí văn cuồn cuộn, một cỗ khí tức bàng bạc lấy Trấn Thế Tháp làm trung tâm nhanh chóng khuếch tán, tràn ngập không gian trong bình nguyên chung quanh. Lập tức trong tầng thứ nhất cực lớn của Trấn Thế Tháp xuất hiện không ít khe nứt không gian cực lớn trong gợn sóng, tổng cộng có 9 vết nứt không gian, lộ ra 9 thông đạo trắng xóa. Ầm ầm. Mặt đất run rẩy, khí tức bàng bạc trào lên, cả Trấn Thế Tháp cực lớn giống như một đầu hung thú đang thức tỉnh, khí thế bàng bạc khiến cho lòng người rung động không thôi. Trấn Thế Tháp đã được mở ra, tất cả người tham gia vạn thế đối quyết mau tiến vào. Dựa vào số tầng, 10 người kiên trì cuối cùng sẽ là người chiến thắng. Sẽ đại biểu cho Vô Sắc thế giới đi tham gia vạn thế đối quyết cuối cùng. 10 người cuối cùng cũng đạt được một kiện linh khí tiên thiên đỉnh phong. Một khỏa đan dược tứ phẩm trợ đạo đan. Ngay khi Trấn Thế Tháp vừa mới mở ra, một đạo thanh âm hùng hậu giống như chuông lớn vang vọng. Siêu siêu. Khi thanh âm vừa dứt, một mảng lớn tiếng xé gió vang lên, từng đạo thân ảnh nhanh chóng bắn ra, thân thể hóa thành cầu vồng phóng về phía cửa động chung quanh tầng thứ nhất Trấn Thế Tháp, sau đó lập tức biến mất. Trước Trấn Thế Tháp, mấy ngày thanh niên nam nữ trẻ tuổi trong khoảng thời gian ngắn đều tiến vào trong Trấn Thế Tháp rồi biến mất không thấy. Từng ấy năm trôi qua, cao nhất cũng chỉ có người đi tới tầng thứ 12 trong 9 ngày. Không biết lần này sẽ xuất hiện niềm vui ngoài ý muốn nào không? Tầng thứ 12A, đại đạo cảnh cao giai bình thường cũng khó có thể đặt chân lên đó. Chuyện này sợ rằng có chút khó khăn. Nghe nói lúc trước người có thể ở trong tầng thứ 12 Trấn Thế Tháp 9 ngày về sau có thể tiến vào thiên giới. Không biết lần này 10 người cuối cùng đi ra ngoài là những ai? Người có đặt cược không? Ta có lựa chọn vài người ta để ý, hy vọng có cơ hội thắng. Trong Trấn Thế Tháp, sau khi 5 người Lục Lâm Thiên tiến vào trong Trấn Thế Tháp lập tức xuất hiện ở một mảnh bình nguyên cực lớn, bao la vô cùng, cũng không biết rốt cuộc rộng lớn tới bao nhiêu. Không ít người chung quanh vừa mới tiến vào cùng 5 người Lục Lâm Thiên đã biến mất không thấy gì nữa. Một cỗ lực lượng trầm trọng lan tràn tới, mỗi một bước tiến về phía trước đều giống như phải dùng lực ngàn cân vậy. Quan trọng nhất chính là trong không gian này có một cỗ áp lực vô hình cực lớn. Chúng ta cứ tiến lên phía trước là được rồi, nghe nói đi tới tận cùng là có thể tiến vào tầng thứ 2. Mỗi một tầng đều gặp phải không ít nguy hiểm, còn có thể là ảo giác. Tôn Oánh Oánh nói. Lục Lâm Thiên nhìn chung quanh, hai hàng lông mày nhíu lại, lập tức có chút vui vẻ. Từ khí tức mà hắn dò xét được, Lục Lâm Thiên phát hiện ra Trấn Thế Tháp này có chút tương tự với vũ linh ảo cảnh của Vân Dương Tông trong linh vũ thế giới. Chỉ là cỗ áp lực vô hình trong không gian này lại có chút tương với áp lực trên thanh long đỉnh của thanh long hoàng tộc. Trong lực áp chế cực lớn này có không ít chỗ tốt, nhưng mà càng lên trên, thời gian càng dài thì lại càng không có cách nào chịu nổi. Giống. 3 ngày sau, một đầu hư ảnh dị thú cực lớn trực tiếp dữ tợn phóng về phía Lục Lâm Thiên,
mang theo một cỗ khí thế nóng bỏng. Lục Lâm Thiên lại không có bất kỳ hành động nào, hư ảnh dị thú dữ tợn này lập tức bắn tới trước mặt hắn rồi biến mất không còn tung tích. Két! Ở không gian trước mặt lần nữa xuất hiện một cái cửa động không Gina. Tầng thứ 6. Thân ảnh Lục Lâm Thiên lập tức tiến vào bên trong, trong thời gian mấy ngày này, ở trong tầng thứ nhất hắn chịu lực cản cực lớn, tầng thứ hai là một biển lửa có không ít công kích bằng hỏa trụ, tầng thứ ba là một mảnh sơn mạch. Tầng thứ tư chính là một không gian một mảnh phế tích. Nhưng mỗi một tầng đều có không ít nguy hiểm, áp lực vô hình phải nhận cũng càng ngày càng lớn. Đương nhiên, loại áp lực cùng với nguy hiểm đối với thực lực của Lục Lâm Thiên hiện tại không đáng kể một chút nào. Hắn không ngừng xông lên phía trước, chỉ là trong thời gian mấy ngày này, dưới tác dụng của Chấn Thế Tháp Lục Lâm Thiên cũng mất đi liên lạc với mọi người. Trước Chấn Thế Tháp, không có ai rời đi, người của các thế giới cùng với các thế lực lớn trực tiếp chờ đợi ở địa phương mà bọn họ đã chuẩn bị từ trước. Trong sơn mạch xa xa có vô số người rậm rạp đang chờ đợi. Đã tới ngày thứ tư, có lẽ cũng sắp có người không kiên trì nổi, sẽ tự mình đi ra ngoài a. Mấy tầng đầu tiên đối với đám người trẻ tuổi đồng lứa mà nói, khảo nghiệm không lớn. Càng lên trên khảo nghiệm càng lớn. Người của tất cả các tiểu thiên thế giới không ngừng nghị luận. Hội trưởng, không tốt. Trước Chấn Thế Tháp, trong đám người của các thế giới, mấy người ngồi đầu chính là người của bốn thế lực lớn và các thế lực bất phàm khác. Lúc này có một lão giả mặc trường bào mang theo vẻ mặt ngưng trọng vội vàng chạy tới bên người Hoài Viễn Khôi, lập tức giao cho Hoài Viễn Khôi một khối ngọc giản tin tức. Hoài Viễn Khôi rót tâm thần vào bên trong, sắc mặt đại biến. Ngọc giản tin tức này tới từ vô minh thế giới, tình huống trong vô minh thế giới hiện tại cũng được ghi lại kỹ càng. Trong đó kể cả chuyện phi linh môn diệt thiên thủy môn, khống chế vô minh thế giới, Phạm Sàm có tu vi đại đạo cảnh cao giai đỉnh phong cùng với hỏa quỷ đạo nhân Phạm Anh Kỳ có tu vi niết bàn cảnh sơ giai cũng bị trưởng môn Lục Lâm Thiên của phi linh môn đánh chết. Trong tin tức này cũng nói trưởng môn Lục Lâm Thiên của phi linh môn chính là trưởng môn Tây Phương cầu bại của thất sát môn trong thị hoang thế giới. Phiền phức rồi. Hoài Viễn Khôi nhìn về Chấn Thế Tháp, khuôn mặt biến sắc. Chấn Thế Tháp đã được mở ra, hắn cũng không có tư cách đóng lại. Mà Hoài Linh Hổ nếu như ở trong Chấn Thế Tháp nhất định sẽ không bỏ qua cho Lục Lâm Thiên kia. Lục Lâm Thiên này ngay cả niết bàn cảnh cũng có thể đánh chết, nếu như Hoài Linh Hổ gặp phải hắn, hậu quả không cần phải nói. Hiện tại Hoài Viễn Khôi cũng chỉ có thể âm thầm cầu nguyện, hai nhi tử của hắn ngàn vạn lần không thể gặp phải Lục Lâm Thiên kia. Hắn vốn vô cùng tin tưởng với hai đứa con của mình, thế nhưng hiện tại Hoài Viễn Khôi lại vô cùng hoảng hốt, sợ hãi. Siêu siêu. Trong Chấn Thế Tháp lúc này bắt đầu có không ít thân ảnh trực tiếp bị đẩy ra ngoài. Cả đám chật vật không thôi, sắc mặt tái nhợt, có chút khó coi. Sau khi đi ra khuôn mặt tràn ngập vẻ thất vọng. Thời gian trôi qua, càng ngày càng có nhiều người bị trục xuất ra khỏi Chấn Thế Tháp, cơ hồ đều là bị trục xuất ở tầng thứ 6 tới tầng thứ 8. Số người bị đẩy ra ngoài từ ba tầng này rất nhiều. Nhìn đám thanh niên đồng lứa bị đẩy ra ngoài, sắc mặt của đám đầu lĩnh của các thế giới bắt đầu có chút khó coi. Siêu siêu. Trong biển lớn mênh mông, sóng biển cuồn cuộn rít gào, cuồng phong xuất hiện, tiếng sấm vang vọng. Đây là tầng thứ 9 sao? Lục Lâm Thiên đặt chân lê trên biển rộng mênh mông này, tầng thứ 9 nghe nói ít nhất phải có tu vi thông thiên cảnh cao giai mới có thể tiến vào. Đương nhiên đối với Lục Lâm Thiên mà nói vẫn không có độ khó quá lớn, ngược lại hắn còn đang lo lắng cho đám người Kim Viên, Thái A, không biết hai người thế nào rồi. Kim Viên chỉ có tu vi thông thiên cảnh cao giai đỉnh phong mà thôi, loại thực lực này tuy rằng không kém, thế nhưng không biết cuối cùng có thể tiến vào top 10 hay không. Mà thực lực của Thái A tuy rằng mạnh, thế nhưng kinh nghiệm rõ ràng lại chưa đủ, cho nên Lục Lâm Thiên cũng có chút bận tâm. Càng đi lên, áp lực càng mạnh. Lục Lâm Thiên cũng lo lắng cho Tôn Oánh Oánh và Hướng Tiền Trung. Thực lực của hai người này tuy rằng không tồi, thế nhưng muốn trụ lại tới cuối trong Chấn Thế Tháp quả thực có chút mơ mộng hão huyền. Thanh niên đồng lứa đến từ các thế giới khác cũng có không ít người có tu vi thông thiên cảnh. Trên đường đi, thông qua 8 tầng, trong 8 tầng Lục Lâm Thiên cũng gặp phải không ít người. Ai cũng không để ý tới ai, thậm chí còn có chút đề phòng và cảnh giác. Lục Lâm Thiên tự nhiên sẽ không để ý tới đám người này. Người không phạm ta, ta không phạm người. Coi như lúc này ở trên cái biển lớn rộng vô tận này đôi lúc Lục Lâm Thiên cũng có thể nhìn thấy được một ít người. Chỉ là đám thanh niên kia lúc này đã siêu siêu vẹo, muốn bước về phía trước một bước dường như cũng phải dùng hết sức bình sinh,
khuôn mặt đỏ gay, không ngừng thở hổn hển. Siêu siêu, đến tầng thứ 9 coi như có thể tiến lên cũng không có ai muốn rời khỏi, nói không chừng nếu như chống đỡ thêm một chút là có hy vọng tiến vào trong 10 danh ngạch kia. Mà những người này nhìn thấy Lục Lâm Thiên sải bước đi về phía trước, có vẻ không chút bận tâm về áp lực trong không gian này, vẻ mặt đám người này vô cùng đặc sắc. Ầm ầm, thanh âm trầm thấp bạo liệt từ phía trước truyền tới, một cơn sóng cực lớn đang lan tràn ra chung quanh. Lúc này có một đạo thân ảnh đang đứng trong sóng to gió lớn. Trong thân thể dường như có một cỗ lực lượng mạnh mẽ không ngừng tản ra, khiến cho gợn sóng trong không gian vặn vẹo, biến hình. Phá! Thân ảnh gầy gò này quát lên một tiếng trầm thấp, tay đánh ra mấy đạo trưởng ấn giống như bài sơn hải đảo về phía trước. Ầm ầm ầm. Dưới tiếng nổ vang trầm thấp, sóng to gió lớn trực tiếp bị đánh nát. Thái A! Thân ảnh Lục Lâm Thiên đáp xuống bên người Thái A, không ngờ hắn lại gặp Thái A ở nơi này, mà Thái A lại đi nhanh hơn hắn. Sư phụ! Thái A quay đầu lại, cũng có chút kinh ngạc nói. Có nhìn thấy mọi người hay không? Lục Lâm Thiên hỏi. Thái A nói. Đệ tử không nhìn thấy đám người Kim Viên sư thúc, người có thể đi tới nơi này cũng đã ít dần. Hy vọng bọn họ có thể trụ lại được, chúng ta tiếp tục đi thôi. Đi tới tầng thứ 10 rồi nói sau. Lục Lâm Thiên nói, nếu như muốn là một trong 10 người cuối cùng, có lẽ đi tới tầng thứ 10 mới có cơ hội lớn hơn một chút. Ở trong tầng thứ 9 này có lẽ hy vọng sẽ không quá lớn. Hai người tiếp tục đi về phía trước, chung quanh càng ngày càng không có lấy một bóng người. Bên trong có áp lực đè nặng linh hồn, không những vậy trong không ích nơ này còn có một cỗ lực cản cực lớn cùng với năng lượng áo nghĩa thuộc tính thủy trong tầng thứ 9 Na Phi khiến cho người ta càng ngày càng gian nan tiến về phía trước. Khặc khặc, vốn ta nghĩ các ngươi không thể nào đi tới được nơi này. Như vậy đã là coi trọng các ngươi. Ta định sau khi ra ngoài sẽ thu thập các ngươi, thế nhưng không ngờ các ngươi lại tới được đây. Trong hải vực vô tận, dưới sóng to gió lớn đột nhiên vang lên một đạo thanh âm quen thuộc. Dứt lời, trước hải vực bao la phía trước đột nhiên xuất hiện một đạo thân ảnh đạp không mà đứng, khuôn mặt âm trầm, hai mắt mang theo vẻ âm tàn, kiêu ngạo. Hoài Linh Hổ. Ánh mắt Lục Lâm Thiên nhảy lên, người phía trước này không phải là ai khác mà chính là Hoài Linh Hổ. Sao nào? Một mình ngươi muốn đối phó với chúng ta? Lục Lâm Thiên nhìn Hoài Linh Hổ lạnh nhạt hỏi. Trong tâm thần dò xét của hắn ở phạm vi hải vực chung quanh cũng chỉ có một mình Hoài Linh Hổ mà thôi. Đối với các ngươi ta chỉ cần dùng một chân. Dám chơi ta như vậy, các ngươi nhất định sẽ phải trả một cái giá cực đắt. Hoài Linh Hổ lạnh lùng quát một tiếng, sau đó nhìn hai người Lục Lâm Thiên và Thái A nở nụ cười âm trầm, nói. Chỉ bằng các ngươi cũng tới tham gia vạn thế đối quyết. Thực sự quá nực cười, có thể chết trong tay ta coi như là tạo hóa của các ngươi. Trước khi đánh chết các ngươi, ta cũng cho các ngươi biết rõ. Coi như các ngươi có thể tới tầng thứ 9 này, thế nhưng ở trước mặt ta các ngươi không là cái gì cả. Ầm ầm. Khi Hoài Linh Hổ vừa mới dứt lời, không gian chung quanh đột nhiên run lên, một cỗ khí tức bàng bạc phô thiên cái địa tuôn ra, cả không trung ầm ầm run rẩy, khí tức đại đạo cảnh sơ giai đột nhiên lan tràn ra bên ngoài. Oanh. Không có một chút chậm trễ nào, Hoài Linh Hổ khẽ đạp mạnh hư không. Hải vực phía dưới vốn đã cuồn cuộn lập tức liên tiếp nổ tung. Lập tức hóa thành một đạo quang ảnh giống như tia chớp bắn về phía trước. Bên trong mơ hồ ẩn chứa năng lượng thuộc tính thủy bàng bạc đáng sợ, tựa như khiến cho cả hải vực run rẩy, trong lúc mơ hồ còn xen lẫn khí tức linh hồn. Áo nghĩa linh hồn, tu luyện giả áo nghĩa thuộc tính thủy. Lục Lâm Thiên khẽ nhíu mày. Khó trách Hoài Linh Hổ lại lựa chọn động thủ ở nơi này. Hóa ra là tu luyện giả áo nghĩa thuộc tính thủy, sợ rằng hắn đã ở nơi này không ít. Siêu. Trong chớp mắt ngắn ngủi, thân ảnh Hoài Linh Hổ nhanh chóng tới trước mặt Lục Lâm Thiên và Thái A, một đạo quyền ấn nhanh chóng hội tụ. Quyền ấn hội tụ tất cả sóng to gió lớn dưới hải vực, sau đó ầm ầm phóng về phía hai người Lục Lâm Thiên. Mới chỉ là đại đạo cảnh sơ giai mà thôi, cũng dám tới chặn đường. Ánh mắt Thái A run lên, trong thân thể gầy gò đột nhiên có nguyên lực phô thiên cái địa tuôn ra. Bên trong còn có một cỗ linh hồn ực nóng bỏng, một đạo quyền ấn nhanh chóng được ngưng tụ rồi đánh về phía trước, không gian chung quanh quyền ấn rung động. Hai đạo quyền ấn mang theo năng lượng thiên địa bàng bạc lập tức va chạm vào nhau. Trong gợn sóng ở không gian chung quanh vang lên tiếp xé gió ầm ầm, không gian chung quanh dưới công kích khủng bố bực này lập tức run rẩy kịch liệt. Phanh! Quyền ấn va chạm.
đạo quyền ấn do Hoài Linh Hổ ngưng tụ dễ dàng bị đánh nát, hóa thành sóng nước ngập trời trút xuống hải vực phía dưới. Dư âm kình khí khủng bố còn lại nhanh chóng lan tràn, trực tiếp tạo ra những vết nứt đen kịt trong không gian. Quang mang đen kịt lóe lên, vết nứt lập tức xác nhập lại như cũ. Phụt! Khi kình khí đáng sợ bằng năng lượng lan tràn ra chung quanh, thân ảnh Thái A không có một chút chấn động nào, thế nhưng thân thể Hoài Linh Hổ lại bay ngược về phía sau, miệng phun ra máu tươi. Không ngờ ngươi lại là... Khi Hoài Linh Hổ ổn định thân thể, sắc mặt đã trắng bệch. Vẻ kiêu ngạo trong mắt lúc này đã chuyển thành hoảng sợ, người có thể dùng một chiêu đánh hắn trọng thương, thực lực không cần phải nói. Từ thực lực của đối phương vừa rồi, ít nhất đã tới đại đạo cảnh cao giai. So với đối phương mà nói, quả thực hắn không chịu nổi một kích. Đến thời điểm này Hoài Linh Hổ mới biết được, lần này rốt cuộc hắn đã chọc vào người nào. Khó trách đối phương hoàn toàn không để hắn vào trong mắt. Đây là ngươi tự mình dẫn sát tới đó nha. Trước người Hoài Linh Hổ, gợn sóng trong không gian lóe lên, đột nhiên lan tràn ra chung quanh, không gian chung quanh vặn vẹo. Trong nháy mắt thân ảnh Lục Lâm Thiên đã xuất hiện trước người hắn. Năm ngón tay tạo thành chảo, năm đạo chảo ấn xẹt qua không gian, dùng tốc độ không thể tưởng tượng nổi lướt về phía trước. Siêu! Chảo ấn đánh xuống, Hoài Linh Hổ muốn chạy trốn thì đã phát hiện ra không gian chung quanh đã sớm cứng lại. Hắn không thể nào giãy giụa, tốc độ của đạo chảo ấn này thực sự đã nhanh tới mức tận cùng. Trong chớp mắt ngắn ngủi, chảo ấn trong tay Lục Lâm Thiên trực tiếp xé rách không khí, bên trong xen lẫn một cỗ linh hồn lực kinh khủng, trong sát na trực tiếp đánh văng gợn sóng trong không gian, năng lượng tạo thành vòng tròn lan tràn, lập tức đánh vào trên người Hoài Linh Hổ. Xuy xuy, đạo chảo ấn đánh xuống, Hoài Linh Hổ trực tiếp bị cấm chế, trong mắt lúc này còn tràn ngập vẻ kinh hãi, hoảng sợ. Thái A, trên người Hoài Linh Hổ này có áo nghĩa linh hồn bổn nguyên, thi triển hỗn độn dương linh quyết thôn vệ nó đi. Lục Lâm Thiên trực tiếp ném Hoài Linh Hổ đã bị cấm chế cho Thái A, đây là lần đầu tiên Thái A trực tiếp thôn vệ, cho nên Lục Lâm Thiên đành phải cấm chế Hoài Linh Hổ này, tránh cho xuất hiện việc gì ngoài ý muốn. Phần áo nghĩa linh hồn bổn nguyên đấu giá buổi tối ngày hôm qua trong Thải Vân Thương Hội vốn Lục Lâm Thiên định mua cho Thái A. Thái A tu luyện áo nghĩa linh hồn. Thế nhưng trên người cũng không có áo nghĩa linh hồn bổn nguyên, muốn tự mình lĩnh ngộ ra sợ rằng cũng không dễ. Áo nghĩa linh hồn bổn nguyên của một thế giới đã sớm bị người khác lĩnh ngộ ra, cho nên nếu như muốn lĩnh ngộ ra áo nghĩa linh hồn bổn nguyên không dễ. Cho nên Lục Lâm Thiên cũng chỉ có thể chuẩn bị để cho Thái A luyện hóa một phần áo nghĩa linh hồn bổn nguyên mà thôi. Lục Lâm Thiên thật không ngờ, buổi tối hôm qua hắn lại gặp Hoài Linh Hổ, kết quả áo nghĩa linh hồn không có lấy được. Vốn đối với Lục Lâm Thiên mà nói, 5 vạn ức tinh thạch thế giới trung phẩm cùng với 2 vạn ức cũng không có gì khác nhau quá lớn, hiện tại tổng thể phi linh thương hội cũng không có như lúc trước. Lục Lâm Thiên không mua, một phần là bởi vì cũng không muốn vì vậy mà để cho Thải Vân Thương Hội chiếm tiện nghi, để cho Thải Vân Thương Hội làm ngư ông đắc lợi. Thứ hai Lục Lâm Thiên cũng đã sớm biết rõ trên người Hoài Linh Hổ cũng có áo nghĩa linh hồn bổn nguyên đã bị luyện hóa. Dùng tính cách của Hoài Linh Hổ này, sợ rằng tuyệt đối sẽ không bao giờ không tới tìm hắn gây phiền toái. Bởi vậy một màn này trong Chấn Thế Tháp Lục Lâm Thiên đã sớm biết. So với việc đấu giá, tranh đoạt áo nghĩa linh hồn, còn không bằng trực tiếp thôn phệ tốt hơn nhiều.